Chương 3259, đại hôn của Diệp Phàm. Cái này thì tôi không rõ ràng lắm, tôi chỉ có thể nói cho anh biết phương pháp thu hút trùng vương của mình mà thôi, có thể thành công hay không thì tôi không dám chắc. Tuy nhiên, tiên sinh cứ thử xem. Huyết Cương nói phương pháp thu hút trùng vương với Diệp Phàm. Hiện tại cô cần hồi phục, cho nên, đến những nơi có âm khí nồng đậm sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục hơn. Cho nên trong khoảng thời gian này, cô cứ tự do hoạt động. Diệp Phàm nói. Vậy được, tôi đi trước đây. Huyết Cương nói, xoay người kích động bay lên không mà đi. Hút khí, hút khí. Diệp Phàm muốn đem con rơi ra, về sau sử dụng phương pháp thu hút trùng vương mà Huyết Cương truyền cho. Tuy nhiên, rằng có một buổi tối nên chẳng có cảm giác gì nữa, hắn không khỏi có chút ủ rũ. Tuy nhiên, dù là ủ rũ nhưng Diệp Phàm vẫn với khí khái không chịu thua. Vì thế mỗi ngày cân nhắc vấn đề này, ban ngày cũng khống chế con rơi luyện tập hút khí như vậy. Buổi tối ba ngày sau, vẫn ở bên cạnh đầm nước. Diệp Phàm một mình vừa coi mỹ nhân ngư tự do bơi lội trong nước, vừa luyện tập. Rầm, hình như cái gì đó nổ tung, Diệp Phàm cảm thấy thân thể mình rung lên. Cảm giác như thể trên người mình bị viên đạn đâm thủng, một đường khí trạng từ chỗ bị đâm thủng bị con rơi hút lên. Khí tạng này khiến người ta có cảm giác tê dại, có chút mềm mềm. Diệp Phàm bắt đầu ý cẩn thận động chuyển tâm pháp võ công. Khí thể này bướng bỉnh giống như một đứa trẻ, ban đầu còn không chịu đi theo Diệp Phàm. Suốt cả một buổi tối, Diệp Phàm mới bước đầu thu phục được nó. Phát hiện khí trạng này hình như rất quen thuộc với mình. Về sau hướng luyện công tuần hoàn theo kinh lạc mà đi lên. Không lâu sau, Diệp Phàm phát hiện, những khí trạng này cũng có thể chuyên tích trong đan điền. Tuy nói ban đầu không tương dung với nội khí bên trong đan điền. Nhưng, trải qua vài ngày luyện tập của Diệp Phàm, cuối cùng cũng có thể khiến đan điền tiếp thụ khí thể kỳ quái này. Hơn nữa, Diệp Phàm làm cho nó từ từ dung hợp với nội khí, cuối cùng đã thành công, hắn vui mừng khôn xiết. Đây không phải là một cách để tăng cường nội khí hay sao? Về sau mỗi ngày thí nghiệm, phát hiện càng ngày càng dung hợp. Mà khí đan điền của mình dường như cũng được tăng lên một ít, đây cũng có thể coi là một biện pháp luyện công tốt. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, nơi có thể thu hút loại khí trạng này thu hút rất nhanh, hình như thứ này ở nơi này có rất nhiều loại. Ví dụ như, bên cạnh đàm nước khí trạng khá nhiều. Còn ở thị trấn Hoành Không cơ bản là không có khí trạng đặc biệt này. Diệp Phàm hiểu, loại vật khí trạng này có lẽ không phải là không khí, nó phải là một loại khí có trong không khí. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không biết loại khí này là khí gì, dù sao có thể có tác dụng đối với việc luyện công của mình, cũng không cần phải quan tâm nhiều nó là loại khí gì. Diệp Phàm tạm thời gọi nó là ngoại khí, bởi vì khí trong cơ thể người luyện võ luyện ra gọi là nội khí. Còn loại khí đến từ bên ngoài cơ thể này gọi là ngoại khí cũng có chút đạo lý. Ngày 8 tháng 2 năm 2007, là ngày đại hôn của Diệp Phàm. Hồng Diệp Bảo cũng răng đèn kết hoa, các huynh đệ trong giới quốc thuật do Sa Thiên dẫn đầu đều đã tới. Tiệc rượu tổ chức ở khách sạn Kim Đô. Đương nhiên, đại viện Kiều gia cũng răng đèn kết hoa, tuy Kiều Viễn Sơn không muốn làm rình rang quá nhưng vài chiếc đèn lồng lớn là phải có. Còn xe đón dâu cũng không quá xa hoa, tất cả đều là xe hạ lợi màu xanh, thuê từ công ty taxi. Đương nhiên, xe thuê cũng chỉ có hơn 10 chiếc. Đoàn xe rước dâu này rất bình thường đến mức ở đường phố thủ đô không ai chú ý cả. Họ còn tưởng là đám cưới của hai gia đình bình thường. Diệp Phàm hôm nay là chú rể, tự lái xe đến đốn Kiều Viên Viên. Diệp Phàm đương nhiên là một thân chính trang, còn Kiều Viên Viên thì diện một bộ váy cô dâu lộng lẫy, khiến cho đấng mày dâu phải rớt tròng mắt ra ngoài. Tất cả mọi người của Kiều gia đều đến rồi, cả đại gia đình cũng có đến mấy chục người. Tối hôm trước Kiều Viễn Sơn cũng tổ chức tiệc rượu, địa điểm ngay tại đại viện Kiều gia. Khách mời cũng không nhiều, và hầu hết là khách của Kiều Viễn Sơn. Đương nhiên những vị khách mời đó phân lượng không hề nhỏ, tất cả đều là những chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy hay đại soái biên cương. Buổi tối thứ hai khách mời của Diệp Phàm hầu như là những khách mà Triệu Bảo Cương mời hôm Diệp Thanh Liên bái làm ông nội. Chỉ là khách Diệp Phàm mời đến hôm nay không nhiều các cụ già như hôm trước Triệu Bảo Cương mời. Vốn Vương Nhân Bàng đề nghị làm ở Hồng Diệp Bảo cho tăng thêm không khí, tuy nhiên dù sao khuôn viên của Hồng Diệp Bảo quá rộng. Một biệt thự lớn như vậy của quan chức mà để phóng viên đăng tin ra ngoài thì sẽ phiền toái lớn. Tuy nói là tiền mua biệt thự là do Diệp Phàm tự kiếm, nhưng dù sao cũng nên tránh đi thì hơn. Cho nên cuối cùng đặt ở khách sạn Kim Đô.
Đây đối với Cổ gia mà nói là một chuyện vui lớn, cha của Cổ Phi Phi là Cổ Tắc Thiên đích thân đến khách sạn, đích thân mình sắp xếp mọi việc. Hiện tại Cổ gia đã thật sự thấy được năng lực của Diệp gia, đã muốn hoàn toàn muốn dựa vào Diệp gia. Hơn nữa, Cổ gia cũng muốn nhân cơ hội này làm quen với những khách mời của Diệp gia, nếu thuận lợi điều này sẽ rất có lợi cho hoạt động kinh doanh của Cổ gia. Cổ gia thật sự đã nhìn thấy những cái lợi khi đi theo Diệp gia. Bởi vì thái độ của Cổ gia đối với Diệp gia thay đổi. Vương Long Đông hiện tại có thân phận rất cao trong Cổ gia, mỗi lời gã nói ở Cổ gia đều rất có trọng lượng. Thấy như vậy người vui nhất là Cổ Phi Phi, ở nhà không những là công chúa mà còn là hoàng hậu. Xe rước dâu đầu tiên tới Hồng Diệp Bảo, người nhà Diệp Phàm đều ở trong biệt thự này. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai hôm nay cũng rất phấn chấn, hai người hiện tại đeo chân giả. Loại chân giả nhập từ nước ngoài này đi lại cũng rất tiện, vì hai người công lực rất cao nên có thể đi lại một cách rất tự nhiên. Hai người đều mặc trang phục truyền thống, chân cũng đeo giày vải. Nghe nói đây là giày vải mà Chu Chân Chân đích thân may cho. Khi đeo xong, Hồng Tà còn có chút cảm thán, còn Lệ Vô Nhai thì cảm thán nói. Thế nào, có vợ cũng tốt đấy chứ. Khoe khoang cái gì thế? Hồng Tà liếc mắt nhìn một cái. Thì khoe vợ chứ sao, nếu không phải chị dâu cậu thấy cậu đáng thương cũng may cho một đôi thì liệu cậu có mà đi không? Lệ Vô Nhai cười nói. Tôi cũng sẽ tìm người may cho. Đi tìm đi, Nhất Diệp Sư Thái không phải vẫn ở núi Nga Mi sao? Có bản lĩnh thì đi tìm đi. Lệ Vô Nhai dùng phép khích tướng. Hồng Tà vừa nghe thấy tên Nhất Diệp Sư Thái là người mềm nhũn. Trưởng môn võ đang Trương Thiên Lâm dẫn theo mấy trưởng lão đến chúc mừng, mà phái Lao Sơn cũng cử Ngưu Ly đạo trưởng đến tặng quà. Phi Linh đang Tuyết Nha Nha không có mặt, mà đại diện Tuyết gia là mẹ của Tuyết Hồng. Cũng chiếu lệ tặng một số lễ vật đặc biệt của Tuyết gia, không có bán bên ngoài. Em đã đến rồi. Thấy Nam Vân Thiên Mi tiến vào, phía sau là mấy người của Kim Lăng Nam Vân gia bê lễ vật. Diệp Phàm có chút xấu hổ. Tôi thay mặt anh tôi đến, kỳ lạ lắm hả? Nam Vân Thiên Mi bình thản nói. Vậy, mời vào. Diệp Phàm giơ tay xa, mấy người Sa Thiên liền tiến lên đón quà tặng. Tuy nhiên, dáng người thoát trần của Nam Vân Thiên Mi thật khiến người ta phải chú ý. Không hề thua kém Kiều đại tiểu thư đang mặc áo cưới là bao. Anh Diệp, hôm nay có trò hay để xem rồi hả? Vương Nhân Bàng ghé vào tai Diệp Phàm nói, rồi chớp mắt với Nam Vân Thiên Mi. Trò hay gì, cậu muốn ăn đánh có đúng không? Diệp Phàm tức giận nói. Nhìn kìa, lại thế nữa rồi. Vương Nhân Bàng buồn rầu nhéo nhéo nắm tay. Cậu nói trong lòng Nam Vân Thiên Mi có tư vị gì? Không ngờ Trương Ẩn Hào lại buông ra một câu như vậy. Có tư vị gì à, là vị chua rồi. Vương Nhân Bàng vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Cút đi cho tôi, đừng có ở đây mà nói lung tung nữa. Diệp Phàm trừng mắt. Tôi cút, được chưa, không nói nữa. Vương Nhân Bàng nhíu mày, cười cười rồi chuồn mất. Hai, đàn bà nhiều cũng nhiều phiền toái lắm. Trương Ẩn Hào thở dài. Đúng vậy, đặc biệt là những người đàn bà này ai nấy đều cao ngạo, ai nấy đều ưu tú. Nói vậy chứ trong lòng Diệp lão đại cũng không phải không có tư vị. Cá và tay gấu, khó mà có được cả hai. Cũng không biết trong lòng Nam Vân Thiên Mi bị tổn thương như thế nào. Hôm nay theo lý mà nói hẳn là cô sẽ không đến, nhưng cuối cùng cô vẫn đến. Đồng chí Trương, cậu nói xem, hôm nay cô ấy đến liệu có phải để cho Kiều đại tiểu thư nhìn thấy hay không? Hơn nữa, coi quần áo của cô, chỉ cần sửa lại một chút là thành áo cưới rồi. Đường Thành nói, khó đấy, Diệp lão đại thì càng khó. Kiều đại tiểu thư phỏng chừng cũng có thể nhìn ra điều gì đó. Chuyện này hình như Diệp lão đại giấu quá kín, nhưng ghen tuông là thiên tính của phụ nữ mà. Có lẽ Kiều tiểu thư cũng như vậy, tối nay Diệp lão đại có khi phải quỳ xuống mà xin ấy chứ. Đêm tân hôn mà phải như vậy, thật là đáng thương. Trương Ẩn Hào rung đùi đắc ý, nói xấu người nào đó. Thằng nhóc cậu phải quỳ thì có ấy, cứ chờ xem, sẽ có ngày cậu phải như vậy. Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Diệp Phàm, khiến cho Trương Ẩn Hào giật nảy người. Rồi chợt nhớ ra lỗ tai của tay Diệp Phàm này thật sự rất thính, dường như mình cách hắn một dặm hắn cũng nghe thấy vậy. Chương 3260, Mỹ nữ tề tựu Hồng Diệp Bảo. Làm gì vậy rồng chí Trương, lấm la lấm lét như vậy. Đường Thành vỗ vào vai Trương Ẩn Hào, vì Diệp Phàm dùng truyền âm nhập mật cho nên Đường Thành không hiểu những gì hắn nói. Đường Thành, cậu cũng có ngày phải quỳ xuống đất thôi.
Cứ chờ xem nhé. Giọng nói của Diệp Phàm truyền đến, Đường Thành run rẩy rồi chạy nhanh kéo Trương Ẩn Hào chuồn mất. Còn có để cho người ta sống nữa không, xa như vậy mà còn nghe thấy. Đường Thành nói thầm. Ha ha, hiện tại cậu mới biết à. Trương Ẩn Hào vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Còn có một tình huống nữa, hình như vị nhà Phí gia kia tâm trạng không tốt, đôi mắt đỏ au. Đường Thành nhỏ giọng nói. Hai, Nam Vân Thiên Mi tố chất cao hơn một chút. Hơn nữa, cô gái này cho tới bây giờ vẫn lạnh lùng, cậu cũng không thể nhìn ra được là cô ấy đang nghĩ cái gì. Phí Điệp Phú thì khác, tâm trạng khó mà giấu giếm được, mà kể cũng lạ, sao Phí Thanh Sơn khẳng định là cô sẽ đến. Biết là trong lòng người ta sẽ không đau có đúng không? Trương Ẩn Hào nói. Hai người, những người đau lòng hôm nay nhiều lắm đấy. Vương Nhân Bàng cười cười đi đến. Còn có những ai nữa? Đường Thành và Trương Ẩn Hào đồng thanh hỏi. Đại tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành của Phượng gia hôm nay tâm trạng có tốt được không? Nghe nói đó là người phụ nữ gần gũi nhất của đại ca Diệp khi còn ở Ma Xuyên đấy. Mấy người phụ nữ đều đến đây, đến lúc đó phỏng chừng trong lòng Kiều đại tiểu thư sẽ không vui đâu nhỉ? Ừ, Phượng Khuynh Thành nghe nói còn quen Diệp Phàm sớm hơn cả Kiều đại tiểu thư. Khi Diệp Phàm còn ở thị trấn Lâm Tuyền Cơ, năm đó hình như Phượng lão đi câu cá, mà Phượng Khuynh Thành hồi ấy chỉ có 13-14 tuổi, vẫn còn là thiếu nữ. Hiện giờ 10 năm đã qua rồi, Phượng Khuynh Thành càng ngày càng đẹp hơn, không hề thua kém Kiều Viên Viên, Nam Vân Thiên Mi. Tuy nhiên, hiện giờ trong ba đóa hoa này Diệp đại ca chỉ được ngắt một đóa, đúng là rất đau lòng mà. Trương Ẩn Hào thở dài. Kiều đại tiểu thư là người thích hợp nhất để làm vợ, quản lý gia đình đâu vào đó. Nam Vân Thiên Mi quá cao ngạo, không thích hợp để làm vợ. Còn Phượng Khuynh Thành thì thua kém một chút là vì năm đó cô ấy trẻ tuổi quá, không để lại mấy ấn tượng cho anh Diệp. Về sau tuy vẫn quen biết lại, nhưng lúc này Kiều Viên Viên đã chiếm được vị trí vững chắc trong lòng Diệp Phàm rồi. Đừng nhìn vẻ ôn nhu của Kiều Viên Viên, trên thực tế người phụ nữ này thật sự công vu tâm kế. Phương pháp hoài mâu mà cô áp dụng đã khiến Diệp Phàm lọt vào lưới. Cô cũng biết giả ngốc khi cần thiết, bởi cô biết Diệp Phàm không phải là người thường. Nên không thể dùng tình cảm của người thường để trói buộc hắn. Bằng không Kiều đại tiểu thư không thể an vị vị trí chính thê được. Đường Thành nói. Chuẩn đấy Đường Thành, cậu giống như một chuyên gia tình yêu vậy. Vương Nhân Bàng nói. Sao có thể so sánh được với anh Bàng là ông vua về tình yêu mà, vài lời ấy của tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Đường Thành cười khan nói. Ha ha, hai vị đều lợi hại, anh Bàng là cấp đại sư. Còn Đường Thành cậu cũng không thua kém, xem ra cũng đạt đến đẳng cấp đại sư rồi. Trương Ẩn Hào cười nói. Cậu thì kém sao, những phân tích sắc sảo vừa rồi tôi cũng nghi ngờ bản thân anh Diệp có thể hiểu được bao nhiêu. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Làm sao có thể, vẫn là anh Bàng giải thích thâm sâu mà. Trương Ẩn Hào cười khan nói. Mấy vị đều là đại sư, Long Đông tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Vương Long Đông cười quái dị nói. Ha ha ha, những tiếng cười lang sói vang lên. Cũng may mà mấy người phụ nữ này cũng đều là những người có văn hóa, hơn nữa mỗi người đều có ngạo khí riêng. Tuy nói trong lòng có tâm sự nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn rất bình tĩnh. Chuyện mà mấy người Vương Nhân Bàng lo lắng cũng đã không xảy ra. Hôn lễ náo nhiệt, không khí vẫn rất ấm cúng. Điều này đối với những đám khách mời cũng là một cơ hội hiếm có để trao đổi. Phi Tuyết, chúng ta đi thôi. Buổi tối. Một khách sạn cách Hồng Diệp Bảo không xa cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy một người con gái áo hồng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phía Hồng Diệp Bảo. Phía sau người con gái đó là một trong những đệ tử của Cổ Tà Cổ Huyết. Người này trước kia bị Diệp Phàm làm cho thảm hại, hiện tại công lực tuy đã khôi phục nhưng người có vẻ già đi rất nhiều. Còn người con gái áo hồng chính là em gái nuôi của Cổ Huyết. Cũng chính là Hồng Y nữ tử thần bí đã cứu Diệp Phàm mấy lần. Em muốn nhìn một chút nữa. Cô gái không quay đầu lại. Hai, em việc gì phải khổ thế chứ? Cổ Huyết thở dài nói. Nếu không chúng ta vào phá đi, dù thế nào cũng không để cho thằng họ Diệp đó làm hôn lễ một cách vui mừng như vậy được. Đừng. Cô gái vẫn không quay đầu lại, thái độ kiên quyết đáp. Vậy thì em việc gì phải khổ thế chứ? Em đã cứu hắn vài lần, nhưng còn hắn đến diện mạo của em cũng nhớ không rõ. Đối với người như vậy, em còn gì mà phải lưu luyến chứ? Người trẻ tuổi tuấn kiệt trên đời này còn nhiều lắm. Em có cuộc sống của em, hắn ta hiện tại đã kết hôn rồi,
cũng có cuộc sống riêng của mình. Em, anh cảm thấy em nên làm lại từ đầu đi. Thật ra, em và hắn cũng đã có cái gì đâu, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chỉ vì một sự trùng hợp mà em tự làm khổ mình như vậy ư? Cổ Huyết khuyên nhủ. Anh, đời này em cứ sống như vậy thôi, có ở cùng với nhau hay không không quan trọng, em có Thiên Nam là được rồi. Chỉ cần anh ấy không chết, thỉnh thoảng được nhìn từ xa là đủ rồi. Yến Phi Tuyết nói rồi bay lên giường, tay vuốt nhẹ lên má một bé trai đang ngủ. Em sinh con cho hắn, phỏng chừng hắn vẫn chưa biết có đúng không? Hay là anh tìm cơ hội để bắn tin qua đó nhé? Nếu không, em khổ quá, ít nhất cũng phải để cho hắn hiểu được tâm ý của em. Cổ Huyết nói, không cần đâu, con là do em sinh ra, em không muốn để anh ấy biết. Đối với anh ấy mà nói, không biết chuyện này sẽ tốt hơn. Yến Phi Tuyết lắc đầu nói, cũng phải, biết thì có tác dụng gì chứ, chỉ làm thêm phiền não mà thôi. Tuy nhiên cái cốt của thằng bé Thiên Nam này tốt lắm. Sư phụ nói, muốn đích thân dạy cho nó. Sau này hy vọng nó có thể trở thành cường giả giống như sư phụ. Cổ Huyết nói, việc này để sau hãng nói, thật ra, chỉ làm một người bình thường cũng không có gì là không tốt cả, chúng ta tuy rằng có công phu trong người, nhưng cả ngày chạy ngược chạy xuôi thì cũng đâu có gì là hay. Em chỉ muốn sống cuộc sống bình thường với Thiên Nam thôi. 2 năm nữa Thiên Nam đi nhà trẻ rồi, em hy vọng có thể cho nó một môi trường sống tốt. Thật ra, kiếp này em đã mãn nguyện rồi. Anh không phải lo lắng nhiều đâu. Yến Phi Tuyết nói. Ừ, em nói cũng đúng. Tuy nhiên, em định an cư ở chỗ nào? Nếu không đủ tiền thì chỗ anh còn 2 triệu đấy, em cầm đi mà dùng. Cổ Huyết nói. Em vẫn chưa quyết định ở đâu, thủ đô thì lạnh quá, em sống không quen. Chắc về phía Nam sẽ tốt hơn. Diệp Phàm sinh ở Nam Phúc, tỉnh Nam Phúc cũng có những nơi sống tốt có thể an cư. Nên em muốn ở đây, còn vấn đề tiền nong thì không cần đâu. Sư phụ trước kia có để lại cho em ít đồ cổ. Bán rẻ đi thì cũng được vài triệu, đủ để an cư. Tiền nhiều cũng không phải chuyện tốt mà. Hơn nữa anh cũng chỉ còn có 2 triệu, giữ lại dùng đi. Thời buổi này kiếm tiền cũng không dễ, chúng ta tuy có thân thủ cao, nhưng chưa từng dùng nó để đi trộm cắp. Kiếm tiền phải theo chính đạo, chúng ta là cao thủ thì phải có nhân phẩm của một cao thủ. Yến Tuyết Phi nói. Vậy được, tùy em vậy. Em bản lĩnh như vậy muốn kiếm tiền cũng không khó. Cổ Huyết thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong phòng bệnh của Bệnh viện Hiệp Hòa thành phố Phổ Hải. Hồng Đường Tử hai chân quỳ xuống đất, hai mắt đỏ hoe. Trên giường chính là Tiên Thiên Đại Viên Mãn Võ Vệ Sơn. Lúc này ông ta toàn thân băng bó, chỉ để lộ mỗi mũi và miệng. Ba, con hại ba rồi. Hồng Đường Tử nhỏ giọng khóc ròng nói. Hồng Đường Tử, đừng như vậy nữa, đứng dậy đi. Dương Chấn Tử tay vỗ nhẹ lên bả vai Hồng Đường Tử. Sư thúc, Hồng Đường Tử không hiểu chuyện, làm môn phải tổn thất 300 triệu, còn phụ thân thì đến nông nỗi này. Con đáng chết, con vô dụng. Hồng Đường Tử nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất. Hồng Đường Tử, tiền của chúng ta không dễ lấy như vậy đâu. 300 triệu, tưởng phái Côn Lôn chúng ta mở ngân hàng có phải không? Dương Chấn Tử mặt nghiêm lại. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn. Tất cả đợi đại sư huynh tỉnh lại đã rồi tính sau. Sư phụ, Hồng Đường Tử con sau này sẽ cố gắng luyện công. Diệp Phàm, một ngày nào đó tao sẽ khiến mày phải quỳ gối trước phái Côn Lôn. Hồng Đường Tử nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói hôm nay hắn kết hôn, con chó chết này. La Hồ Sơn cũng cắn răng nói. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nghe nói Diệp Phàm thật sự có lai lịch, những khách mời đều là những quan chức nhà nước cả. Cho nên... sau này nếu muốn báo thù thì phải âm thầm. Phải không để lại chút dấu vết nào. Bằng không hậu hoạn vô cùng, Ngọc Trấn nói qua rồi, tạm thời không được manh động, đặc biệt là bộ đội thần bí kia vẫn đang để ý. Hiện tại nếu Diệp Phàm có vấn đề gì, thì chắc chắn họ sẽ tìm đến chúng ta. Ngọc Đông Hồng nói. Chương 3261, bái lạy núi Côn Lôn. Tính rồi, tính cái rắm. Ngọc Sư Đệ. Cậu xem mấy ngàn năm qua phái Côn Lôn chúng ta có chật vật như vậy bao giờ chưa? Thù này không báo chúng ta còn dám xưng là Côn Lôn đại phái sao, còn gì là thể diện nữa? Thù này, phải báo, nhất định phải báo. La Hồ Sơn tức giận. Tôi không phải nói là không báo thù, nhưng phải từ từ. Ngọc Hồng Đông nói. Côn Lôn chúng ta thật sự không có cao thủ sao? Các cậu sai rồi. Dương Chấn Tử đột nhiên nói. Còn có cao thủ, ở đâu?
La Hồ Sơn nói. Vũ sư huynh tiên thiên đại viên mãn đều đã như vậy, chứng tỏ Diệp Phàm kia thực lực đúng là đáng sợ. Mặc dù là hắn áp dụng thủ đoạn bất chính ám toán Vũ sư huynh thì hắn cũng là thực hiện được. Cho nên, nếu ra tay với Diệp Phàm, tôi và anh đều không được. Ít nhất cũng phải cao thủ tiên thiên mới có thực lực này. Phái chúng ta ngoài Vũ sư huynh còn có ai tiên thiên? Hừ, thật sự không được, tôi phải đi Bái Sơn. Dương Chấn Tử hừ lạnh nói. Bái Sơn. La Hồ Sơn cùng Ngọc Hồng Đông nhìn Dương Chấn Tử với vẻ khó hiểu. Trong phái có quy định, ngoài gặp nguy hiểm liên quan đến sinh tử tồn vong của môn phái, nếu không không được đi Bái Sơn. Việc này, chỉ giao cho mỗi trưởng môn, các cậu đương nhiên không biết, hôm nay sẽ cho các cậu biết, trên núi Côn Lôn chúng ta còn có một chuyện Bái Sơn. Nhưng, đối với kết quả của việc Bái Sơn chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng, các thế hệ trưởng môn vẫn truyền lại như thế. Tôi nghĩ, nếu có thể giải quyết vấn đề nguy hiểm của môn phái, Bái Sơn chắc chắn tồn tại cao thủ, nếu không sao có thể giải quyết. Dương Chấn Tử nói là chuyện long trời lở đất. Chính hai vị trưởng lão Ngọc La cũng khiếp sợ không hiểu. Thật lâu sau, La Hồ Sơn hỏi. Trưởng môn, núi này ở đâu, đi bái như thế nào? Việc này tôi không thể nói, tôi không phải đã nói, mỗi thế hệ chỉ có trưởng môn biết được bí mật này sao? Trưởng môn đời trước dặn đời sau, đến giờ tôi còn chưa sử dụng quyền lực này bao giờ. Việc này tôi còn lo lắng rằng sơn này tuyệt đối không dễ bái. Muốn dùng cơ hội này vì Diệp Phàm. Về sau nếu môn phái gặp nguy hiểm. Bởi vì sơn này không thể thường xuyên bái. Cơ hội hữu hạn, chúng ta không thể lãng phí. Phải thận trọng. Dương Chấn Tử vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy vẫn từ từ, nếu đại sư huynh có thể tỉnh dậy, việc này dễ giải quyết rồi. Hơn nữa sẽ biết rõ hắn ám toán thì cũng hết sức quan trọng. Nếu không, chúng ta 10 phần mù quáng. Đến giờ cũng không rõ vì sao đại sư huynh lại như thế. Mà Diệp Phàm bị thương thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. La Hồ Sơn nói. Chớp mắt đã đến cuối năm. Diệp Phàm kiêm nhiều chức nên bận rộn, công nhân viên chức tập đoàn Hoành Không vẫn đang chờ đưa tiền lì xì. Trước khi nghỉ lễ, địa khu Giang Hoa tiến hành một lần điều chỉnh nhân sự. Con của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bạch Vạn Thăng đến địa khu Giang Hoa nhận chức ủy viên địa ủy, kiêm bí thư địa thành ủy Giang Hoa. Bạch Vạn Thăng tự mình đưa con đến. Sau khi công bố quyết định chính là ăn cơm chiều xong Bạch Vạn Thăng cùng Diệp Phàm uống trà. Trợ lý Diệp, nhớ lại chuyện trước kia, Bạch Vạn Thăng tôi có chút chấp nhất. Lúc đó nhìn vấn đề góc độ hoàn toàn khác. Nhưng, hiện giờ nghĩ thông, nhìn đại quy hoạch Hoành Không có thể phát triển, tôi rất vui. Địa khu Giang Hoa chuyển điện huyện Lăng Hà, đây là một cơ hội lớn. Mà hiện giờ các anh đang quy hoạch đường cao tốc Lăng Hà Giang Hoa tôi rất hài lòng. Một khi cao tốc hoàn thành, thủ phủ địa khu Giang Hoa cùng thành phố Giang Hoa có thể được nối liền. Cơ hội phát triển cũng tốt, thành phố Giang Hoa thành thành phố vệ tinh của khu trung tâm mới. Tôi hy vọng khi còn sống có thể nhìn thấy kết quả này. Bạch Vạn Thăng vẻ mặt chân thành. Trưởng ban Bạch yên tâm, nguyện vọng tốt đẹp của ông chúng tôi sẽ giúp ông thực hiện. Hơn nữa hiện giờ đồng chí Hoa Giang đã đến thành phố Giang Hoa, cậu ta sẽ là tác giả trực tiếp thực hiện nguyện vọng của lão Bạch. Tôi sẽ ủng hộ bằng chính sách và tài chính, tin rằng trong tương lai không xa, ông có thể nhìn thấy kết quả. Diệp Phàm cũng thái độ thành khẩn. Nếu trưởng ban Bạch người ta đã hạ mặt, mình còn làm gì, người đứng giữa điều đình chuyện này chính là Lưu Lão. Tuy nói Lưu Lão cũng không trực tiếp nói gì nhưng hai bên đều có thể hiểu ý. Vậy là tốt rồi, trợ lý Diệp, gần đây các anh xây dựng tổ chức đảng kiến thiết Hoành Không rất thành công. Đảng viên nòng cốt trên thực tế đã nhận thử thách trong kiến thiết. Học được kinh nghiệm về như vậy lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa đảng viên nòng cốt đi đầu tác dụng rất rõ ràng. Từ lãnh đạo cho đến công nhân đều có phong trào học tập. Công trường có một khí thế mời. Trưởng ban Bạch cười nói. Trưởng ban Bạch quá khen, đây chỉ là một chuyện bình thường. Công tác tư tưởng cho các đảng viên đương nhiên là việc không thể ngừng. Kết hợp với thực tế xây dựng cũng là kiểm nghiệm năng lực thực tế của các đảng viên. Có một số đồng chí nói thì hay nhưng khi ra thực tế làm được hay không sẽ biết ngay, lời nói hùng hồn thành vật bài trí hết. Tình hình này không thuận lợi cho việc triển khai công tác. Vì tình huống này nên lãnh đạo tập đoàn Hoành Không chúng tôi đã quyết định việc này. Hơn nữa, lại gồm đảng viên của hai tỉnh học tập. Thứ nhất là lấy việc huấn luyện là nòng cốt chính, để họ trở về bắt đầu công tác có hiệu quả.
Giai đoạn tiếp theo chính là nhóm nòng cốt sau khi trở về sẽ thực hiện việc lớn như thế nào, phát huy tác dụng của mình như thế nào. Về việc này tôi đang muốn báo cáo trưởng ban Bạch một chút. Diệp Phàm cũng nhân cơ hội báo cáo nể mặt Bạch Vạn Thăng một chút. Việc này không báo cáo thì không báo cáo, trên thực tế cũng không phải việc lớn gì, quan trọng chỉ là vấn đề thái độ. Người ta Bạch Vạn Thăng đã hạ mình, hắn đương nhiên phải cho mình là cấp dưới của ông ta. Ôi, không tồi, đối với giai đoạn phát triển của các cậu, tỉnh ủy chúng tôi cũng quyết định cử một tổ công tác tham gia tổ xây dựng đảng của các cậu. Phối hợp với thực hiện quy hoạch của Hoành Không. Hơn nữa, ý định của chúng tôi chính là điều động một ý đảng viên đã tham gia xây dựng quy hoạch thành công vào cộng đồng học tập. Muốn mở rộng tổ công tác đảng xây dựng quy hoạch ra phạm vi toàn tỉnh. Quy mô phải lớn hơn nữa. Đồng chí Diệp Phàm, cậu xem như vậy có được không? Trưởng ban Bạch cười nói. Tôi phải cảm ơn trưởng ban Bạch, tổ công tác đảng xây dựng được coi trọng, tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của trưởng ban Bạch. Vậy sang năm mới chúng ta sẽ bàn chuyện này. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một bản báo cáo. Diệp Phàm nói. Biết đây là Bạch Vạn Thăng tạo thế cho mình, việc này triển khai ra, thì Diệp Phàm sẽ là người sáng lập. Học tập chính trị có vẻ khó tạo ra thành tích, trên thực tế cũng là nơi dễ tạo ra thành tích nhất. Một khi có hoạt động, sẽ lại bổ sung thêm cho Diệp Phàm thành tích. Trên thực tế, năng lực công tác của Diệp Phàm đã được lãnh đạo tán thành. Ở phương diện này lại có thành tích, vậy 10 phần hoàn mỹ. Bạch Vạn Thăng đưa ra viên đạn bọc đường như vậy đương nhiên cũng là trải đường cho con trai. Trước kia quan hệ với Diệp Phàm mâu thuẫn, hiện giờ con lại thành cấp dưới của người ta, không làm thế không được. Không phải độc nhất vô song, Diệp Phàm vừa mới trở lại tập đoàn Hoành Không liền nhận được điện thoại của trưởng ban tổ chức tỉnh Thiên Vân. Trưởng ban VAT cũng ra sức khen ngợi Diệp Phàm về việc triển khai tổ công tác đảng xây dựng quy hoạch học tập. Hơn nữa, ý tứ không khác gì trưởng ban Bạch. Diệp Phàm đương nhiên vui vẻ, hai tỉnh thống nhất như vậy đối với hoạt động của tổ đảng xây dựng cũng thuận lợi hơn một bước. Lam Tồn Quân nghe nói việc này sau đó thiếu chút nữa cười tâu tuét nói. Anh Diệp, vẫn là cách của anh, ban đầu tôi còn có chút nghi ngờ có được hay không, hiện giờ xem ra ánh mắt của anh chuẩn hơn tôi. Cái này căn bản là chó ngáp phải ruồi. Mục đích của tôi chỉ là vì làm cho hoạt động này có thể triển khai, làm cho đồng chí Thái Trung có thể ủng hộ công tác của cậu. Không thể tưởng tượng được lại có thể thành công, thật không ngờ. Thật đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Gần đây Thái Trung rất sôi nổi, đối với chuyện này anh ta rất quan tâm. Nhưng, gần đây anh ta có chút ý tứ gì với cậu không? Diệp Phàm hỏi. Tuy không nói thẳng ra, nhưng gần đây thái độ của anh ta có thay đổi lớn trên hội nghị thường vụ. Hơn nữa lần trước phương án 6 triệu có thể thông qua cũng là anh ta ra mặt mạnh mẽ. Việc này có lẽ là chọc giận Dương Chí Thăng. Người này gần đây có chút lạ. Lam Tồn Quân cười nói. Xem ra còn phải tăng cường lung lạc anh ta mới được, lại cho anh ta một chút ưu đãi là được. Vài ngày sau hai tổ công tác của hai tỉnh được cử xuống gia nhập tổ đảng xây dựng của chúng ta. Quy mô càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, ảnh hưởng cũng theo nước lên thuyền lên. Mà Thái Trung cũng phải tỏ thái độ mới được. Nếu không, tổng huấn luyện viên sau này có đến lượt anh ta hay không cũng khó nói. Diệp Phàm hừ nói. Đó là đương nhiên. Một khi ban tổ chức của hai tỉnh gia nhập có lẽ cử một phó trưởng ban xuống đây phối hợp triển khai công tác. Đến lúc đó, cấp bậc rất cao, trình tự cũng theo đó mà đề cao. Thái Trung là một cán bộ cấp phó giám đốc sở muốn giành chỗ thì phải xem biểu hiện của anh ta. Tuy nói đều là chiến tuyến tổ chức nhưng là trong tay người ta. Lam Tồn Quân nói. Cậu nói xem đồng chí Dương Chí Thăng có tiếp tục ngồi xem không? Diệp Phàm cười nói. Thật ra anh ta hiện giờ có lẽ đã động tâm. Chẳng qua hiểu được hoạt động này là anh và tôi muốn làm nên không xin gia nhập. Anh ta không nói chúng ta cũng không để ý đến anh ta, xem ai có thể làm được. Lam Tồn Quân cười gượng một tiếng. Ha ha, khá lắm cậu làm vậy không phải là làm cho đồng chí Dương Chí Thăng keo kiệt chết sao? Diệp Phàm cười nói. Đây đều là cách làm của anh Diệp, nếu không, tôi còn không có cách nào nắm anh ta. Hơn nữa, không có cách này thì Thái Trung đã bắt tay với Dương Chí Thăng. Mọi việc đã được người ta quyết định, tôi còn có chuyện gì làm? Lam Tồn Quân giọng đầy cảm kích. Tết đến. Lần đầu tiên Diệp Phàm ăn Tết với Kiều Viên Viên và các con. Chương 3262, đến phát ra ở Hàn Quốc. Hiện giờ Hải Bá thật sự giống như một người mẹ, con gái Diệp Phàm muốn động đến nó một chút hình như nó cũng không vui.
nhưng, có lão Hồng ta áp chế, Hải Bá tuy nói là động vật nhưng biết lão già này là một nhân vật ghê gớm. Nếu không nghe có lẽ bị đánh một trận, cho nên, con gái Diệp Phàm muốn cưỡi nó cũng đành ấm ức. Một khi hai vị không chơi cùng nó lập tức trở về ao cùng con rắn kia đảm đương vị trí người mẹ. Diệp Phàm cũng đi xem qua con rắn kia, phát hiện cũng không có gì kỳ lạ nhiều, giống với những con rắn trên thế giới này. Có phải có chút thất vọng không? Hồng Tà cười nói. Đúng vậy, ban đầu cứ tưởng con rắn này là con rắn mà Phí Sư Bá mang ở đảo Thủy Tinh về, tồn tại hàng ngàn năm nay chắc chắn khác với con rắn bình thường. Không thể tưởng tượng được không có gì khác biệt với con rắn bình thường trên thế giới. Chẳng qua đầu rắn có hai cái bướu thịt giống như chân thôi. Thật giống như là rắn tạp giao với thằn lằn. Đây không phải là bướu thịt. Hồng Tà lắc đầu. Không phải, vậy đó là gì? Diệp Phàm hỏi. Tôi nghi ngờ không biết có phải là sừng không? Hồng Tà nói. Sừng, trên đầu rắn có sừng, đó chẳng phải là thành rồng sao? Trên đời này nào có rồng, rồng là người xưa tưởng tượng ra mà thôi. Việc này rất hoang đường có phải không? Diệp Phàm cảm thấy Hồng Tà cũng hơi nghĩ quá. Hoang đường, có gì hoang đường, những điều cậu nhìn thấy trên đảo Thủy Tinh đều là những điều rất kỳ lạ không thể tưởng có phải không? Nhưng có hoang đường không? Còn nữa, cao thủ thoát thần cảnh có thể thông qua chuyển hóa nội khí chuyển sang kiếp khác trên một người khác. Việc này có phải là nghe rất hoang đường có phải không? Mà rắn có sừng cũng không có gì kỳ lạ. Cao thủ thời cổ đại hoàn toàn có thể cho rắn tạp giao với động vật có sừng có phải không? Hồng Tà lại lý luận để Diệp Phàm tâm phục khẩu phục. Đúng là điều này thật. Diệp Phàm gật đầu nói. Vào Tết âm lịch của người Trung Quốc thì Hàn Quốc rất lạnh. Buổi tối đầu tháng 3, đoàn người Diệp Phàm đến Hàn Quốc. Mọi người ở một khách sạn tại một khu của Hàn Quốc. Khu của Hàn Quốc cũng không lớn tương đương với thành phố bên Trung Quốc. Nhưng, nói là khu nhân sâm nổi tiếng khắp nơi, đặc biệt là sâm cao ly là sâm do nhà nước bảo đảm. Diệp Phàm muốn phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn để hoàn thành nhiệm vụ mà đường chủ tịch giao, không thể không dẫn người đến đây. Thật ra Ngô Tuấn đã dẫn người đi tìm hiểu tình hình từ trước. Mấy người Diệp Phàm cùng ở một phòng. Đã tìm hiểu tình hình nhà họ Phác chưa? Diệp Phàm vừa uống nước vừa hỏi Ngô Tuấn. Nhà họ Phác là một gia đình giàu có ở khu này. Hiện giờ chủ nhà tên là Phác Nguyên Thông. Người này cũng chưa đến 50 tuổi, khôn khéo. Là người khá nổi tiếng ở khu vực này và trên cả nước. Tổ tông của nhà họ Phác đã làm đến chức thừa tướng. Tính đến Phác Nguyên Thông đã là đời thứ 60 rồi. Đương nhiên, đây chính là hỏi thăm, không ai biết là đã bao nhiêu năm. Nhà họ ở đây rất lớn, chỉ khu nhà chính đã hơn 800 mét vuông, bên trong có mấy trăm nhà ở. Các căn nhà đều xây dựng bằng đá và gỗ, đã có lịch sử hơn 1.000 năm, đương nhiên sau này có sửa chữa. Từ những căn nhà này có thể thấy nhà họ Phác trước đây rất giàu có. Hơn nữa, nghe nói năm đó nữ Hoàng Anh đã được gia đình họ tiếp đãi. Cha của Phác Nguyên Thông là Bộ trưởng Bộ Thương mại, cha của ông ấy còn từng đảm nhiệm Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hiện giờ con cháu nhà họ Phác cũng có nhiều người đảm nhiệm chức vụ trong chính phủ. Ngô Tuấn nói, thật là một gia tộc cổ kính, hiện giờ bọn họ đang sống ở đâu? Diệp Phàm hỏi, vẫn ở trong khu nhà đó. Có lẽ đã cải tạo các khu nhà để thích ứng với hiện tại. Nghe nói bảo vệ khu nhà họ Phác hiện giờ lên đến 30 người. Hơn nữa trong đó có lẽ phải đến 300 người. Tôi từng trộm đi vào, muốn tìm một gốc cây đến nấp, nhưng bên trong bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, tôi vào bên trong luôn có cảm giác bất an. Ngô Tuấn nói, cảm giác bất an, đây là một cảnh giác bản năng của cao thủ. Với cảnh giới hiện giờ của Ngô Tuấn, có thể làm cho cậu có cảm giác bất an ít nhất phải là cao thủ 12 đẳng. Xem ra, nhà họ Phác thật đúng là có cao thủ. Nếu dùng cách lén lút không được, bởi vì chúng ta không rõ tin tức. Nếu có thông tin chính xác thì dễ làm. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, chúng ta đi vào phải tìm vị trí, dù là khinh thân thì vẫn gây ra động tĩnh nhất định. Nhà họ Phác có cao thủ không thể không nhận ra, hơn nữa, có lẽ bảo vệ của nhà họ Phác cũng có súng. Sa Thiên nói. Ôi, bọn họ có súng, tôi nghi ngờ ở một số vị trí của nhà họ Phác có súng ngắm 24/24 luôn luôn có người theo dõi. Ngô Tuấn nói, còn có tay súng bắn tỉa, tình hình như thế nào? Diệp Phàm nhíu mày, súng bắn tỉa giấu ở một vị trí nào đó đối với Diệp Phàm uy lực liền khá lớn. Khi không biết được chỗ giấu của bọn họ thì thực có thể làm cho mình bị thương.
đối với an toàn Diệp Phàm vẫn rất thận trọng. Mang bao nhiêu người Diệp Phàm đều hy vọng bình an trở về, đây là cách Diệp Phàm chọn. Các căn nhà của họ có mấy khu vực cao hơn, giống như là vọng gác của người Trung Quốc chúng ta. Vọng gác này cao hơn nhà 2 đến 3 tầng, nhìn từ xa giống như thành lũy của người châu Âu. Tôi nghĩ, tay súng bắn tỉa núp bên trong đó có thể nhìn toàn bộ khu nhà của nhà họ Phác. Một khi có động tĩnh thì bắn uy lực sẽ rất lớn. Ngô Tuấn nói, nhà họ Phác được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả trại giam. Lý Cường Hừ nói, so với trại giam còn lợi hại hơn vì có cao thủ ở đây. Nhưng, hỏa lực hiện đại mạnh là được. Ngô Tuấn nói, hay là chúng ta ra tay bắt cóc con cháu nhà họ Phác, đến lúc đó chúng ta đòi yêu tham là được. Lý Cường nói, hành vi này không được, chúng ta thành cái gì? Diệp Phàm khoát tay áo. Vậy việc này liền khó khăn, muốn đổi có lẽ người ta không thích, chủ yếu yêu sâm vương này là tổ tiên họ truyền lại, đây là vật quý trong tài sản của nhà họ Phác. Ngô Tuấn nói, dù như thế nào, tôi đi trước tìm hiểu, các anh tiếp tục hỏi thăm tin tức. Tôi nghĩ, một gia tộc lớn như vậy chắc chắn có nhiều chuyện phiền toái. Diệp Phàm nói, đêm khuya, Diệp Phàm dẫn Sa Thiên và Ngô Tuấn đến chỗ cách khu nhà họ Phác không xa. Phát hiện nhà họ Phác không ngờ xây dựng trên một sườn núi, ngọn núi này không cao có lẽ chỉ 5-60 mét. Từ chân núi là đã là khu nhà của nhà họ Phác. Nhà họ Phác có tiền, núi này được bao vây bởi một tường đá cao đến 6 mét. Mà ở chân núi có cửa, chuyên có bảo vệ canh gác. Từ chân núi có một đường nhựa rộng chừng 10 mét ra đến quốc lộ. Ngô Tuấn chỉ vào núi nói. Đối với ba người vượt tường đá vào không có gì khó khăn. Mặc dù nhà họ Phác được bảo vệ nghiêm cũng không thể theo dõi hết tường rộng lớn như vậy. Ba người thuận lợi đi vào, không lâu đã lẻn vào trước phòng thờ tổ của nhà họ Phác. Phát hiện sườn núi không ngờ trống trải, ước chừng 3-40 mét vuông đều bằng phẳng. Mà phòng thờ tổ nhà họ Phác cũng xây dựa vào núi, giống như dán trên vách núi đá. Trước phòng đều là cây cối lớn che đậy, ở chân núi thậm chí rất khó phát hiện trên sườn núi còn có phòng ở lớn như vậy. Anh Diệp, nhà thờ tổ của nhà họ Phác rất lớn, cho nên, bên trong bố cục cũng tương đối phức tạp. Mạo muội đi vào trong căn bản là không rõ tình hình, di chuyển nhiều không được. Hơn nữa, nó không phải là phòng ở, mà là những căn nhà giống như người giàu Trung Quốc thường hay xây dựng để thư giãn. Trong phòng còn có sân nhỏ, có phòng lớn phòng nhỏ, trong sân có hòn non bộ, núi giả. Cuối cùng vào đó tôi có cảm giác nguy hiểm nên chỉ nhìn sơ sơ, cảm giác có chút quáng mắt. Hơn nữa, tôi nghi ngờ nhà họ Phác xây dựng không biết có phải có người Trung Quốc chúng ta tham gia không. Bởi vì, rất nhiều đặc điểm kiến trúc của Trung Quốc chúng ta. Nhưng lại không giống hoàn toàn, có lẽ kết hợp với kiến trúc cổ đại châu Âu. Đương nhiên, cũng có cả kiến trúc Hàn Quốc. Ngô Tuấn nói, rất có thể, nhà họ Phác như vậy, lúc ấy có người đến Trung Quốc cũng là bình thường. Hơn nữa, bọn họ có thể đến Trung Quốc thời đó, có thể đến châu Âu cũng là bình thường. Diệp Phàm nói, Diệp Phàm điều khí thả con rơi ra, hiện giờ công lực cao lên, con rơi muốn đột phá đã đến phạm vi 100 mét. Con rơi này là do nội khí ngưng tụ thành, không có hình bóng và tiếng động, dùng để tìm kiếm rất tốt. Nó giống như hóa thân của Diệp Phàm. Nhưng, gặp cao thủ vẫn có thể bị người khác cảm thấy được. Bởi vì, nội khí tuy nói nhìn không thấy sờ không thấy nhưng luôn có chút mùi vị. Mà hiện giờ rất nhiều cao thủ nội khí đều có chút màu sắc. Giống như nội tức của các cao thủ. Ví dụ như, cao thủ mới thì nội khí hơi có chút màu hồng. Con rơi bay về phía cửa, đúng lúc này, Diệp Phàm cảm giác giống như bị cái gì đâm một chút dường như có chút phát lạnh. Con rơi nhanh chóng bay lên cao, quan sát bốn phía, cũng không phát hiện cái gì lạ. Diệp Phàm khống chế con rơi cẩn thận đi vào trong. Cửa nhà họ Phác không ngờ có treo hai cái đèn lồng lớn. Giống như truyền thống mừng năm mới của người Trung Quốc vậy. Vừa mới đến gần cửa lớn, Diệp Phàm cảm thấy đùi giống như bị người khác đâm một chút. Hắn khiếp sợ rất cẩn thận quan sát, ước chừng 2 phút đồng hồ sau cuối cùng phát hiện manh mối. Hóa ra cảm giác phát lạnh không phải đến từ cánh cửa, mà phía trên cánh cửa không ngờ có hình bát quái lớn. Chương 3263, nhà họ Phác có phong giới. Hình vẽ lớn nhưng khác với hình bát quái của Trung Quốc. Toàn bộ hình như là có biến hình, có chút giống với hình bát quái trừu tượng. Hình bát quái này giống như để trang trí, ở giữa có chữ S không giống như Trung Quốc có hình âm dương, cũng không phải màu đen mà là màu đỏ. Hình này hình như có thay đổi, được khắc trên cửa.
Diệp Phàm thử lại, chỉ cần con rơi tiếp xúc gần cảnh cửa 1 mét là lúc cảm giác lạnh này lại xuất hiện. Diệp Phàm thử lại lần nữa, cảm thấy được cảm giác lạnh này hình như là đến từ hình bát quái kia. Hơn nữa cũng không phải là rét run mà là một chút cảm giác lạnh trên người. Ca công nghĩ ra, Diệp Phàm đi vòng qua không vào theo cửa mà vào đi qua tường. Lần này đúng là không có cảm giác lạnh. Hắn dùng lực một chút, phát hiện đi vào chính là bước vào sân. Từ cửa lớn đi dọc theo một con đường nhỏ trải đá vụn, rộng gần 2 mét, có mái hiên dài. Đi qua vào một phòng khách rộng, nhìn qua cảnh cửa phòng khách, Diệp Phàm chấn động, bởi vì cánh cửa tất cả đều làm bằng hoa cúc vàng. Hơn 10 cánh cửa này đem bán đấu giá cũng phải có toàn bộ mấy trăm triệu. Thảo nào nhà họ Phác hào khí như vậy. Diệp Phàm nhớ rõ lúc trước đến Hàng Châu thăm chỗ ở cũ của thương nhân Hồ Tuyết Nham. Khu nhà cao cấp có nhiều chỗ đều làm từ gỗ tử đàn, thấy rõ vẻ phú quý. Trong phòng khách có mấy cái ghế, lúc này có mấy người ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Từ hình ảnh Ngô Tuấn cung cấp Diệp Phàm có thể khẳng định trong đó không có chủ nhà của nhà họ Phác hiện giờ Phác Nguyên Thông. Chẳng qua Diệp Phàm nghe không hiểu tiếng Hàn, nghe một chút hình như là nói chuyện làm ăn. Cảm thấy vô vị nên tiếp tục đi vào trong. Tiếp tục đi vào phía trong, hai bên có một cái sân, Diệp Phàm quan sát phát hiện có lẽ là phòng bếp và phòng đọc sách. Cứ tiếp tục đi, phát hiện phía sau ngôi nhà được bao quanh bởi bức tường. Bên trong còn có một nhà ở, phạm vi trên dưới 200 mét vuông. Theo Diệp Phàm suy đoán dựa vào kiến trúc Trung Quốc, tường này vây quanh có lẽ để xác định nhà của chủ và các ngôi nhà của những người khác trong gia đình. Đi một vòng, quan sát gần hết. Nhưng, đi qua một sân nhỏ độc lập cũng nghe bên trong có một giọng nói. Diệp Phàm đi vào, phát hiện một cô gái ôm búp bê đi giữa những ngọn núi giả đang nói nhảm như một người điên. Bên cạnh là hai cô gái giống như là người hầu hình như rất sợ cô gái này. Đúng lúc này, cô lại quyền đấm cước đá đối với hai người hầu. Ngoài ra còn cả cắn, cô gái này thật đúng là dùng cả chân tay và miệng. Hai cô người hầu không dám ra tay, sợ tới mức chạy trốn vòng quanh núi giả. Nhưng, cô gái điên kia rất hung hãn, nếu để cô bắt được liền nguy, hai cô hầu cứ việc chạy, nhưng cũng không dám rời núi giả. Kết quả bị cô gái điên cắt cho cả người đều là máu. Còn cô gái kia vẫn đang đuổi, ngay cả Diệp Phàm thấy đều khó chịu. Con rơi cố ý đi qua thay đổi một tảng đá để ngáng chân cô gái kia. Cô gái điên không cẩn thận đá vào con rơi của Diệp Phàm, bụp một tiếng ngã xuống đất, búp bê trong tay bay xuống nước. Cô gái khóc giống lên nhảy xuống hồ nước. Nhưng làm Diệp Phàm hoảng sợ, nếu cô gái này không biết bơi chết đuối thì mình thành người gây ra chuyện xấu. Hai cô hầu sợ đến mức hét lên kêu cứu mạng, có lẽ hai cô không biết bơi, đứng trên bờ kêu cứu không dám xuống nước. Ân Thanh, các cô kêu gì vậy? Lúc này một giọng nói vang lên, Diệp Phàm vừa thấy biết người này là Phác Nguyên Thông. Chỉ thấy một người nhón chân lao xuống hồ ôm cô gái lên. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát sinh động, giống như chân cũng chưa ướt. Diệp Phàm chấn động, động tác này có thể phỏng đoán, chủ nhà họ Phác ít nhất là thân thủ nhị thập đẳng. Mà mấy người phụ nữ của nhà họ Phác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cũng chạy hết đến. Một phụ nữ trung niên mặc áo ngủ ôm cô gái rơi xuống nước khóc giống lên. Ân Thanh. Sau đó chính là líu díu hỏi Phác Nguyên Thông sao lại thế. Cuối cùng cô gái điên được bế về tìm thuốc. Thấy Phác Nguyên Thông đi sang bên cạnh, Diệp Phàm lặng lẽ đi theo. Không lâu Phác Nguyên Thông không ngờ đi vào sân cuối cùng. Sân này rất yên lặng, giống như không có ai ở vậy. Mà Phác Nguyên Thông qua đến đó ở cửa xuất hiện một ông lão trông cửa. Ông lão hình như đang quét tác thấy Phác Nguyên Thông tiến vào cũng không để ý đến anh ta, ông ta vẫn tiếp tục công việc của mình. Diệp Phàm cảm giác rất kỳ lạ, theo lý mà nói một ông lão quét rác nhìn thấy ông chủ sao không chào hỏi. Ở đây đúng là có nhiều điều kỳ lạ. Mà Phác Nguyên lại không để ý. Có lẽ trước kia cũng thế nên đã thành thói quen, vì thế đi vào. Hay là người quét rác chính là người điếc, Diệp Phàm nhặt một hòn đá ném. Ông lão không ngờ không có chút biểu hiện nào vẫn tiếp tục công việc của mình. Hơn nữa, rất cần mẫn, dưới đất có lá rụng ông lão còn ngồi xuống nhặt. Diệp Phàm thầm nói quả nhiên hắn đoán không sai, khó trách Phác Nguyên Thông cũng không so đo. Cùng một ông lão tàn phế đáng thương so đo làm gì. Cứ đi theo Phác Nguyên Thông. Cuối cùng không ngờ xuyên qua phòng đến sau núi. Sau núi là một khoảng trống. Chỗ trống khá rộng, nhiều cây cối. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện vách núi này không ngờ hình bán nguyệt. Vách núi hình bán nguyệt vây quanh khu nhà ở của nhà họ Phác.
hai đầu vách núi vừa lúc cùng với khu nhà họ Phác hình thành một vòng hình cung rất kỳ lạ. Diệp Phàm biết, khu nhà ở của nhà họ Phác tổng thể cũng là hình bán nguyệt, không ngờ là tương xứng với vách núi. Làm như vậy để làm gì? Diệp Phàm trong lòng khó hiểu. Đúng lúc này, Phác Nguyên Thông không ngờ đi đến giữa khu đất trống. Diệp Phàm phát hiện ở giữa này không ngờ cũng đặt một hình bát quái tròn trên mặt đất, giống với hình trên cánh cửa. Chẳng qua cái này rất lớn, có lẽ đường kính phải trên 2 mét. Nhìn từ không trung nhìn lại, giống như là một quả cầu bát quái màu trắng trên mặt đất. Diệp Phàm phát hiện, Phác Nguyên Thông không ngờ quỳ giữ hình bát quái, dáng vẻ thành thực kính cẩn, quỳ lạy ba lạy hướng về phía vách núi. Miệng thì thầm cái gì Diệp Phàm cũng không hiểu. Quái, bên trong vách núi chẳng lẽ có lão tổ tông của nhà họ Phác ở? Nhưng, Diệp Phàm phát hiện vách núi này ngoài hình bán nguyệt ra toàn bộ vách núi đều trống trơn không có dấu vết gì. Hình như chỉ là vách núi, bên trong không có vẻ nào có người. Đương nhiên, bên trong có lẽ có gì đó. Diệp Phàm cũng không thể khẳng định bên trong không có người. Nếu không, Phác Nguyên Thông thần kinh hay sao đến lại cái này làm gì? Phác Nguyên Thông sau đó đứng yên lặng ngẩn người một chút, sau đó xoay người đi. Diệp Phàm lại đi cùng anh ta. Nhưng, lần này không theo tiếp được vì Phác Nguyên Thông trở về phòng ngủ, nói chuyện với bà xã vài câu rồi ngủ. Diệp Phàm trở lại chỗ vách núi hình bán nguyệt kia. Thử nhích lại gần hình bát quái. Vừa cách quả cầu 3 mét là lúc một trận đau đớn truyền đến. Giống như đột nhiên chui vào đống lửa vậy. Con rơi chạy nhanh ra bên ngoài, cảm giác lửa đốt này rất lạ. Ôi mẹ nó, quả nhiên có quỷ. Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, thử lại vài lần, lần nào cũng như thế. Nhưng, trong lòng thấy buồn, sao Phác Nguyên Thông có thể quỳ ở đây không chút khó khăn nào. Hắn không thể trêu vào hình bát quái đó, rõ ràng không để ý tới đó tới gần vách núi xem có tình hình gì không. Nhưng, mới vừa đến gần hình bán nguyệt là lúc con rơi hình như có một luồng lửa đánh vào mặt, nhất thời đau đến mức nhanh chạy ra ngoài. Diệp Phàm nhìn, phát hiện ở đây trống trơn không có gì cả. Nhưng hơi nóng muốn đốt người kia thật là kỳ lạ. Diệp Phàm không tin tà ma, lại đi tiếp, lần này lợi hại hơn, hình như trong không khí có lửa lập tức bắn con rơi trở về, thiếu chút nữa trực tiếp bắn vào phòng ở. Cậu ngốc thật, đây là phong giới. Lúc này giọng Lô Định Tông vang lên. Phong giới. Diệp Phàm nhìn chỗ trống hình bán nguyệt kia, có vẻ hiểu ra, hỏi nhanh. Tiền bối khôi phục rồi. Nơi này tuy nói là phong giới sao lại làm cho người ta cảm giác như rơi vào đống lửa vậy. Khôi phục cái rắm, tôi bị quả cầu lửa kia làm cho tỉnh. Cậu cũng quá lỗ mãng, phong giới là địa phương nào, đó là cao thủ thoát thần cảnh sáng tạo nên. Vì sao có cảm giác như lửa, đó là bởi vì cao nhân luyện nội khí dương. Cậu không phát hiện, quả cầu bát quái kia chính là điểm chạm phong giới. Phía trên có còn một số bố trí của cao nhân để lại. Nhanh chóng rời khỏi đi. Người này chúng ta không thể trêu vào. Lô Định Tông nói. Đối với người nho nhã như Lô Định Tông đã nói lời thô tục như thế hẳn là ông ta tức giận mới như thế, cũng không để ý liền hỏi. Sao lạ thế, vì các gì mà người nhà họ Phác có thể quỳ gối ở trên mặt hình cầu này mà không việc gì? Có lẽ là quan hệ huyết thống, phàm là người nhà họ Phác chính tông thì bố trí này có thể cảm giác được. Cho nên bọn họ không việc gì, còn cậu thì có mặc dù là con rơi do nội khí ngưng tụ cũng cảm thấy. Bởi vì, bố trí này chính là dùng nội tức trong người, đối với nội khí đương nhiên rõ ràng. Lô Định Tông nói, người này có lẽ đã chết rồi. Diệp Phàm hừ nói, chết chắc chắn đã chết, hiện giờ xã hội này đi đâu tìm cao thủ thoát thần cảnh. Nhưng, mặc dù đã chết người ta cũng lợi hại hơn một cao thủ tiên thiên như cậu nhiều lắm. Giống như cậu nói đán phi tử không phải đã chết rồi sao, người ta dùng cái gì có thể khống chế, thậm chí giết cậu. Cao thủ như vậy không thể trêu vào, huống chi, bọn họ chắc chắn có con cháu. Trong đó chắc chắn có cao thủ, cậu chọc đến người như thế đừng để mất mạng. Lô Định Tông nói. Chương 3264, điểm đột phá. Diệp Phàm đành phải tạm thời lui ra ngoài, dẫn Sa Thiên Ngô Tuấn xuống dưới chân núi. Hai người nghe Diệp Phàm nói xong cũng trợn tròn mắt há hốc mồm nửa ngày. Không thể tưởng tượng được khu nhà của nhà họ Phác có cao thủ phong giới. Vậy chúng ta còn trông cậy gì vào Sâm Yêu? Ngô Tuấn vẻ mặt buồn rầu. Sợ cái chó gì, đã chết mấy nghìn năm rồi còn sợ gì? Cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra cách, quan trọng hiện giờ chúng ta không biết Sâm Yêu ở chỗ nào. Sa Thiên Hừ nói, có thể là sinh trưởng trong phạm vi của phong giới không? Cách mở phong giới này Phác Nguyên Thông chắc chắn biết,
Hơn nữa mặc dù là mở ra chúng ta cũng không vào được, bởi vì chúng ta không có huyết thống nhà họ Phác. Ngô Tuấn nói. Cho nên, thế nào cũng phải bắt Phác Nguyên Thông mới được. Sa Thiên nói. Đúng rồi, tôi phát hiện có một cô gái điên, bọn họ gọi cô là Thanh Thanh. Hình như là có quan hệ với Phác Nguyên Thông. Ngô Tuấn, cậu lập tức cho người điều tra, có lẽ đây là một điểm đột phá. Diệp Phàm nói. Được, tôi lập tức đi thăm dò. Ngô Tuấn nói. Buổi tối về nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày hôm sau tiếp tục nghỉ ngơi, ban ngày hành động cũng không tiện. 2 giờ chiều, Ngô Tuấn mới quay về. Đã rõ rồi, cô gái đó là Phác Thanh Thanh, là con gái lớn của Phác Nguyên Thông. Nghe nói bị điên. Ngô Tuấn nói. Điên như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói trước khi kết hôn mấy ngày thì đột nhiên bị điên. Việc này nghe có vẻ rất kỳ lạ. Ngô Tuấn nói. Ở đây có phải có việc gì đó liên quan? Diệp Phàm hỏi. Có chút liên quan, nhà họ họ Phác hứa gả con gái lớn cho nhà họ Liễu. Liễu gia là gia tộc lớn, hơn nữa chuyên tâm ở quân đội. Nghe nói Phác Thanh Thanh trước kia đã có bạn trai, còn là người nước ngoài. Là lưu học sinh đến Hàn Quốc học, nhưng... Nhà họ Phác là gia tộc lớn, kết hôn cũng phải do cha mẹ quyết định. Đây có lẽ là sự đau khổ của những đứa con trong các gia tộc lớn. Ngô Tuấn nói, nhà họ Phác là gia tộc lớn, trong kinh doanh rất phát triển. Nhưng trong chính quyền yếu đi một ít, có lẽ là muốn mượn thế của nhà họ Liễu để bù lại sự thiếu hụt này. Mà Phác Thanh Thanh chắc không chịu, việc điên có phải là giả vờ không? Diệp Phàm nói, người biết tin tức này nói không phải là giả điên. Bởi vì, Phác Nguyên Thông đã mời chuyên gia về tâm thần học để khám bệnh cho con gái. Xem qua có thể thấy quá kích động mà điên. Hơn nữa, vài năm nay cũng đưa Phác Thanh Thanh ra nước ngoài điều trị, nhưng hiệu quả không tốt. Ngô Tuấn nói, nếu thật sự điên rồi sẽ không dễ chữa, chữa bệnh tâm thần là một vấn đề khó. Nhưng nếu như là giả điên thì dễ giải quyết một chút. Tôi thấy, anh Diệp có duyên trong việc chữa bệnh, hay là thử làm lang chung xem. Mấy năm nay có lẽ nhà họ Phác cũng bị Phác Thanh Thanh gây sức ép. Như người Trung Quốc chúng ta thì phải là người nhà mới tin tưởng. Cứ như vậy có thể nhân cơ hội điều tra rõ, chị không hết thì rút lui, được thì có điều kiện để nói chuyện. Sa Thiên nói, Phác Thanh Thanh điên, chắc chắn làm cho người nhà họ Phác sốt ruột. Việc này chính là chuyện mất mặt, bởi vì không có cách nào giải thích với thông gia. Cho nên chữa bệnh cho con gái chắc hẳn họ cần hơn ai khác. Diệp Phàm nói, đúng vậy, đối với nhà họ Liễu là mất hết thể diện. Tất nhiên việc này rơi xuống đầu nhà họ Phác, hơn nữa nghe nói hôn ước của bọn họ đến giờ vẫn chưa hủy. Chẳng qua nhà họ Liễu yêu cầu nhà họ Phác trong vòng 3 năm phải chữa khỏi bệnh cho con gái, bọn họ sẽ đến đón người. Ngô Tuấn nói, như vậy là nhà họ Liễu không muốn mất đi mối quan hệ với nhà họ Phác này. Xem ra thực lực của nhà họ Phác không nhỏ, cứ như vậy có thể lấy thừa bù thiếu. Mà hai nhà hiện nay bị Phác Thanh Thanh cho lâm vào cuốn cảnh. Diệp Phàm nói. Lúc này Diệp Phàm nhận được điện thoại, không lâu Đường Thành vội vàng vào. Anh ta vội vàng, cầm cốc nước uống cạn mới thở ra hỏi. Các anh còn chưa vào đó chứ? Tết không ở trong nước hưởng thụ, Đường Thái Tử chạy đến đây làm gì? Diệp Phàm cười hỏi. Việc các anh đến đây tổ trưởng cung đã biết, cho nên, cho nhân viên đi điều tra chi tiết nhà họ Phác. Lần này điều tra thật ra điều tra là một tin tức kinh thiên, nên bảo tôi nhanh sang đây. Đường Thành nói. Hả, tin tức kinh thiên gì? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Xa xa đa bỉ khố sao, thái cực huyết phát tín đông, bồ đề tụng cam địa lan, mấy câu vẻ này các anh đều nghe qua rồi có phải không? Đường Thành hỏi. Quái, chẳng lẽ nhà họ Phác này chính là gia tộc trong thái cực huyết phát tín đông? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Mới vừa nghe được tin tức nhà họ Phác ở Đạo Châu chính là gia tộc của Phác Tín Đông. Tổ trưởng cung sợ các anh chịu thiệt, ý tứ bảo các anh có thể đi thử xem. Mạnh mẽ thì không làm, đừng làm bị thương mình. Phác Tín Đông năm đó có thể liệt vào trong 10 đại cao thủ của thế giới, gia tộc này nhất định đáng sợ. Giống như gia tộc Tuyết Gia có phải không? Cho nên tôi nhanh đến đây. Đường Thành nói. Không đúng, gia tộc của Phác Tín Đông mấy năm trước chúng ta đã đến thăm. Năm đó bởi vì Phác Muội Châu cùng Tuyết Hồng em gái tôi cùng học ở Đại học Thanh Hoa. Sau đó lại bởi vì cô bị đánh bị thương nên kéo đến trên đầu nhà họ Phác. Năm đó tôi còn đi đến nhà họ Phác, gia tộc họ ở ngay thành phố Tân La. Hơn nữa, nhà này lập nghiệp từ rượu nho. Rượu nho 1881 nghe nói giá cả 3-40 nghìn.
thành phố Tân La và Đạo Châu cách xa mấy nghìn cây em. Chẳng lẽ nhà họ Phác còn có hai ông chủ Phác tính? Hơn nữa năm đó tôi đi giải quyết chuyện này còn cùng nhà họ Phác xảy ra xung đột kịch liệt. Cuối cùng vì Kim gia sự mới giải quyết xong việc này. Cuối cùng vẫn là khăn tay của Hồng Cực Yến Phi Phi huyết mai khăn cứu mạng tôi. Mà năm đó một phần tiền của tôi còn giữ ở nhà họ Kim, tôi thề phải lấy trở về. Lần này đến Hàn Quốc vốn có quyết định này, chờ chuyện này kết thúc sẽ đến thành phố Tân La lấy lại tiền. Diệp Phàm cảm thấy việc này khá kỳ lạ. Việc này tổ trưởng cung cũng đã hỏi thăm rồi, tuy nói năm đó vẫn là tổ trưởng trấn quản lý tổ. Nhưng vì chuyện sinh mệnh tiềm lực hoàn mà tổ trưởng cung đã sắp xếp người hỏi thăm tình hình nhà họ Phác ở Đạo Châu. Tin tức mới nhất của chúng ta tuyệt đối chính xác, gia tộc của Phác Tín Đông ngay ở Đạo Châu, đây mới là nhà thật sự của ông ta. Mà thành phố Tân La bên kia chỉ là một chi nhánh của nhà họ Phác khi việc kinh doanh của họ phát triển thôi. Đương nhiên, chuyện cũng đã rất lâu, chỗ kia cũng có mấy trăm năm lịch sử. Mà nhà họ Phác là gia tộc lớn, chắc chắn không chỉ có một Phác Tín Đông. Hơn nữa, lúc đó tổ trưởng cung cũng phân tích cùng một ít tư liệu, thật sự là Phác Tín Đông và Phác Nguyên Thông hiện giờ có chút mâu thuẫn. Đường Thành nói. Nói như vậy còn có lý một chút, thời xưa cha con còn thương tàn, anh em giết nhau cũng không hiếm thấy. Có lẽ Phác Tín Đông và Phác Nguyên Thông có tranh chấp mà khác lập môn phái. Nhưng bọn họ mặc dù là như vậy nhưng quan hệ huyết thống vân không thể mất cho nên, nếu gặp chuyện quan trong Phác Tín Đông chắc chắn đứng ra. Cho nên, không thể không tính bọn họ. Muốn làm việc phải lo lắng chu toàn. Hiện giờ có một Phác Tín Đông, nhưng thật ra là đối thủ mạnh mẽ. Diệp Phàm gật đầu. Ôi, bọn họ chính là mâu thuẫn trong gia tộc. Một khi có người ngoài tấn công gia tộc, nội đấu thì đấu nhưng đều phải nhất trí đối ngoại. Sa Thiên gật đầu. Khó trách sao anh ta mạnh mẽ như thế, ngay cả phong giới đều có thể chế ra. Không ngờ còn có quan hệ với Phác Tín Đông. Lý Cường nhìn không được mắng một câu. Đường Thành vừa nghe, nhất thời há hốc mồm, vuốt vuốt tóc nói. Có thể chế tạo phong giới, thật là đáng sợ. Tôi thấy việc này không bằng dẹp đường về phủ rồi tính tiếp. Người như thế chúng ta không thể trêu vào, nhớ lại lần trước phong giới của con rết cửu u mà lạnh hết ra đầu. Thật là đáng sợ. Lúc đó còn có súng đạn hiện đại hỗ trợ mới giải quyết xong. Lần này chúng ta có vài người có thể làm được cái gì? Chúng ta trong tay ngay cả vũ khí hiện đại cũng không có. Mặc dù là chợ đêm cũng phải làm đến, nhưng ở Hàn Quốc có lẽ cũng không thích hợp. Cậu sợ thì nhanh chạy về. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Tôi sợ, Đường Thành tôi sợ cái gì? Không phải là phong giới sao? Phong giới thì rất giỏi rồi, không phải là người đã chết muốn gạt người sống sao? Ông đây người sống chẳng lẽ còn sợ người chết sao? Mẹ kiếp, phong giới cái rắm. Đường Thành không ngờ hùng hổ lên. Ha ha, Đường Thành gan dạ, có dũng khí. Để cậu chết dùng đầu của cậu đi chàng phong giới là được. Đến lúc đó, giống đạn bông vậy. Lý Cường cười gượng hai tiếng, Đường Thành bị nghẹn. Vậy lang trung cuối cùng không cần phải không? Sa Thiên hỏi. Giả bộ, nhất định cần, nhưng một lang trung bình thường họ sẽ không tin, phải có chút tiếng tăm mới được. Nếu không, cánh cửa nhà họ Phác không thể vào. Diệp Phàm nói. Có tiếng tăm, đi đâu mà tìm. Hơn nữa, có tiếng tăm còn có thể gọi làng thầy lang sao. Đã sớm thành đại sư rồi. Đường Thành ngạc nhiên cười nói. Ha ha, Diệp Phàm tôi chính là sư phụ đệ của đại sư Trương Vô Trần. Tuy nói võ công không được như sư huynh nhưng về việc chữa bệnh có phải là so với sư huynh có chút hơn không? Diệp Phàm cười thần bí, từ túi lấy ra một khối bài. Chính là lệnh bài của Trương Vô Trần phái Vũ Nương. Nhà họ Phác nếu xuất phát từ 10 đại cao thủ thế giới, thì đối với tiếng tăm phái Vũ Nương chúng ta hẳn không xa lạ. Lệnh bài này đúng là có công dụng. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, kế này hay. Lang Trung như anh chính là đại sư. Ngô Tuấn cũng cười. Không phải là đại sư Vô Trần sao? Đường Thành châm chọc. Tôi còn có sư huynh như vậy, Đường Thành cậu tìm thử xem. Diệp Phàm nói. Chương 3265, đến nhà họ Phác. Đường Thành người ta cũng có thôi, lần trước luận võ ở nhà họ Phí không phải đã bái một hòa thượng đầu trống trơn. Nói ra thì cũng là có quyền uy trong giới võ thuật Trung Quốc. Ngô Tuấn cười nói. Như thế thì đã làm sao, tuy nói là gạt người, nhưng tốt xấu ông ta cũng là sư phụ của tôi. Đường Thành không để ý. Được rồi, nói linh tinh ít thôi, nói việc chính đi. Diệp Phàm khoát tay nói. Mấy người bàn bạc một chút tìm quần áo mặc vào,
tuy nói tóc không được nhưng cũng có đạo sĩ tóc ngắn, cũng bình thường thôi cho nên không có gì kỳ lạ. Làm tốt mọi thứ xong thì đi thẳng đến nhà họ Phác. Sa Thiên đương nhiên chính là đệ tử của Diệp Phàm. Đường Thành, thuốc này cậu mang đi. Diệp Phàm chỉ vào hòm thuốc nói. Sao lại là tôi, mấy người Ngô Tuấn cũng có thể mang mà. Việc khổ sai. Đường Thành có chút không vui. Cậu biết tiếng Hàn mà, Ngô Tuấn tuy nói cũng biết nhưng cậu ta không cần đi, bí mật theo là được. Chỉ có ba chúng ta là đủ rồi, nhiều người cũng khiến người ta nghi ngờ. Diệp Phàm cười nói. Tôi, biết tiếng Hàn cũng bị tội, biết sớm thì không biết có phải tốt không. Đường Thành thì thầm một tiếng, nhưng vẫn mang hòm thuốc. Nhưng trong xe Ngô Tuấn lại gọi điện thoại đến nói. Vừa rồi Lý Cường đi hỏi thăm tin tức vừa lúc gặp một người hiểu rõ về nhà họ Phác. Cũng chính là đối thủ của nhà họ Phác trên thương trường. Anh ta nói nhà họ Phác 300 năm trước đã chia thành hai phái. Tổ tiên của Phác Tín Đông Phác Cực Thanh và tổ tiên của chủ nhà họ Phác Phác Nguyên Thanh bây giờ là anh em. Phác Cực Thanh là anh trai, Phác Định Tiên là em trai út. Ban đầu cả nhà muốn Phác Cực Thanh kế thừa gia nghiệp. Nhưng một gia tổ rất yêu quý Phác Định Tiên cho nên cuối cùng truyền cho ông ta. Phác Cực Thanh trong cơn tức giận đã mang theo người của mình đi rồi. Đến thành phố Tân La sáng lập nhà họ Phác thứ hai. Cho đến giờ, hơn 300 năm qua, hai nhà trên cơ bản chưa có gặp lại. Hơn nữa nhà họ Phác cũ lấy sâm là việc chính, mà Phác Cực Thanh là sáng lập sản xuất rượu. Lúc mới bắt đầu Phác Cực Thanh cũng muốn làm về tham nhưng cuối cùng vẫn vì yêu sâm vương ở nhà cũ mà thất bại. Nghe nói Phác Cực Thanh cũng luôn luôn gây sức ép yêu cầu nhà họ Phác đem yêu sâm vương chia cho ông ta một phần. Nhưng nhà họ Phác không đồng ý, mà Phác Cực Thanh trong lúc tức giận cũng muốn nghĩ cách trộm yêu tham vương. Nhưng vẫn không thành công. Năm đó con cháu của Định Tiên cũng không yếu, hơn nữa, được lão tổ tông tán thành, tất nhiên Phác Cực Thanh chỉ có thể là tức giận đến hộc máu. Nghe nói 300 năm này vào ngày Tết, con cháu của Phác Định Tiên đều luôn đề phòng con cháu của Phác Cực Thanh đến thưởng yêu tham vương. Đối thủ của nhà họ Phác biết tình hình của thể của yêu tham vương sao? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ người này cũng là nói bừa thôi, nói là yêu sâm vương của nhà họ Phác giống như một cây cọc. Chỉ rễ của nó cũng phải to như cánh tay, so với sâm núi vài trăm năm còn bổ hơn nhiều. Hơn nữa, ngàn năm qua, cũng có rất nhiều gia tộc khác muốn có được yêu sâm vương. Mà từ xưa đến nay nhà họ Phác bị tấn công nhiều lần nhưng may mắn bảo tồn. Ngô Tuấn nói. Sa Thiên, cậu nói một chút, nếu chúng ta đi thăm Phác Tín Đông, ông ta có thể cùng chúng ta hợp tác lấy yêu sâm vương không? Diệp Phàm hỏi. Việc này khó nói. Chủ yếu là chúng ta không phải là người nhà họ Phác. Phác Tín Đông tuy nói như nước với lửa với Phác Nguyên Thông nhưng trong việc lớn của gia tộc sẽ không để người ngoài lợi dụng. Hơn nữa, mặc dù hợp tác cũng chỉ mang ý xấu. Đây là địa bàn của Phác Tín Đông, tôi cảm thấy giống như là dẫn sói về nhà. Sa Thiên nói. Đến xem bệnh trước rồi nói sau. Diệp Phàm gật đầu nói. Không lâu đã đến chân núi, đương nhiên bị bảo vệ ngăn lại. Bảo ông chủ của các anh ra, Diệp Đại Sư có chuyện muốn nói. Đường Thành vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ rất khí phách. Hơn nữa tay còn tự nhiên vỗ vỗ vào hòm thuốc. Muốn khoe chút nhưng lần này không được, không có cách nào, chỉ khổ đồng chí Đường Thành. Bảo vệ vừa thấy, có chút nghi ngờ, nhưng nhất thời cũng bị Đường Thành làm cho khó hiểu. Hơn nữa, phát hiện ba người này hình như không phải đến bàn chuyện làm ăn, bởi vì, đi xe thuê đến. Có thể đến nhà họ Phác bàn chuyện làm ăn, không phải đi Mercedes-Benz tới, nào có đi xe thuê. Huống chi ba người này nhìn giống như đạo sĩ Trung Quốc trên TV. Hơn nữa không giống người Hàn Quốc. Nhưng bảo vệ rõ ràng thấy quen, biết người như thế thường có chút vị trí, xã hội hiện đại thực rất tôn trọng những đại sư này. Vì thế, bước lên lễ phép hỏi. Ba vị, tìm ông chủ của chúng tôi có việc gì? Chữa bệnh, không thấy hòm thuốc to của tôi sao? Đường Thành hừ lạnh nói. Có hẹn trước không? Bảo vệ thấy hợp lý. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, cậu nói là Diệp Đại Sư từ núi Võ Đang Trung Quốc đến là được. Đường Thành hừ nói. Bảo vệ vừa nghe núi Võ Đang đến cũng không dám chậm trễ lập tức gọi điện thoại, một lúc sau. Đương nhiên có hai bảo vệ cùng ba người Diệp Phàm đi vào. Đi vào giữa sườn núi, phát hiện Phác Nguyên Thông không ngờ đứng ở cửa lớn nhìn ba người Diệp Phàm một cái hỏi. Vị nào là Diệp Đại Sư núi Võ Đang? Chính là tôi. Diệp Phàm gật đầu, nói mấy câu tiếng Hàn vừa học xong.
Đây là Diệp đại sư. Phác Nguyên Thông có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phàm một cái. Dù sao Diệp Phàm rất trẻ tuổi, có khí độ của đại sư nhưng không có tuổi của đại sư. Nghe nói con gái Phác Thanh Thanh bị bệnh, vẫn chưa chữa được. Lần này chúng tôi đến Hàn Quốc, nghe nói qua nên muốn đến đây thử xem, đại sư Vô Trần chắc ông chủ nhà họ Phác có nghe nói qua, ông ấy là sư phụ huynh của tôi. Diệp Phàm nói xong Sa Thiên đưa lệnh bài lên, Đường Thành phiên dịch. Phác Nguyên Thông tiếp nhận sau đó cẩn thận quan sát, sau đó gọi một lão già đến cẩn thận quan sát một phen. Đương nhiên, vật này nhà họ Phác chưa thấy qua bao giờ. Nhưng lão già kia không ngờ nói bằng tiếng Hán. Tin rằng các cậu sẽ không giả mạo đại sư Vô Trần. Việc này không phải là việc nhỏ. Ha ha, nếu các ông có điện thoại của núi Võ Đăng thì gọi hỏi một cái không được sao? Diệp Phàm cười nói. Diệp đại sư mời. Phác Nguyên Thông sau khi nghe xong làm động tác mời, ba người Diệp Phàm bước vào phòng khách. Con gái tôi thật đúng là có bệnh, cũng chưa đỡ. Nếu Diệp đại sư có thể trị bệnh cho con gái tôi, nhà họ Phác sẽ có hậu báo. Phác Nguyên Thông mời ba người Diệp Phàm ngồi xuống rồi nói. Đương nhiên Sa Thiên vẫn đứng sau lưng Diệp Phàm, Đường Thành mang hộp thuốc lại càng không dám ngồi xuống. Ông chủ Phác, chúng tôi cũng đến là vì có nguyên do. Diệp Phàm nói. Hả? Nhà họ Phác sửng sốt nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, trong nước có thể mời được Diệp đại sư của chúng tôi không nhiều người lắm. Diệp đại sư thật ra cũng không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, hắn chữa một ít bệnh nguy nan, đó cũng là một sở thích. Hơn nữa Diệp đại sư từng chữa khỏi nhiều bệnh nhân mà bệnh viện bó tay. Như một người ở Hồng Kông. Nhưng lần này Diệp đại sư đến đây là có mục đích. Nếu như có thể chữa khỏi bệnh cho cô chủ thì chúng tôi không muốn cái gì khác, chỉ cần được một gốc cây yêu sâm vương là được. Hoặc là nếu yêu sâm vương rất lớn thì có thể chia cho chúng tôi một ít là được. Bởi vì Diệp đại sư muốn dùng yêu sâm vương này làm dược liệu chữa bệnh cho một người bạn. Nếu không, Diệp đại sư chắc là không tìm đến đây. Đường Thành nói. Không thể nào. Không thể tưởng tượng được người thanh niên ngồi bên cạnh Phác Nguyên Thông nói. Tất cả người nhà họ Phác đều tỏ vẻ phẫn nộ. Người này chính là con trai cả của nhà họ Phác Phác Thiện Hỷ, người phụ trách kinh doanh chính thức của nhà họ Phác. Thiện Hỷ, đừng nói loạn. Phác Nguyên Thông nhìn người thanh niên này một cái nói. Các cậu đã nghe nói yêu sâm vương của nhà họ Phác chúng tôi. Đương nhiên nghe nói qua, yêu sâm vương của các ông chính là do tổ tiên truyền lại từ hơn 1000 năm nay. Diệp Phàm nói. Diệp đại sư, nếu biết đó là vật mà tổ tiên chúng tôi truyền lại, cậu nghĩ chúng tôi sẽ tặng nó cho cậu sao? Phác Nguyên Thông thản nhiên hừ một tiếng. Diệp đại sư, yêu tham vương là chiêu bài của nhà họ Phác chúng tôi. Đó tuyệt đối không thể cho các cậu. Chuyện chữa bệnh chúng ta có thể lấy vật phẩm khác để trả công. Phác Thiện Hỷ nói. Việc này không tốt nói chuyện, chúng tôi ngàn dặm đến đây vì yêu tham vương. Nếu không, tôi cũng sẽ không mất nhiều công sức như vậy đến đây chữa bệnh. Người Trung Quốc đang là năm mới, chuyện của chúng tôi rất nhiều. Lần này tôi đến đây chủ yếu là tìm dược liệu chữa bệnh cho bạn. Diệp Phàm cũng tỏ thái độ kiên quyết. Diệp đại sư, không có chút thương lượng nào sao? Phác Nguyên Thông hỏi. Không có, nếu không đổi lấy yêu sâm, chúng tôi sẽ không nói chuyện. Bệnh giống con gái ông đi rất nhiều nước cũng không có tác dụng, chắc chắn là một căn bệnh rất khó chữa. Diệp Phàm ra vẻ muốn đứng lên đi, hơn nữa rất quyết đoán. Bởi vì Diệp Phàm biết Phác Nguyên Thông sẽ đồng ý, bởi vì... Vừa rồi Ngô Tuấn cũng cấp tin tức nói rằng con cháu của Phác Tín Đông gây áp lực rất lớn cho Phác Nguyên Thanh. Phác Nguyên Thông đã muốn không chịu được, cho nên mới ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng chính là kết thân với nhà họ Liễu có vị trí quan trọng trong quân giới để chống cự lại sự áp chế của Phác Tín Đông. Huống chi, yêu tham vương khá lớn, lấy một phần cũng không quan trọng. Chúng ta có thể trả 30 triệu, chỉ cần Diệp đại sư có thể chữa bệnh cho con gái. Với 30 triệu này tin rằng Diệp đại sư có thể mua được thứ cậu thích có phải không? Hơn nữa, nhà họ Phác chúng tôi kinh doanh về nhân sâm. Chỉ cần Diệp đại sư không cần đến tham yêu vương, những loại sâm khác cũng tôi có thể tặng cho mấy củ. Cũng là sâm có hơn 200 năm tuổi, giá trị dinh dưỡng tuyệt đối là phẩm chất cao. Diệp đại sư hoàn toàn có thể dùng dược liệu này có phải không? Phác Nguyên Thông nói, cũng là sâm có hơn 200 năm tuổi. Giá trị dinh dưỡng tuyệt đối là phẩm chất cao. Diệp đại sư hoàn toàn có thể dùng dược liệu này có phải không? Phác Nguyên Thông nói. Chương 3266, cứng rắn lên cung. 30 triệu không ít,
nhưng tôi cũng không thiếu chút tiền đó. Còn sâm mấy trăm năm, chúng tôi cũng không hiếm. Chúng tôi lần này đến chính là vì yêu sâm vương. Đây là điều kiện duy nhất, nếu nhà họ Phác không thể đáp ứng điều kiện này chúng ta đánh phải tìm ở chỗ khác. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian trong việc bàn bạc, như vậy không có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì bạn của tôi cần yêu tham vương phối chế mới được. Đương nhiên nếu nhà họ Phác có thể lấy ra sâm trên 500 năm tuổi cũng có thể thay thế yêu tham vương. Nhưng thấp hơn 500 năm là không được. Nếu không, chúng tôi căn bản là không cần tìm đến nhà họ Phác các ông có phải không? Diệp Phàm nói. Diệp Đại Sư muốn chỉ là yêu sâm vương có phải không? Phác Nguyên Thông có chút giận, giọng nặng lên không ít. Đây là điều kiện duy nhất. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Đại Sư, hôm nay nếu đến đây để xem bệnh cho chị gái tôi. Hơn nữa, còn phải chữa khỏi, nếu không, nhà họ Phác chúng tôi thành cái gì? Không ngờ cả thầy thuốc cũng không giữ nổi. Lúc này Phác Thiện Hỷ không ngờ bước lên phía trước đến bên cạnh Diệp Phàm. Ở ngoài cửa mấy đệ tử nhà họ Phác cũng đứng trước cửa gỗ hình thành vòng vây cắt đứt đường lui của ba người Diệp Phàm. Mấy đệ tử cao lớn vạng vỡ tay ôm vai lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Nhìn tư thế như là tên đã lên cung, mà Phác Nguyên Thông không ngờ giả ngu cầm chén trà. Đây là nhà họ Phác đãi khách sao? Diệp Phàm thản nhiên uống một ngụm trà. Yên tâm, Diệp Đại Sư, chị bệnh cho chị gái tôi tiền không ít. 30 triệu cộng với hai của sâm 200 năm tuổi. Nhà họ Phác đến bây giờ là một gia tộc uy tín, tuyệt đối không nói ngoa. Phác Nguyên Thông không lên tiếng, con của ông ta Phác Thiện Hỷ vẻ uy hiếp. Đúng vậy sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, đặt mạnh chén trà lên bàn. Sa Thiên trong nháy mắt không đợi Phác Nguyên Thông kịp phản ứng, rầm rầm vài tiếng vang lên Phác Thiện Hỷ đã bị Sa Thiên một cước đã đập vào vách đã ngã ra đất. Mấy đệ tử ngoài cửa của nhà họ Phác đều bị Sa Thiên biến thành bao tải đá ra ngoài sân không đứng dậy được. Các ông thật sự nghĩ sư phụ đệ của Trương Đại Sư núi Vũ Đương dễ khinh rẻ cửa việc ra tay thử chút là được. Còn nữa, ông chủ Phác thử với tôi mấy chiêu. Sa Thiên vẻ mặt lạnh lùng đứng trong phòng khách nhìn chằm chằm Phác Nguyên Thông. Lão già này mặt nhất thời đỏ bừng, nhưng lão già này hình như có chút không phục. Tay vỗ lên bàn, rầm một tiếng, chén trà với nước trà xoay tròn hướng về phía Sa Thiên. Tuy nói chỉ là một chén trà nhưng với người 12 đẳng thì tốc độ rất nhanh. Két một tiếng nháy mắt đã đến trước mặt Sa Thiên. Nhưng, hôm nay Phác Nguyên Thông nhất định vất vả, bởi vì ông ta gặp cao thủ bán tiên thiên Sa Thiên. Chỉ thấy Sa Thiên tuy tay vung lên phía trước, chén trà lại quay tròn trở về. Hơn nữa tốc độ trở về nhanh hơn đi mấy lần. Phác Nguyên Thông ngạc nhiên hai tay đẩy về phía trước muốn kéo chén trà từ xa trở về. Nhưng lực của Sa Thiên không phải ông ta có thể đỡ nổi. Sàn sạt vài tiếng vang lên. Nước trà nhất thời bắn ra đầy mặt và cổ của Phác Nguyên Thông. Lão già này cực kỳ chật vật, mặt đỏ lên như cà chua. Lên! Vừa thấy người nhà họ Phác bị đả kích, bên ngoài lập tức mấy chục người chạy vào, tất cả đều cầm côn bổng vây quanh phòng khách. Lui ra hết cho tôi! Phác Nguyên Thông vừa thấy, vỗ bàn quát, mấy người lại chạy ra ngoài. Bởi vì Phác Nguyên Thông không ngu ngốc, ngay cả mình đều không được, những nhân viên cấp dưới kia tới nhiều cũng vô dụng. Phác Nguyên Thông rất hận, chỉ hận rằng thế hệ sau không có cao thủ tuyệt đỉnh. Chẳng những bị gia đình anh Phác Tín Đông khinh thường đến thê thảm, hiện giờ không ngờ bị người ngoài khinh thường như vậy. Phác Tín Đông cũng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, chẳng qua không có tín vật của Phác Nguyên Thông nên không đánh lại được phong giới. Cho nên, Phác Tín Đông vẫn không lấy được yêu sâm vương. Phác Tín Đông biết, một khi lấy đi yêu sâm vương thì nhà họ Phác trên cơ bản sẽ dần xuống dốc. Phác Tín Đông muốn thấy tình trạng như thế. Phác Thiện Hỷ đứng lên đến bên cạnh cha không nói gì, người này cũng bị một cước của Sa Thiên làm sợ, thấy cha cũng không được tính gì mình. Đến mà không lễ phép, ông chủ Phác nếu muốn giữ tôi lại chữa bệnh cho con gái, thì tôi sẽ ở lại. Ông chủ Phác, mời đem con gái ra đây, tôi phải lập tức xem bệnh. Nhưng, yêu sâm vương cũng mời lập tức chuẩn bị. Để tôi xem bệnh xong sẽ mang đi, nếu không... Đồ đệ của tôi phá hủy nhà họ Phác thì nhục nhã. Việc này, đầu tiên muốn cứng rắn chính là nhà họ Phác các ông. Diệp Phàm tôi không có ý gì, các ông có thể mạnh mẽ, cũng không muốn uy hiếp. Diệp Phàm cười lạnh, nói thiếu chút nữa làm người nhà họ Phác ngất. Diệp Đại Sư nếu có thể giúp chúng tôi thì yêu sâm vương chúng tôi cho cậu. Phác Nguyên Thông đột nhiên nói. Ba, việc này không được, tuyệt đối không được. Phác Thiện Hỷ kêu lên. Bởi vì,
nếu không có yêu xâm vương thì nhà họ Phát sẽ xong rồi. Cũng sẽ không có người thừa kế nhà họ Phát như cậu ta. Cút sang một bên cho tao, tao nói chuyện khi nào đến lần mày xem vào. Phát Nguyên Thông đã nghĩ thông suốt, hôm nay người này có lẽ không lấy được yêu xâm vương là không được. Bởi vì, mình đã ra tay trước. Đuối lý thôi. Hỗ trợ cái gì, ông nói một chút, tôi muốn xem có giúp được không mới quyết định. Diệp Phàm ngồi vắt chân nhìn Phát Nguyên Thông. Đầu tiên là chữa khỏi cho con gái tôi, thứ hai chính là theo tôi đến thành phố Tân La một chuyến. Chỉ cần cậu có thể đánh bại được Phát Tín Đông, yêu xâm vương cho cậu. Đương nhiên, yêu tham vương rất lớn, phân làm ba phần cậu thấy thế nào? Phát Nguyên Thông cắn răng nói. Ba phần, có bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Lấy ảnh chụp đến đây cho Diệp Đại Sư xem. Phát Nguyên Thông nói, không lâu một cô gái cầm một cái hộp đến. Diệp Phàm vừa mở ra thấy bên trong là một bức ảnh. Phát hiện một vật giống như một cái cọc, thứ này có lẽ bằng ống xăng, màu xanh biếc, trên thân rất nhiều rễ chùm. Đỉnh chóp giống như là Tây Du Ký rất kỳ lạ, nhìn kỹ giống như Ngưu Ma Vương. Chẳng qua so với Ngưu Ma Vương xấu xí hơn, bởi vì, cả người đều toàn rễ như lông vậy. Đây chính là yêu xâm vương mà nhà họ Phát trông hơn 1.000 năm qua. Diệp Phàm trong lòng hiểu được, có lẽ yêu tham vương chính là giấu trong vòng phong giới. Chính là vách núi hình bán nguyệt và khu nhà ở cùng chỗ trống kia. Chỉ bởi vì có phong giới nên không nhìn thấy thôi. Theo Lô Định Tông phỏng đoán, hẳn là phải có quan hệ huyết thông chính tông nhà họ Phát mới có cách để mở ra. Có lẽ cách này nằm trong tay Phát Nguyên Thông. Đúng vậy, Diệp Đại Sư, cậu thấy không? Tuy nói chỉ như là một cái cọc, nhưng hai bên có phải có rễ vươn ra giống như cánh tay người không? Chúng tôi gọi là tay yêu xâm vương. Nếu Diệp Đại Sư có thể tương trợ chúng tôi, hai cánh tay này có thể chặt xuống tặng Diệp Đại Sư làm thù lao. Bởi vì, cánh tay sinh trưởng hai bên của yêu tham vương, sau này đối với yêu tham vương của nhà chúng tôi là thương tổn lớn. Nhưng, tin tưởng nó vẫn có thể sống sót. Bởi vì gốc vẫn còn giữ, chỉ cần gốc không bị thương tổn, nó có thể tiếp tục sống. Đây là ý của chúng tôi. Phát Nguyên Thông nói. Các ông cần tôi trợ giúp như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Về bệnh của con gái tôi Diệp Đại Sư cố hết sức là được. Dù sao bệnh của con gái tôi thật sự khó. Nhà họ Phát chúng tôi đã đưa nó đi nhiều nước có nền y học tiên tiến như Mỹ. Nhưng vẫn không thể nào chữa khỏi. Diệp Đại Sư có thể chữa hết đương nhiên tốt, chữa không hết nhà họ Phát chúng tôi cũng không trách Diệp Đại Sư. Nhưng quan trọng là điều kiện thứ hai. Đó là tương trợ chúng tôi đánh bại Phát Tín Đông là được. Diệp Đại Sư nếu có thể hoàn thành điều kiện thứ nhất này, chúng ta có thể mời Diệp Đại Sư đi thăm yêu xâm vương ngàn năm của chúng tôi. Một khi chuyện thứ hai hoàn thành, chúng tôi tặng yêu tham vương cho Diệp Đại Sư. Phát Nguyên Thông vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ là đánh bại một mình Phát Tín Đông sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chỉ cần Diệp Đại Sư có thể đánh bại một mình ông ta là đủ rồi, những người khác chúng tôi giải quyết. Phát Nguyên Thông nói, Diệp Phàm nghĩ lại cũng dễ hiểu, có lẽ Phát Nguyên Thông biết chỉ có Phát Tín Đông là cao thủ, còn những người khác Phát Nguyên Thông có thể giải quyết. Từ đó có thể thấy được, người nhà họ Phát ở Tân La cảnh giới cao hơn nhà Phát Nguyên Thông. Cho nên mới có thể bị Phát Tín Đông làm cho thê thảm đến như vậy, suýt nữa đến nỗi tuyệt vọng. Đương nhiên, Phát Nguyên Thông có lẽ cũng có một phương pháp được truyền từ thời xa khiến cho Phát Tín Đông kiêng kỵ không dám công khai đến chiếm đoạt yêu tham vương. Mà cách từ xưa này có tác dụng áp chế người nhà họ Phát, đối với mấy người Diệp Phàm không chắc có tác dụng. Hai bên đồng ý điều kiện xong Diệp Phàm được Phát Nguyên Thông và Phát Thiện Hỷ dẫn đến hồ nhân tạo. Bởi vì Phát Thanh Thanh ở một căn nhà ven hồ. Quả nhiên, trên một cái sân viết Phát Thanh Thanh là chỗ ở của Phát Thanh Thanh. Lúc này Phát Thanh Thanh hình như đã bình tĩnh lại, cả người ngơ ngác ngồi trên một tảng đá ven hồ nhìn cá bơi dưới hồ. Một người phụ nữ trung niên có lẽ là mẹ của Phát Thanh Thanh ở cùng cô. Bên cạnh xa xa mấy đệ tử của nhà họ Phát đang trông chừng, đề phòng Phát Nguyên Thanh lại lên cơn. Thanh Thanh, đây chính là Diệp Đại Sư đến từ núi Vũ Đương. Con phối hợp với hắn, hắn trị bệnh cho con. Phát Nguyên Thông vẻ mặt hiền lạnh, nhẹ nhàng nói với con gái. Con không cần chữa bệnh, con không cần chữa bệnh. Phát Thanh Thanh hình như đột nhiên kích động, đứng lên vừa muốn đi xuống hồ nước. Chương 3267, tâm vững như sắt. Mau bắt lấy cô ta. Phát Nguyên Thông vừa thấy, bảo hai cô gái lên giữ lấy Phát Thanh Thanh.
Diệp Phàm đột nhiên phát hiện trong nháy mắt hai cô gái nhà họ Phác đi lên bắt lấy Phác Thanh Thanh. Dưới đôi mắt ưng phát hiện ánh mắt độc ác của Phác Thanh Thanh nhìn hắn một cái. Cô gái này hay là giả vờ điên? Diệp Phàm nghĩ thầm, sau đó xoay người nói. Đừng cản cô ta, để cô ta nhảy. Diệp đại sư, ý của cậu là gì? Phác Thiện Hỉ vẻ mặt có chút tức giận. Có tôi ở đây cô ta có thể chết sao? Không cần phải lo lắng. Diệp Phàm khoát tay áo, hai cô gái buông tay. Phác Thanh Thanh hét lên một tiếng rồi nhảy xuống hồ. Sau đó dưới hồ luôn miệng hét. Người nhà họ Phác trên bờ đều vội đến mức không được, nhưng Diệp Phàm vẫn thờ ơ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phác Thanh Thanh đang giãy giụa bị sặc trong nước. Nguyên thông, hay là kéo lên, cứ như vậy nó sẽ chết mất. Mẹ của Phác Thanh Thanh khóc nói. Nhưng Phác Nguyên Thông nhìn Diệp Phàm mà Diệp Phàm không gật đầu. Đúng lúc này Diệp Phàm đột nhiên động, hai tay đánh xuống nước, cột nước nhất thời dâng cao, giống như suối phun nhằm thẳng về phía Phác Thanh Thanh. Dưới sóng nước, Phác Thanh Thanh liên lục bị nước phun sang, cô liều mình giãy giụa trong nước. Nhưng Diệp Phàm tâm vững như sắt, tiếp tục đánh ra cột nước tấn công về phía Phác Thanh Thanh. Màn này làm người nhìn không nỡ, còn Phác Thanh Thanh mà nói thì chính là chịu hình phạt tàn khốc. Mẹ Phác Thanh Thanh đã khóc từ lâu, cả người muốn lao về phía hồ. Nhưng bị hai cô gái giữ chặt. Chẳng qua thái độ của Phác Nguyên Thông không khác Diệp Phàm là mấy, thờ ơ lạnh lùng, giống như cô gái đang giãy giụa trong hồ kia không phải con gái của mình. Khói độc phun ra, lao thẳng đến chỗ Phác Thanh Thanh. Bởi vì Diệp Phàm phát hiện tuy có thể Phác Thanh Thanh giả điên, nhưng cơ thể cô ấy bị hắn gây sức ép không ngờ có khí độc tràn ra. Chứng tỏ trong cơ thể Phác Thanh Thanh có độc. Đúng lúc này Kim Sĩ Trung Vương giấu trong người Diệp Phàm không ngờ xôn xao lên. Diệp Phàm sửng sốt, thầm nói chẳng lẽ Phác Thanh Thanh bị người ta hạ trung. Vì thế tay vừa động, một chất độc Trung Vương được Diệp Phàm nuôi dưỡng trong đan điền được Diệp Phàm bước ra bàn tay. Trước kia, Trung Vương này là tử đống trung, nhưng hiện giờ đã tiến hóa đến Kim Sĩ. Một ngụm nước bọt của Diệp Phàm, Kim Sĩ Trung Vương thừa dịp bay về phía Phác Thanh Thanh. Không lâu, một giọt nước nhỏ mang theo Kim Sĩ Trung Vương bay vào miệng Phác Thanh Thanh. Kim Sĩ Trung Vương có thể thu nhỏ phóng lớn. Khi ở trong cơ thể Diệp Phàm chỉ bằng chừng sợi tóc, tùy lúc mà có thể thay đổi lớn nhỏ. So với một tế bào trong cơ thể có khi còn nhỏ hơn. Hiện giờ công lực của Diệp Phàm đã được đề cao, Kim Sĩ Trung Vương có thể lớn bằng nắm tay to. Hơn nữa, hai đôi cánh cũng tương đối lớn. Lực công kích còn mạnh hơn một bán tiên thiên. Mà con rơi của Diệp Phàm cũng bay ra ngoài theo Kim Sĩ Trung Vương tiến vào cơ thể Phác Thanh Thanh. Kim Sĩ Trung Vương không lâu đi vào não Phác Thanh Thanh. Con rơi phát hiện, quả nhiên có một chỉ Trung Vương giấu trong não phía trán của Phác Thanh Thanh. Chỉ Trung Vương này hoàn toàn màu đen. Con rơi đầu tiên đi qua lập tức dùng nội khí vây quanh chỉ Trung Vương kia. Chủ yếu là nếu Kim Sĩ Trung Vương có đánh nhau với Trung Vương bên trong này có thể gây sức ép ảnh hưởng đến não bộ của Phác Thanh Thanh. Không cẩn thận còn ảnh hưởng đến tính mạng của Phác Thanh Thanh. Con rơi này hóa thành vòng vây nội khí trên thực tế chính là Diệp Phàm lợi dụng thuật phong giới của Tam Hóa Đại Sư hình thành một phong giới nhỏ bé trong não bộ của Phác Thanh Thanh. Đem cả Kim Sĩ Trung Vương và Thanh Trung Vương vào. Kim Sĩ Trung Vương phát động thế công hung mãnh, Thanh Trung Vương rõ ràng không địch lại Kim Sĩ không lâu bị tiểu phong giới làm cho hoàn toàn thay đổi. Thanh Trung Vương liều mình giãy giụa, nhưng Diệp Phàm không chút nương tay. Khống chế Kim Sĩ tiếp tục cắn Thanh Trung Vương. Hai đùi của Thanh Trung Vương đều bị Kim Sĩ ăn luôn, tiếp tục là cánh tay rồi đến thân thể đến đầu đều bị Kim Sĩ ăn. Nhưng Diệp Phàm có chút buồn bực chính là, Thanh Trung Vương giấu trong cơ thể Phác Thanh Thanh chính là một con mẹ lại trong tay người khác. Gây sức ép lợi hại như vậy, người này sao đến giờ vẫn chưa hiện ra. Nếu Thanh Trung Vương bị Kim Sĩ của Diệp Phàm ăn hết thì người mẹ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương rất nặng. Nhưng mãi cho đến khi Kim Sĩ nuốt hoàn toàn Thanh Trung Vương, đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng không phát hiện chung quanh một dặm có động tĩnh gì. Diệp Phàm suy nghĩ có phải bởi vì con rơi biến thành một phong giới nhỏ ngăn cách hết thảy mọi thứ nên như vậy không? Phong giới này tuy nhỏ như hạt đậu tương nhưng có công năng ngăn cách hết thảy. Đây là lần đầu Diệp Phàm thi triển thuật phong giới. Tuy nói nhỏ, nhưng nó cũng là một phong giới. Quét sạch những gì Thanh Trung Vương lưu lại. Diệp Phàm bắt đầu dùng nội khí cùng một ít dược liệu rửa sạch huyệt vị của Phác Thanh Thanh. Ước chừng 2 tiếng hơn sau, Phác Thanh Thanh ướt sũng được Diệp Phàm kéo lên bờ. Mà Diệp Phàm nhanh chóng ngồi xếp bằng. Mẹ của Phác Thanh Thanh khóc nấc lên. Cô không sao, tốt lắm, lập tức sẽ tỉnh ngay. Diệp Phàm nói. Cậu giết nó rồi, cậu là đồ khốn.
mẹ của Phác Thanh Thanh khóc hét lên. Phác Nguyên Thông nhăn mặt kiểm tra qua, nói. Thiến Ảnh, Thanh Thanh không chết, nó chỉ ngất đi, chúng ta nghe Diệp Đại Sư. Đang nói Phác Thanh Thanh tỉnh lại, miệng phun ra một ít nước xong cả người có chút ngây ngốc, hỏi. Mẹ, sao con lại ở đây? Thanh Thanh, con đã khỏe, khỏe lại rồi. Liễu Thiến Ảnh ứa nước mắt hỏi. Con không biết, tại sao con lại ở đây, lạnh quá. Phác Thanh Thanh nói. Dìu cô ấy về nghỉ ngơi, cô ấy không việc gì. Diệp Phàm khoát tay, Liễu Ảnh tự mình dìu con gái về. Nhưng lúc đi lên, cô quay lại nhìn Diệp Phàm miệng nói mấy câu Diệp Phàm nghe không hiểu là cảm ơn gì. Đại sư thần y, Phác Nguyên Thông cũng rất vui. Đại sư, lúc trước tôi còn nghi ngờ, hiện giờ tôi đã tâm phục khẩu phục, cảm ơn đại sư, ngài là đại ân nhân của nhà họ Phác. Phác Thiện Hỷ cũng nhìn Diệp Phàm chân thành nói. Bởi vì Phác Thiện Hỷ rất yêu quý chị, vẫn luôn rối rắm việc này. Lúc trước phát hiện Phác Thanh Thanh có bạn trai ngoại quốc, Phác Thiện Hỷ còn ủng hộ chị. Chẳng qua, cánh tay khửu tay khó lửa gạt chân, chủ nhà họ Phác quyết định Phác Thiện Hỷ cũng chỉ có đồng ý không có cách nào. Hơn nữa, kết thân với nhà họ Liễu cũng liên quan rất lớn đến sự nghiệp của Phác Thiện Hỷ. Trước lợi ích to lớn, Phác Thiện Hỷ lựa chọn cách im lặng. Mỗi lần nghĩ đến trong lòng Phác Thiện Hỷ đều cảm thấy dằn vặt. Diệp Đại Sư, buổi sáng ngày mai tôi sẽ dẫn ngài đi thăm Yêu Sâm Vương của nhà họ Phác. Phác Nguyên Thông lúc này mới lên tiếng. Thời gian của tôi rất vội, hết kỳ nghỉ Tết tôi còn phải trở về. Cho nên, tôi hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy Yêu Sâm Vương. Nếu không chúng tôi chỉ cần một chút là được, một khi nhìn thấy nó chúng tôi lập tức đến thành phố Tân La giải quyết chuyện Phác Tín Đông. Diệp Phàm nói. Vậy được rồi, xin chờ một chút. Nhưng Diệp Đại Sư nếu muốn gặp Yêu Sâm Vương còn phải tắm rửa thay quần áo sau đó mới đi thăm viếng. Ngại quá, đây là tổ tông truyền lại, trong nhà tôi đến bây giờ vẫn thận trọng như vậy. Phác Nguyên Thông nói. Diệp Phàm cũng đồng ý, ăn cơm tối trước sau đó tắm giặt sạch sẽ thay quần áo, cũng nhân dịp này điều tức một chút. Lúc này đã hết ngày, đã hơn 7 giờ tối, ánh trăng đã trốn vào tầng mây, đêm có vẻ rất yên lặng. Diệp Phàm đi theo Phác Nguyên Thông đến chỗ trống phía sau núi. Sa Thiên cùng Phác Thiện Hỷ ở lại bên ngoài, Phác Nguyên Thông lại quỳ gối lại trước hình bát quái kia. Trong 10 đại cao thủ trên thế giới, Thái Cực Huyết Phác Tín Đông chính là một người. Thật ra, các cậu có thể không biết Thái Cực Huyết chính là dấu hiệu của nhà họ Phác chúng tôi. Quả cầu này thật ra chính là biến đổi từ hình bát quái âm dương Thái Cực của người Trung Quốc các cậu. Trong nhà họ Phác chúng tôi có 3 chỗ có Thái Cực đồ này. Đây chính là hình Thái Cực đồ lớn nhất. Nếu có một người xâm phạm trái phép thì Thái Cực đồ này sẽ nói cho bọn chúng biết báo ứng lập tức sẽ đến. Tôi tin tưởng tổ tông của chúng tôi thiết kế Thái Cực đồ chỉ dùng để bảo vệ người nhà họ Phác chúng tôi. Cũng là một loại cảnh cáo đối với người bên ngoài. Nếu là bạn bè thì Thái Cực huyết sẽ không làm tổn thương, nếu như là địch, Thái Cực huyết không chút khách khí. Phác Nguyên Thông giới thiệu vẻ mặt hơi chút đắc ý. Hơn nữa, có vẻ như một cảnh cáo đối với Diệp Phàm. Nếu cậu muốn đùa giỡn chiếm đoạt Yêu Sâm Vương thì Thái Cực huyết sẽ làm cho cậu đau đớn thê thảm. Ha ha, ông chủ Phác yên tâm. Tôi chỉ đến thăm Yêu Sâm Vương của các ông, Diệp Phàm là người giữ chữ tin, cũng không phải hạng lưu manh. Một khi hoàn thành chuyện Phác Tín Đông, Diệp Phàm muốn có đồ của mình. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi xuất thân đứng đắn, không phải là người bất tín. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Phác Nguyên Thông trang trọng tiến hành một ít hoạt động hiến tế. Dù sao Diệp Phàm nhìn qua cảm giác có tư thế thần côn. Cuối cùng Phác Nguyên Thông đặt hai tay lên Thái Cực huyết. Không lâu thì triển toàn bộ công lực, Diệp Phàm phát hiện. Giữa bàn tay của Phác Nguyên Thông không ngờ xuất hiện một Thái Cực huyết đồ. Giống như hình vẽ ở cửa, chỉ là nhỏ hơn chút thôi. Diệp Phàm biết, đây có lẽ có hiệu quả giống như con rơi mà bức vương khắc trên bàn tay mình. Khó trách cao thủ như Phác Tín Đông cũng không có cách mở ra phong giới. Đó là bởi vì chìa khóa mở phong giới là Thái Cực huyết đồ trên tay Phác Nguyên Thông. Cho nên, chỉ cần Phác Nguyên Thông không chịu, Phác Tín Đông giết ông ta cũng vô dụng. Người xưa nghĩ rất chu đáo, Thái Cực huyết đồ làm chìa khóa cũng truyền xuống cho những người làm chủ. Chỉ thấy Phác Nguyên Thông đột nhiên quay cổ tay, một giọt máu bắn ra, máu kia được Thái Cực huyết đồ hấp thu hết vào. Diệp Đại Sư, mời, nhưng chớ động đồ gì bên trong, nếu không... Tổ tiên bố trí gì đó tôi cũng không có cách đề phòng. Phác Nguyên Thông nói. Chương 3268, có thể trộm thì trộm. Diệp Phàm đi theo ông ta đến chỗ trống,
phát hiện cảm giác nóng rực càng lúc càng gần. Không lâu sau, giống như xuyên qua một bức tường lửa vô hình. Mặc dù Diệp Phàm có đôi mắt ưng cũng không phát hiện được phong giới. Diệp Phàm cảm thán, biết công lực của mình không đủ. Lần trước có thể thấy phong giới cây ma hoàng là bởi vì có Tam Hóa Đại Sư cho mượn lực mới có thể nhìn thấy. Với năng lực của hắn vẫn không có cách nào nhìn thấy. Nhưng Diệp Phàm là một người khéo léo, mỹ nhân ngư thu nhỏ dán trên lưng Diệp Phàm cũng theo vào được. Huyết cương thiền mị cũng đi vào được. Có lẽ chỉ có thái cực huyết của Phác Nguyên Thanh mới đi qua được phong giới, mà phạm vi một mét quanh ông ta cũng có thể. Khi bắt đầu Diệp Phàm còn có chút lo lắng phong giới có thể phát hiện huyết cương cùng mỹ nhân ngư. Không thể tưởng tượng được phong giới cũng không hoàn hảo. Việc này mặc kệ lợi hại thế nào cũng có khuyết điểm. Trước mắt bừng sáng cuối cùng thấy được vật bên trong. Bên trong là một không gian rất lớn, hình bán nguyệt, đường kính lên đến một dặm. Thật ra, chính là một thế giới đầy hoa cỏ. Bên ngoài cái lồng phong giới nên người ta không nhìn thấy. Bên trong tràn đầy hương thơm, Diệp Phàm cảm giác tinh thần rung lên, hương khí trên thân yêu sâm vương kia giống như sóng lớn đánh lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác huyết cương hơi hơi động, giống như hương khí này cũng hữu dụng đối với cô. Mà mỹ nhân ngư cả người dán sau lưng Diệp Phàm hình như cả người cũng sợ run. Hương khí này mấy người hút nhiều một chút, thứ tốt. Đây là do vật đại bổ yêu tham vương tràn ra. Diệp Phàm dùng truyền âm mật thuyệt nói. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm quan sát nơi phong giới này, phát hiện trên vách núi khảm một ít tảng đá có thể phát sáng. Chắc chắn không phải dạ minh châu, chính là phèn chua có thể phát sáng thôi. Nhưng Diệp Phàm có đôi mắt ưng, tuy nói ảm đạm một chút nhưng có thể thấy rõ hết thảy bên trong. Ở chỗ trống có một cái ao, nước xanh biếc làm người ta tiếc là không được nhảy vào đó cho thoải mái. Ao này hình như trực tiếp được đào xuống, phía trên ao có mấy mảnh gỗ, hình như đến 10 cái, đều 3-4 người ôm mới hết. Trên bè gỗ có chút bùn đất, trên bùn đất đấy có rất nhiều nhân sâm. Lòng tham lại dâng lên, lớn có cây to bằng nắm tay, ở giữa là cây cọc yêu sâm vương. Diệp Phàm nhìn cảm thấy yêu sâm vương có lẽ chính là hấp thu dinh dưỡng từ nước trong ao. Trong vòng phong giới này, đơn giản chỉ là một khu nhà xưởng nuôi trồng nhân sâm. Nhưng Diệp Phàm cũng không khỏi nuốt nước bọt, lòng tham chợt lóe lên. Nhưng Diệp Phàm không dám lộn xộn, trời mới biết cao thủ thoát thần cảnh của nhà họ Phác kia có bố trí cái gì nguy hiểm chết người không. Diệp đại sư nói vậy cậu cũng nhìn ra, nước trong ao này được đưa đến từ khu vực cách đây hàng km. Thật ra nhìn qua chỉ là một cái suối ngầm, nước xanh biếc này tổ tiên chúng tôi gọi nó là yêu thủy. Là một chất dinh dưỡng đặc biệt, loại nước này rất khó thấy. Phác Nguyên Thông thật sự không lo lắng Diệp Phàm dám làm chuyện xấu cho nên thoải mái giới thiệu. Diệp Phàm giật mình, sai khiến mỹ nhân ngư xuống nước. Nhưng Diệp Phàm phát hiện mỹ nhân ngư vừa mới tiếp xúc với nước là lúc rất nhiều nước phun ra. Nước đánh vào người mỹ nhân ngư, Diệp Phàm cảm giác đặc biệt trầm trọng. Hắn biết không thể trêu vào lập tức thu mỹ nhân ngư trở về. Vốn muốn mỹ nhân ngư vào đó hấp thu chút tinh hoa của yêu thủy hiện giờ xem ra là không thể nào. Phác Nguyên Thông thật ra nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn nước đang phun ra. Nhưng sau đó lắc đầu, cho rằng có lẽ chỉ là nước phun trào bình thường. Bởi vì ông ta không nhìn thấy mỹ nhân ngư trong suối. Nếu không không thể làm càn, Diệp đại sư ra vẻ đạo mạo không ngờ làm ra chuyện ăn cắp vĩ đại. Yêu sâm vương không khác mấy trong ảnh chụp, nhưng tiếp xúc gần nó cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, quanh thân yêu sâm vương này hình như tràn ra một khí màu xanh, giống như đám mây vây quanh yêu sâm vương. Đúng là thứ tốt, lòng tham của Diệp Phàm nổi lên muốn chết. Nhưng, vẫn cố gắng kiềm chế, trong lòng nguyền rủa mấy chục lần để áp chế lòng tham này. Trong phạm vi của phong giới ngoài cái ao không có cái gì khác. Nhìn ngoài một hồi sau PNT hỏi Diệp Phàm xem có thể đi ra ngoài không. Biết trộm là không thể thực hiện được, lão tổ tiên của người ta đã trang bị thiết bị phòng trộm rồi. Diệp Phàm đánh phải gật đầu đi theo Phác Nguyên Thông ra ngoài. Ông chủ Phác, ông có cảm giác một cỗ nóng rực đang kích thích mình không? Sắp đến phong giới là lúc Diệp Phàm hỏi. Ha ha, người nhà họ Phác chúng tôi có dòng máu nhà họ Phác, đương nhiên được tổ tiên đồng ý, tất nhiên là không có cảm giác này. Nhiệt lượng này thật ra chính là một loại diệt khí tổ tiên chúng tôi dùng đối phó với người ngoài. Diệp đại sư vì theo sát tôi mới không bị giết chết. Một khi rời xa rồi cũng có thể lập tức thành cho bụi. Nhiệt khí này trong nháy mắt có thể đạt đến mấy nghìn độ. Tổ tiên từng tiến vào là lúc có địch nhân tiến vào, cuối cùng đụng phải nhiệt khí này liền thành cho bụi,
Phác Nguyên Thông hơi vẻ đắc ý, lại cảnh cáo Diệp Phàm đừng sằng bậy. Nhưng nói là nhiệt khí gì đó để hù dọa Diệp Phàm, nếu ông ta bia Diệp Phàm biết về phong giới có lẽ đã hộc máu. Ngay lúc Diệp Phàm xuyên qua phong giới ra ngoài là lúc đột nhiên một lực mạnh mẽ truyền đến. Diệp Phàm chưa kịp phòng bị đã bị bắn ra bên ngoài. TNT phẫn nộ hét lên, Diệp Phàm phát hiện một bóng đen giống như quỷ kéo Phác Nguyên Thông vào trong phong giới. Sa Thiên nhanh chóng chạy đến nâng Diệp Phàm dậy, mà Phác Thiện Hỷ còn khiếp sợ chưa bình tĩnh lại, rất lâu sau mới hét lên. Họ Diệp kia, mày làm cái quỷ gì thế? Cậu thấy là tôi làm sao? Ở đây, người ngoài không thể vào, cậu thấy không, người kia theo cha cậu vào, nhất định có quan hệ huyết thống cực thân với nhà họ Phác. Diệp Phàm nói. Phác Thiện Hỷ cũng có cùng suy nghĩ, lúc này phát hiện quanh mình kịch liệt chấn động. Khí nóng như thủy triều phóng ra xa phạm vi hàng trăm mét. Khí chấn động, Diệp Phàm biết, có lẽ là Phác Nguyên Thông đang đánh nhau với bóng đen trong phong giới nên khiến cho phong giới chấn động. Có phải là Phác Tín Đông không? Sa Thiên hỏi. Nhất định là tên giặc này, tôi biết, chỉ có y mới có thể theo cha tôi đi vào, cha. Phác Thiện Hỷ khiếp sợ sau đó là tức giận. Người này nhanh chóng ra tín hiệu, không lâu sau, bên ngoài chạy đến mấy chục người nhà họ Phác, hơn nữa còn mang theo súng ống. Phác Thiện Hỷ chạy đến chỗ phong giới nhưng vừa tiếp xúc với phong giới đã bắn trở về. Không có thái cực huyết của PNT mở ra, mặc dù là Phác Thiện Hỷ có quan hệ huyết thống sâu đậm cũng không được phong giới đồng ý. Người nhà họ Phác thấy Phác Thiện Hỷ bị bắn ra, càng hăng bị càng thảm, toàn bộ đều sợ ngây người. Nghĩ không biết có phải Phác đại công tử điên rồi hay không, không ngờ tự mình đùa chơi. Diệp Phàm tìm cơ hội đi vào. Lúc này giọng Lô Định Tông vang lên. Không có thái cực huyết của PNT tôi làm sao có thể đi vào. Không sợ bị phong giới làm cho chết cháy sao? Diệp Phàm dùng truyền âm mật thuật hỏi. Hiện giờ Phác Tín Đông và Phác Nguyên Thanh có lẽ đang đánh nhau trong phong giới, mà người thiết kế phong giới chắc chắn có thiết kế một số chi tiết để bảo vệ chủ nhân thi thố. Nhưng Phác Tín Đông cũng là con cháu nhà họ Phác chính tông cho nên phong giới có bảo vệ ông ta hay không cũng khó nói. Nhưng Phác Nguyên Thông có thái cực huyết, ông ta vẫn được phong giới đồng ý. Nhưng hiện giờ phong giới hình như đã sụp đổ. Hiện giờ run rẩy rất nhiều, hơn nữa, cửa phong giới sẽ lập tức được mở ra. Vừa rồi Phác Thiện Hỷ không đụng vào cửa phong giới nên bị bắn trở về. Nếu cậu thừa dịp đi vào cửa phong giới vẫn vào được. Bên trong thứ tốt không ít. Vừa rồi tôi đã nhìn qua. Hơn nữa, yêu thủy màu xanh kia đối với mỹ nhân ngư rất quan trọng. Bởi vì, nó đến từ hàng km dưới lòng đất. Có lẽ còn không chỉ là một cây em chiều sâu, đây là loại dinh dưỡng cao, cũng chính bởi vì nó mà yêu tham vương trong phong giới hàng nghìn năm không chết. Yêu thủy đối với mỹ nhân ngư có thể phát huy ưu điểm gì, tiền bối suy nghĩ một chút. Diệp Phàm hỏi, nếu tôi đoán không nhầm, yêu thủy này có thể xúc tiến mỹ nhân ngư tiến hóa. Còn mỹ nhân ngư do tam hóa đại sư tạo thành tiến hóa thành cái gì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi tin tưởng cô càng ngày càng lợi hại hơn. Ví dụ như nếu cái đuôi tiến hóa lớn bằng chân chẳng phải là một người đầy đủ sao. Mà huyết cương của cậu có thể đi vào cũng có hiệu quả như vậy. Lô Định Tông nói. Hương khí trong phong giới có lẽ cũng hữu dụng đối với tiền bối đúng không? Diệp Phàm hỏi. Ôi, rất hữu dụng. Cậu vào trong đó thừa dịp hỗn loạn đem con rơi xuống đáy yêu sâm vương có một cái giống như quả màu xanh là được. Lô Định Tông nói. Chẳng lẽ đó là quả của yêu sâm vương? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, tám phần tinh hoa của yêu sâm vương là ở đó, quả này sinh trưởng trong bùn đất, ngàn năm qua hấp thu tinh hoa của yêu thủy ngưng tụ thành. Một khi có thể ăn, công năng trước kia của tôi chẳng những có thể khôi phục hoàn toàn, hơn nữa, ít nhất có thể đạt đến thời kỳ tôi cường thịnh nhất. Tôi là cao thủ niệm khí đỉnh giai, nếu có nửa phần thực lực vẫn lợi hại hơn tiên thiên đại viên mãn. Có thể có nhiều cơ hội trợ giúp cậu có phải không? Lô Định Tông nói. Ông mạnh mẽ thì tôi chẳng phải bị ông nuốt sao? Diệp Phàm thầm cảnh giác trong lòng, miệng cũng nói. Được, nhưng công lực của tôi không đủ, nhìn không thấy phong giới. Tôi dùng chút lực cuối cùng tương trợ cậu, cậu mở đôi mắt ưng là có thể thấy phong giới. Lô Định Tông nói. Chương 3269, Phác Tín Đông đến rồi. Diệp Phàm cảm giác con rơi run lên bay lên không trung. Đôi mắt ưng phát hiện phong giới của nhà họ Phác giống như một hình bán nguyệt bằng lửa, gắn với núi đá và khu nhà ở. Lúc này, phong giới run rẩy kịch liệt, hình như bên trong đang xảy ra nổ mạnh.
mà khi phong giới run rẩy kịch liệt đã lộ ra một lỗ hổng. Lỗ hổng này như ẩn như hiện. Lỗ hổng này tốc độ đóng mở cực nhanh, hơi có chút do dự là có thể đâm vào phong giới. Nhưng Diệp Phàm cũng không vội, nói. Vẫn nên xem trước một chút, chờ Phát Tín Đông cùng Phát Nguyên Thông đánh nhau mệt rồi hãy đi vào. Nếu không, tôi có thể không đấu lại Phát Tín Đông. Ông ta có lẽ đã là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Mà huyết cương của tôi cũng bị thương, không thể hỗ trợ tôi nhiều. Được, cậu nắm cơ hội rồi vào. Lô Định Tông hình như nóng nảy, Diệp Phàm trong lòng thầm cảnh giác. Trong lòng suy nghĩ làm thế nào giấu được Lô Định Tông lấy một nửa quả yêu tham vương. Việc này Diệp Phàm thật ra có thể làm được, bởi vì Tam Hóa Đại Sư có dạy cho Diệp Phàm phương pháp phong giới. Nếu dùng một phong giới nhỏ để che chắn yêu quả có thể làm được, chỉ cần một phong giới nhỏ thành công mặc dù là Lô Định Tông cũng không thể nhìn thấy. Đây là Tam Hóa Đại Sư dạy cho Diệp Phàm cách che chắn. Trước kia Diệp Phàm chính là dùng cách này để Lô Định Tông cảm giác mắt bị che chắn hết, bởi vậy Lô Định Tông muốn nhìn cũng không nhìn được. Với thực lực của Diệp Phàm bây giờ, có phương pháp phong giới muốn làm ra một cái phong giới nhỏ như chậu rửa mặt vẫn có thể được. Diệp Đại Sư, cầu xin anh đi vào được không? Đúng lúc này Phát Thiện Hỷ đến trước mặt Diệp Phàm cầu xin nói. Việc này, tôi có lẽ cũng không vào được, phiền toái. Ông chủ Phát hình như không phải là đối thủ của Phát Tín Đông. Hai người đánh nhau ở trong đó không biết tình hình thế nào. Phiền toái, ôi! Diệp Phàm cố ý thở dài, kích Phát Thiện Hỷ. Chỉ cần Diệp Đại Sư có thể đi vào cứu cha tôi, điều kiện tùy anh nói thế nào. Đòi tiền hay muốn cái gì cũng được. Phát Thiện Hỷ cũng không có cách nào. Bởi vì nếu cha chết trong đó, thì nhà họ Phát có lẽ sẽ bị Phát Tín Đông chiếm lĩnh hết. Đến lúc đó, cha vừa chết, Phát Tín Đông sẽ chiếm lại nhà cũ, Phát Thiện Hỷ lúc đó còn lại cái gì? Tình trạng này rất thê thảm. Tôi muốn một nửa thân thể của yêu sâm vương, một củ sâm 200 năm. Còn phải cộng thêm 6 triệu đô la Mỹ. Diệp Phàm bắt đầu công phu sư tử ngoạm. Nhiều như vậy, Diệp Đại Sư, anh cũng hơi quá đáng. Phát Thiện Hỷ mặt thiếu chút nữa tái đi rồi. Có việc gì, bên trong đó nếu thật là Phát Tín Đông tôi chính là mạo hiểm tính mạng đi vào. Làm không tốt có lẽ còn mất mạng. Tính mạng của tôi đáng giá hơn mọi thứ. Nếu nhà họ Phát mất đi ông chủ Phát, có lẽ cũng mất hết. Mất đi hết cũng chính là mất đi yêu sâm vương cùng 6 triệu đô la Mỹ. So sánh cái gì quan trọng hơn Phát công tử hẳn có thể rõ ràng. Tin tưởng rằng vài năm sau nhà họ Phát các cậu sẽ có thể khôi phục lại. Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, núi xanh còn đó, nhà họ Phát cũng hết rồi còn giữ cái gì. Huống chi tôi chỉ muốn một nửa trên yêu sâm vương của các cậu. Phía dưới vẫn giữ lại cho các cậu, gốc vẫn còn đó, không phải có thể sống sót sao. Diệp Phàm nói. Lúc này người này không vội, nhưng phát hiện phong giới không ngờ nhảy lên lay động, cũng không biết Phát Nguyên Thông và Phát Tín Đông đánh thành cái gì nữa. Có lẽ một số bố trí trong phong giới của tổ tiên nhà họ Phát đã bị phá hủy. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác phong giới này không biết có phải là có dấu hiệu hỏng không. Việc này tôi còn phải hỏi mẹ tôi một chút. Phát Thiện Hỷ cắn răng nói. Được, cho các cậu suy nghĩ một chút, nếu không, tôi cũng phải chạy lấy người. Đứng ở đây xem náo nhiệt cũng nguy hiểm, một khi Phát Tín Đông đi ra, tôi không xong rồi. Hơn nữa, nếu đồng ý, lập tức viết chứng từ có điểm chỉ để làm bằng chứng. Không phải tôi không tin cậu, chủ yếu là ông chủ Phát không ở đây, chúng ta vẫn trước là tiểu nhân sau là quân tử. Diệp Phàm nói, Phát Thiện Hỷ đi trao đổi với mẹ một chút, cuối cùng gọi người qua đó, không lâu chứng từ lấy đến để Đường Thành xem xong gật đầu. Diệp Phàm cũng giao cho Sa Thiên bảo quản. Dầm. Lúc này trong phong giới không ngờ truyền đến tiếng nổ mạnh. Mà theo tiếng nổ, phong giới mở miệng lớn hơn một ít. Hơn nữa, đóng mở với tốc độ kinh người, giống như toàn bộ phong giới đều co rút và mở rộng rất nhanh. Giống như là một quả cầu lúc xẹp lúc phồng vậy. Đi vào. Lô Định Tông thúc giục, Diệp Phàm cũng nhảy dựng lên, cả người như lùi về phía trước, tuy nói lửa nóng thiếu chút nữa bỏng. Nhưng may mắn trong nháy mắt Diệp Phàm đã thi triển thủy công để cả người ở trong lồng nước thuận lợi bước vào trong phong giới. Nhưng vẫn cảm giác một mùi khét truyền đến, có lẽ tóc và râu đã xong rồi. Mà người nhà họ Phát nhìn thấy Diệp Phàm nhoáng lên liền biến mất nhất thời mở to mắt, nghĩ là gặp quỷ. Đây chẳng lẽ là võ thuật của người Trung Quốc? Có người thầm nói. Nhất định vậy, anh xem, chợt lóe đã không thấy, Trung Quốc thật thần kỳ. Người khác nói vẻ mặt sùng bái. Rất thần,
đúng là thần. Người khác cũng ca ngợi. Diệp Phàm phát hiện, phong giới lúc này thật đúng là tối tăm rối loạn. Khắp nơi là cảnh hỗn độn, những tảng đá bị hai cao thủ làm cho bay giống như mưa, đập vào núi đá ầm vang. May mắn Diệp Phàm có công lực cao, nếu không, chỉ là tiếng nổ cũng làm cho hôn mê. Nhưng ông chủ Phác cùng Phác Tín Đông hình như không đành lòng ra tay về phía bè gỗ. Cho nên, dù khó hòa giải, nhưng bè gỗ vẫn an ổn. Dầm một tiếng, ông chủ Phác bị Phác Tín Đông ném lên một tảng đã ngã lăn ra đất lăn mấy vòng mới dừng lại. Lão già này quần áo đã không có, người đầy máu. Diệp Phàm phát hiện Phác Tín Đông tình trạng cũng không tốt. Quái, Phác Tín Đông chẳng lẽ công lực còn chưa đến tiên thiên? Diệp Phàm lui vào một góc hỏi. Lúc này hai vị này đều đang liều mạng, thật ra không phát hiện Diệp Phàm tiến vào. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ một người ngoài như Diệp Phàm có thể vào, còn tưởng rằng phong giới hoàn toàn đóng kín. Không tới tiên thiên, vậy ý cậu chính là chịu chết. Lô Định Tông hừ nói. Có ý gì, hai vị không phải đấu lực lượng ngang nhau sao? Ông chủ nhà họ Phác chỉ là nhị thập đẳng đỉnh giai. Tôi đã thử qua, ông ta chỉ như vậy. Diệp Phàm hỏi. Cậu không thấy, Phác Nguyên Thông liều mình dùng thái cực huyết để chống cự lại Phác Tín Đông. Thái cực huyết là chìa khóa để mở phong giới, đương nhiên được phong giới đồng ý. Bởi vì, mượn phong giới của tổ tiên để lấy lực chống lại Phác Tín Đông, nếu không, PNT đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng những bố trí trong phong giới không hoàn toàn giúp đỡ Phác Nguyên Thông. Có lẽ cũng bị huyết thống của Phác Tín Đông lừa. Nếu không, cao thủ thoát thần cảnh tuy nói đã chết, nhưng để lại cái gì không phải Phác Tín Đông một tiên thiên đại viên mãn có thể chống lại. Lô Định Tông nói, thừa dịp bọn họ đánh cho anh chết tôi sống, nhanh chóng dùng mỹ nhân ngư xuống yêu thủy. Có thể bị yêu thủy nuốt không? Diệp Phàm có chút lo lắng. Trước tiên thử xem, một khi yêu thủy có phản ứng sẽ trở lại. Nhưng tôi cho rằng hiện giờ phong giới đã có thay đổi. Có lẽ một số bố trí ban đầu đã bị phá hủy. Hơn nữa, Phác Nguyên Thông mượn lực của phong giới thông qua thái cực huyết đi rồi. Mà phong giới còn phải bảo vệ mình, cho nên lực tấn công có lẽ không nhiều. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm cũng đồng ý như vậy, vì thế đưa Mỹ Nhân Ngư vào yêu thủy. Phát hiện bắt đầu tiếp cận chưa tiến vào nước thì Mỹ Nhân Ngư đã bị bắn ra. Còn dọa Diệp Phàm nhảy dựng, đang muốn kéo Mỹ Nhân Ngư trở về Lô Định Tông kêu lên. Không việc gì, lực của yêu thủy rất nhỏ. Mỹ Nhân Ngư chống cứ một chút hẳn là có thể đi vào. Diệp Phàm cũng thử, phát hiện yêu thủy chỉ bắn chút nữa giấy ruộng, Mỹ Nhân Ngư thuận lợi tiến vào. Chúng ta cũng nắm chặt, nhanh chóng cho con rơi bay về phía yêu quả. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm đột nhiên cố ý chấn động, giống như phong giới chấn động đến đây. Thật ra, Diệp Phàm dung thuật phong giới để che chắn Lô Định Tông. Sao lại thế này, tôi như không cảm giác. Có phải cậu dùng cách tôi truyền cho cậu không? Lô Định Tông hỏi. Không, tôi thi triển thì ông có thể cảm giác được có phải không? Diệp Phàm nói, Lô Định Tông trầm mặc vài giây nói. Ôi, không thi triển. Phong giới phát hiện tôi đang liều mình với nó. Diệp Phàm nói, lặng lẽ đem con rơi đến phía dưới yêu xâm vương. Quả nhiên phát hiện ở giữa gốc có giấu một quả bằng nắm tay màu lục, giống như ngọc thạch. Nếu lấy đi toàn bộ chắc chắn không được, Lô Định Tông lúc trước có phát hiện quả này, tự nhiên mất tích sẽ khiến cho ông ấy nghi ngờ. Diệp Phàm suy nghĩ, ác tâm, con rơi hóa thành lưỡi dao trong nháy mắt cắt một nhát, quả chia thành hai nửa. Một chất lỏng màu xanh biếc thơm nước chảy ra. Diệp Phàm không mang chai, hắn luyến tiếc nước màu xanh này bị lãng phí. Trộm dùng nội khí hút nước về phía mình, hắn không hề nghĩ ngợi nuốt xuống. Nhất thời cả người nóng rực, hắn không kịp tiêu hóa. Nhanh chóng giấu yêu quả vào hòm, thấy phong giới lại mở ra, hắn lủi ra ngoài. Lén lút đưa yêu quả cho Sa Thiên, nhìn Phác Thiện Hỉ nói. Bên trong quá nguy hiểm, tôi bị đánh ra. Đại sư, cầu anh vào cứu cha tôi. Chúng tôi chắc chắn đáp ứng yêu cầu của anh. Phác Thiện Hỉ nài nỉ, không ngờ dầm một cái quỳ gối xuống đất. Người này dáng vẻ rất đáng thương. Chương 3270, trộm. Hắn cho là công lực của mình không đủ nên không đi vào, vừa rồi Diệp Phàm trở ra hắn thử đụng vào nhưng vẫn bị bắn trở về. Thật ra, người này không đi đúng phong giới, hơn nữa may mắn người này có huyết mạch nhà họ Phác nếu không đã bị phong giới diệt. Vậy thì đúng rồi, vì việc này tôi làm. Diệp Phàm cắn răng một cái, lại đi vào.
sau đó khống chế con rơi bay về phía yêu quả, mà để Lô Định Tông nhìn thấy. Quái, yêu quả này sao lại chỉ là nửa hình tròn? Lô Định Tông nói thầm. Có thể bị đá vụn bay lấy đi một nửa rồi. Diệp Phàm nói, thầm nói may mắn vừa rồi không cắt theo luật lệ, vết đao không bằng phẳng, hơn nữa nhìn như bị kéo xuống, nếu không chắc chắn sẽ làm cho Lô Định Tông nghi ngờ. Lô Định Tông không kịp nghĩ nhiều, bảo Diệp Phàm khống chế con rơi đánh về phía yêu quả. Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, Lô Định Tông dùng hồn khí hút yêu quả, không lâu, nửa yêu quả kia chỉ còn lại một chút vỏ. Đương nhiên, Lô Định Tông hút là lúc con rơi của Diệp Phàm cũng không khách khí hút mạnh. Lô Định Tông biết cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao cũng phải phân cho người khác một chút, nếu không con rơi của người ta cũng không nể. Thứ tốt thật, đáng tiếc là có quá ít, nếu không, nội khí hồn thân của tôi có năng lực thực hơn một ít. Nếu như có thể có được 7-8 yêu quả này, hồn khí còn sót lại của tôi có thể khôi phục, tôi có thể đi ra độc lập với con rơi của cậu. Lô Định Tông thở dài. Ông đi ra, lừa quỷ đi, đến lúc đó ông đây có lẽ cũng bị ngoạm rồi. Diệp Phàm thầm khách sáo một câu trong lòng, miệng cung kính nói. Sau này vãn bối sẽ tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện dạng quả thứ hai giống như yêu quả này. Đến lúc đó tiền bối có thể đi ra, tôi cũng vui có phải không? Nhưng tốt nhất là tiền bối có thể cung cấp một ít manh mối. Thời của các ông trước đây thứ tốt không ít có phải không? Ôi, không tồi, không tồi, Lô Vĩ thật tinh mắt không nhìn nhầm cậu. Đến lúc đó tôi thật sự có thể đi ra, sẽ đặc biệt quan tâm đến cậu. Còn yêu quả gì đó nhất định là có, nhưng với công lực trước mắt của cậu vẫn không cần đi tìm, nếu không chết như thế nào cũng không rõ lắm. Lô Định Tông nói. Lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm bị đánh vào lòng tự tin. Ha ha, đối với người hiện đại mà nói thì tiên thiên đã là nguy rồi. Nhưng thời chúng tôi, chỉ là cửu đẳng như thời các cậu bây giờ. Lúc đó giới võ lâm có thể nói là tiên thiên đầy trời. Lô Định Tông cười nói. Thật đúng là có chút buồn bực, may mắn không phải thời cổ đại, nếu không, tôi đã không có đường sống rồi. Diệp Phàm nói. Nhưng thời cổ đại có lẽ cậu đã đạt đến giai đoạn niệm khí. Với thiên phú của cậu hoàn toàn có thể làm được. Thời điểm đó là thời điểm phồn vinh chưa từng có của võ lâm, luyện võ là chuyện bình thường. Tuy nói không phải ai cũng luyện võ nhưng cao thủ không ít. Lúc đó cẩm y vệ trong hoàng cung mỗi người đều là cao thủ tiên thiên. Như cẩm y sử võ công cũng đến hồn ly, thậm chí có cao thủ thoát thần cảnh. Giống như tổ đặc nhiệm A của các cậu bây giờ, không là gì. Một môn phái có thể diệt được. Lô Định Tông nói. Ôi, giống như tổ chúng tôi bây giờ, yếu nhất, nhưng phong cách của cẩm y vệ trên TV diễn là thật sao? Diệp Phàm cảm thán nói. Đó là kỹ xảo điện ảnh, không phải sự thật. Lô Định Tông hừ nói, lúc này phong giới chấn động kịch liệt, hình như là có vẻ sắp hỏng. Hiện giờ tiền bối có thể hỗ trợ tôi một phen, chúng ta đánh cho phát tín đông tàn phế rồi nói sau. Diệp Phàm hỏi. Vậy được, tôi giúp cậu một phen. Hai người bọn họ cũng đã không sai biệt lắm, chỉ cần đề phong bố trí trong phong giới này là được. Lô Định Tông rất hài lòng. Diệp Phàm có Lô Định Tông tương trợ, nội khí lập tức dũng mãnh đi ra ngoài, một quyền đánh hạ, Phác Tín Đông đang đấu với ông chủ Phác không kịp phòng bị đập trúng ngực. Dầm một tiếng, một nắm tay đầy máu, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì, Diệp Phàm có thể cảm giác được quyền cương đập vào ngực Phác Tín Đông. Có cao thủ tương trợ, đúng là mạnh, nếu không sao có thể một quyền làm cho cao thủ tiên thiên đại viên mãn thành ra như vậy. Ôi! Cái đó, Phác Tín Đông kêu thảm một tiếng, bị bay đến mấy chục thước có hơn đụng vào trên vách núi ngã xuống đất, máu tươi phun từ ngực phun ra, một dòng máu bằng đầu ngón tay bay ra chừng 10 mét. Diệp Phàm không chút nương tay, lập tức bắn người theo sát. Tiếp tục mấy chục quyền vào chỗ chảy máu trên người Phác Tín Đông. Mà Phác Nguyên Thông cũng không có chút tình cảm, cắn răng đi lên tương trợ Diệp Phàm. Hai người cùng nhau đánh rắn dập đầu. Ba ba ba, thình thịch thình thịch. Một hồi đánh không ngừng, Phác Tín Đông cả người đầy máu, mắt mũi miệng đều là máu, ngực thì phun máu tươi. Đúc lúc này Phác Nguyên Thông một chưởng chụp xuống, thái cực huyết hung hăng vỗ vào đầu Phác Tín Đông. Bàn tay Phác Nguyên Thông có một luồng xương khói màu đỏ, bàn tay Phác Nguyên Thông rời ra là lúc Diệp Phàm phát hiện trên trán Phác Tín Đông có một dấu hiệu thái cực huyết. Giống như thời xưa khắc hình, một mùi thịt khét tỏa ra, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm nôn hết. A. À. Diệp Phàm dùng huyết trích tử định lấy đầu ông ta, nhưng Phác Tín Đông đột nhiên bắn lên, hai tay vung lên,
không ngờ vẽ ra một hình thái cực huyết kỳ lạ trên không trung. Hình này xoay tròn trên không trung, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã hung hăng đánh vào người Phác Nguyên Thông. Lão già này hét thảm một tiếng bay đến mấy chục mét hơn, rơi vào trong thủy yêu, làm mỹ nhân ngư tức giận quẫy đuôi một cái. Phác Nguyên Thông hét thảm một tiếng, nhất thời hai chân đầu máu. Đuôi của mỹ nhân ngư nhếch lên, ông ta bị cô đá bay lên một tảng đá hôn mê. Huyết trích tử của Diệp Phàm cũng thất bại, chỉ thấy trước mắt tối sầm, phát hiện bóng Phác Tín Đông biến mất, lão già này không ngờ dùng thái cực huyết mở đường chạy trốn. Quái, sao ông ta cũng có thái cực huyết? Diệp Phàm hỏi. Không có gì kỳ lạ, huyết mạch nhà họ Phác thôi. Hơn nữa Phác Tín Đông võ công cao như thế, chắc chắn kế thừa thái cực huyết của nhà họ Phác. Thái cực huyết còn là một vũ khí tấn công, hiệu quả giống như con rơi của cậu. Lô Định Tông phân tích. Sao ông ấy phát hiện cửa của phong giới? Diệp Phàm khá nghi ngờ. Có lẽ ông ấy thi triển thái cực huyết mới tìm được cửa của phong giới. Bởi vì phong giới đã bị hao tổn nghiêm trọng ông ta mới có thể đi ra ngoài. Thái cực huyết thực ra là một bí thuật của nhà họ Phác. Thi triển ra có thể tấn công người khác, hai người đều bị thương, nếu không uy lực của thái cực huyết sẽ rất lớn. Hơn nữa, thái cực huyết này có lẽ thi triển ra rất đặc biệt. Thời điểm bình thường đều không dùng được, hơn nữa đối với người dùng cũng có tổn thương rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ người ta cũng không dùng, đương nhiên, sử dụng thì uy lực cũng kinh người. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm nhanh chóng cố ý ngã xuống ao, giống như ngất đi. Kỳ thật hắn ra sức khống chế con rơi hút dinh dưỡng trong yêu thủy. Hơn nữa, cả người ngâm trong nó thật thoải mái, chăm mạch, vạn lỗ chân lông đều hút dinh dưỡng của yêu thủy này. Loại đại bổ này vô dụng đối với tôi, nhưng đối với cơ thể cậu thì rất tốt, cậu cố gắng vận chuyển, đem nội khí kéo ra. Hút khô dinh dưỡng của nước này, sau này nguyên khí của ao này có lẽ bị tổn thương nặng, không có mấy trăm năm không thể khôi phục lại. Đương nhiên, nhìn ngoài không có gì, chẳng qua, nhà họ Phác sau này muốn dùng cho nhân sâm thì khó khăn. Lô Định Tông nói, mà Phác Nguyên Thông muốn nhấc Diệp Phàm lên, chẳng qua không có chút khí lực nào, ông ta cả người đầy máu. Tức giận dương mắt nhìn Diệp Phàm giãy giụa trong ao, thật ra lão già này sợ Diệp Phàm phá hủy cái ao của ông ta. Nhưng không có cách nào ngăn cản. Nếu có sức lực, thái cực huyết có lẽ cũng sử dụng. Ước chừng một ngày qua đi, phát hiện dinh dưỡng trong ao không còn nhiều, Diệp Phàm cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng. Nội khí không ngờ tràn ngập đan điền cửu cung niệm hồn thuật mở ra. Diệp Phàm cẩn thận gia tăng đến 6 cái. Cửu cung niệm hồn thuật cũng đạt đến tầng thứ 6, cũng không biết luyện 9 tầng hoàn thành sau mở ra 9 đan điền có đột phá đến giai đoạn niệm khí không. Ha ha. Hiện giờ cậu đã đến tiên thiên cảnh giới thứ 3, thêm chút nữa có thể đến viên mãn. Nhưng nội khí của cậu đã đạt đến độ viên mãn, hiện giờ thiếu chính là sự tinh luyện, ngoài ra tinh thần chưa luyện đủ. Lô Định Tông cười nói. Thằng nhóc, thêm chút nữa, cậu sẽ bước vào giai đoạn niệm khí. Mỹ nhân ngư của cậu hình như cũng có chút tiến hóa, cậu xe, đuôi hình như có chút đỏ. Diệp Phàm vừa thấy, quả đúng là vậy, nhanh chóng thu Mỹ nhân ngư về trên lưng. Sau đó, Diệp Phàm như người điên đi lên khỏi ao. Nhất thời quyền đấm cước đá, cát đá bay đầy. Trong phong giới. A, à, Diệp Phàm đánh cho thoải mái, nhưng thấy vậy Phác Nguyên Thông hét lớn. Diệp Đại Sư, đừng đánh, đừng đánh, đánh phá hủy, đánh phá hư rồi. Nhưng Diệp Phàm không để ý đến ông ta, tiếp tục gây sức ép. Đừng đánh rồi, cầu xin Diệp Đại Sư, tôi cầu xin Diệp Đại Sư để cho nhà họ Phác một con đường sống. Phác Nguyên Thông còn kém quỳ xuống bởi vì lúc này không có sức lực nếu không đã quỳ rồi. Chương 3271, khuôn mặt thái cực huyết. Kỳ thật, nội khí trong cơ thể Diệp Phàm đang tiết ra quá nhiều, giãn gân cốt. Mà lúc này phản ứng của phong giới đối với bên ngoài đã yếu đến cực điểm rồi, lại thêm có cả Phác Nguyên ở đây, cũng khiến cho phong giới chẳng thể có phản ứng gì được nữa. Còn Diệp Phàm nhân cơ hội nổi điên này đã bỏ trộm mấy quả nhân sâm vương 200 năm vào trong túi rồi. Bởi vì ở eo Diệp Phàm có một cái túi, chuyên để giấu những thứ này, nhìn thì tuy hơi cộm lên nhưng không hề gây cho Phác Nguyên Thông chút nghi ngờ nào cả. Còn những yêu sâm vương thì Diệp Phàm không động tay vào, bởi vì Phác gia sẽ cho mình một nửa rồi. Nếu lấy hết đi thì chẳng phải không những kết thù oán với Phác gia, mà việc này truyền ra ngoài thì còn bại hoại cả danh tiếng của sư huynh Trương Vô Trần hay sao? Diệp Đại Sư là quân tử mà, làm sao có thể trộm đồ chứ, không thể thừa cơ người ta gặp nguy hiểm mà làm thế được.
cảm giác tất cả đều đã thoải mái vừa ý rồi thì Diệp Phàm mới cõng Phác Nguyên Thông ra khỏi phong giới. Lúc này đã là tối ngày hôm sau rồi, thoát ra ngoài phong giới mới phát hiện bên ngoài giống như vừa bị một trận cướp phá vậy. Sa Thiên thì bị thương. Đại sư, anh ra rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Sa Thiên vội vàng tiến đến. Có phải là do Phác Tín Đông đánh không? Diệp Phàm hỏi. Có phải Phác Tín Đông hay không cũng không rõ, là một gã mặc đồ đen người đấy máu me xông ra đánh loạn xạ, gã đó quá lợi hại. Hơn nữa, rất liều mạng, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình, chúng tôi và Đường Thành đánh một lúc thì đã biến đi. Gã đó đã đánh bị thương rất nhiều người của Phác gia rồi chạy mất, quá lợi hại. Sa Thiên nói, dáng vẻ dường như vẫn còn có chút sợ hãi. Phác Tín Đông quá lợi hại, tiên thiên đại viên mãn. Cùng một đẳng cấp với Hoành Đoạn Thiên Hà, các cậu có thể giữ được mạng, lại không bị trọng thương đã là tốt rồi. Diệp Phàm nói, còn Phác Thiện Hỷ cũng vất vả bước đến sai người đỡ bố mình đi. Hình như Phác Tín Đông cũng bị thương rất nặng, có lẽ phải mất vài năm mới hồi phục lại được. Hơn nữa, có thể giữ được mạng hay không cũng khó nói. Sa Thiên gật đầu nói. Hắn đúng là kẻ điên, toàn thân máu phun ra mà vẫn còn có thể chịu đựng để đánh như vậy, tôi nghi ngờ không biết có phải hắn là người sắt hay không nữa. Tôi đánh vào người hắn thiếu chút nữa thì gãy tay. Mẹ nó, thật quá lợi hại, đáng sợ. Đường Thành vẻ mặt đau đớn nói. Không sao Đường Thành, chờ chút nữa cắt ít yêu sâm vương cho cậu bồi dưỡng. Diệp Phàm cười nói. Hi hi, hẳn phải thế rồi, tôi cũng vào sống ra chết rồi có phải không nào? Đường Thành cười một tiếng, sau đó nói. Cái này tạm thời cứ giữ lại trước đã, chờ khi đột phá lần sau dùng thì sẽ tốt nhất. Thế cũng được, tuy nhiên, đến khi đó liệu có còn tí nào không thì cũng khó nói. Diệp Phàm cười. Vừa phải thôi, tôi phải tự mình cất giữ mới được. Đường Thành vừa nghe vội vàng nói. Nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu kia, Diệp Đại chẳng lẽ lại tham lam với cậu sao? Đúng là chưa nhìn thấy mặt thật, còn là đại công tử của Đường gia nữa, sao lại có tầm mắt thôn phu như thế? Chẳng có khí phách gì cả. Sa Thiên lạnh lùng hừ nói. Ta là thôn phu liên quan gì đến cậu? Đồ của Bạch gia thì phải do Bạch gia cất giữ thì mới an toàn. Nếu không thì e là sói sẽ cứ thèm khát. Đường Thành gật đầu hừ nói. Làm sao nào, muốn chơi vài chiêu có phải không hả đại công tử Đường của chúng ta? Bây giờ hay quá rồi có phải không nào? Sa Thiên giơ nắm đấm lên, Đường Thành vừa nhìn thấy lập tức tức tối hừ nói. Sẽ có một ngày, Sa Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, sẽ có một ngày Đường đại công tử ta sẽ khiến cho ngươi biết thế nào gọi là bị ăn đòn. Có lẽ kiếp này ngươi chẳng có cơ hội đó đâu. Sa Thiên khinh thường nhìn Đường Thành. Ta sẽ muốn trở nên mạnh hơn. Đường đại công tử thực sự không nhịn được nữa. Hét lên với mấy viên đá ở dưới đất, bốc một tiếng bị gã đá bay đi. Tuy nhiên, trong nháy mắt, bộp một tiếng, viên đá đó lại bay ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy gấp nói lần bắn về phía Đường Thành. May là Diệp Phàm đã kéo ra. Viên đá đó bay vù vù đâm thủng mấy bức tường của Phác gia rồi mới găm lại ở trên mặt của một bức tường. Tuy nhiên, lực đánh ra của Diệp Phàm để ngăn viên đá kia thiếu chút nữa thì đập ngã một con chó. Tiểu tử người làm gì thế, không muốn sống nữa có phải không? Sa Thiên chửi. Ta làm quái gì, chuyện gì xảy ra thế, sao viên đá lại bay ngược trở lại tìm ta? Đường Thành thiếu chút nữa thì ngất xỉu, nhìn sợ hãi nhìn viên đá. Cậu muốn chết có phải không? Viên đá đã đập vào phong giới. Vừa rồi thiếu chút nữa thì giết chết người rồi. Đừng có hành động lung tung ở đây, cẩn thận mất mạng đấy. Diệp Phàm nghiêm túc nhắc nhở. Rõ rồi, không dám nữa, không dám nữa. Đường Thành tỏ ra rất thành thực. Ngày hôm sau Phác Nguyên Thông mới tỉnh lại ở bệnh viện. Tin tức mà người của Phác gia được phái đi nghe ngóng về Tân La thì có lẽ vẫn chưa có động tĩnh gì. Giả mà thôi. Chỉ là không muốn để cho Phác gia bên này nhìn thấy mà phản chế. Sa Thiên cười nhạt. Tuy nhiên, Phác Nguyên Thông từ trên giường bệnh cắn răng ra lệnh. Tấn công toàn diện vào Phác gia thành phố Tân La về kinh doanh. Phải tấn công mạnh mẽ, thừa cơ tiêu diệt bên đó. Nghỉ ngơi hai ngày, Phác Nguyên Thông được Diệp Phàm dìu đi xuống phong giới. Lão khấu đầu ba cái chảy nước mắt nói. Tổ Tông, xin lỗi các ngài. Nguyên Thông vô dụng, vô dụng. Ngay cả các ngài cũng không bảo vệ được, các ngài đánh chết tôi đi. Đừng như vậy mà Phác gia chủ, ông chẳng phải là phải sống cho tốt sao. Chẳng qua chỉ là chia một ít yêu sâm vương mà thôi. Diệp Phàm khuyên,
một chút Yêu Sâm Vương, Diệp Đại Sư, Yêu Sâm Vương này là tượng trưng của Phác gia. Nó đại diện cho tổ tiên Phác gia. Ôi! Phác Nguyên Thông vẻ mặt tức tối chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Phác gia chủ phải chăng đã hối hận rồi? Vẻ mặt Diệp Phàm đanh lại. Đừng như thế Diệp Đại Sư, Phác gia đều là người giữ chữ tín, không thể như thế. Phác Nguyên Thông vừa nhìn, vội vàng giãn cơ mặt ra cười. Lão không dám đắc tội với Diệp Đại Sư, bằng không, người ta lại động tay chân thì phong giới này có lẽ sẽ bị đập vỡ. Cuối cùng, sau khi Phác gia chủ khóc lóc, đau lòng đem cắt Yêu Sâm Vương ra rồi đưa cho Diệp Phàm một nửa. Còn năm củ nhân Sâm Vương 200 năm cũng đã bị Diệp Phàm bỏ vào túi, Diệp Phàm phát hiện, trên mộc bài còn không nhiều, mà lại toàn là nhân sâm nhỏ, 200 năm có lẽ chỉ còn lại vài củ. Còn lại nữa thì có lẽ chỉ là mấy chục năm, sau này yêu thủy này chẳng còn bao nhiêu dinh dưỡng, muốn nhanh chóng phát triển lên cũng khó. Tất cả những cái này đương nhiên Phác Nguyên Thông không hề phát hiện ra. Đi mau! Khi Diệp Phàm đang thầm đắc ý với việc ăn trộm của mình thì giọng nói của Lô Định Tông vang lên. Có tình hình gì? Diệp Phàm hỏi. Ta cảm thấy bên trong phong giới này có cái gì đó lạ lạ, hình như nó đang nhắm vào chúng ta. Nhanh chóng đi thôi, ở nơi bị cao thủ thoát thần cảnh phong giới này có những thứ lợi hại khác nữa hay không cũng khó nói. Và lại, phong giới này đã có chút rối loạn, e là sẽ có những phiền toái không cần thiết. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm vừa nghe xong liền vội vàng đứng lên yêu cầu ra ngoài, Phác Nguyên Thông đương nhiên đồng ý, lão không muốn để cho người ngoài lưu lại quá lâu ở trong phong giới này. Loại ôn thần tiễn đi ra sớm một chút thì mới là an toàn nhất. Khi Diệp Phàm đang bước ra phía sau Phác Nguyên Thông để đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy trước mặt vang lên những tiếng rắc rắc. Một luồng thái cực huyết đồ án đỏ rực như lửa đang cuộn rất nhanh về phía mình, hơn nữa, trong nháy mắt Diệp Phàm phát hiện. Trên luồng thái cực huyết đồ án cuộn lên đó còn có một gương mặt người. Đó là một khuôn mặt của một người trung tuổi, hình như vẫn còn sống, mắt vẫn còn chớp, dường như ngay lập tức tỏ ra rất phẫn nộ. Diệp Phàm đột nhiên nhớ lại cái đầu được gắn ở trên mình của Giết Cửu U ở trong phong giới lần trước, khuôn mặt thái cực huyết này lẽ nào là tổ tiên của Phác gia lưu lại một chút hồn khí. Diệp Phàm lại suy nghĩ cẩn thận, khuôn mặt này chẳng phải chính là giống với tổ tiên được khắc trên tám gỗ treo ở chính giữa điện sao. Ôi trời ơi, chạy mau. Hắn không dám nghĩ nữa, thầm kêu lên một tiếng, sợ hãi vội vàng ôm lấy Phác Nguyên Thông làm tấm lá chắn cho lão, chủ yếu là muốn ngăn cản việc tấn công thái cực đồ của khuôn mặt người kia. Tuy nhiên, trong nháy mắt vẫn cảm thấy chân bị đau. Diệp Phàm cũng không kịp nghĩ, được sự tương trợ của Lô Định Tông, cuối cùng đã thoát ra khỏi phong giới. Hắn không dám dừng lại, chạy thẳng đến đại đường bên ngoài rồi mới dừng lại một chút. Sau khi kiểm tra, phát hiện đùi có một vết rách, sâu chừng 1 cm, hơn nữa, dường như vết rách này giống như vết răng cưa cứa qua vậy, mà chiếc răng cưa đó đã bị nung nóng, Sa Thiên ngửi thấy một mùi khét bay lên. Mẹ kiếp, thái cực huyết lợi hại quá. Diệp Phàm nói, xem như mạng của ngươi lớn, khuôn mặt đó là hồn khí của cao thủ thoát thần cảnh. Còn thái cực huyết đồ được cao thủ thoát thần cảnh bố trí trước khi chết. Người này, có lẽ là lão tổ tiên của Phác gia. Lô Định Tông nói. Ngươi cũng nên nhanh chóng rời khỏi Phác gia đi, không chừng trong đại viện của Phác gia vẫn còn có khuôn mặt thứ hai nữa. Giống như thái cực đồ ở trên cánh cửa và trên núi ở phía sau, đều hết sức kỳ dị. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước sao chẳng cảm giác thấy có mặt người. Ví dụ như, chúng ta đã tạo nên sự náo động lớn như thế, sau đó khi đi ra cổng phong giới mới phát hiện. Nếu như nó xuất hiện sớm hơn thì cái mạng nhỏ bé của tôi chắc đã toi rồi. Diệp Phàm hỏi. Việc này cũng khó nói, có lẽ lúc trước ngươi vẫn chưa đụng phải sự bố trí của người ta. Hoặc phong giới này khi chưa bị tổn thương quá mức thì khuôn mặt thái cực huyết sẽ vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ lại không như thế nữa, ngươi nhất định không được vào đấy nữa. Bằng không thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lô Định Tông nói, đánh chết tôi cũng không vào nữa, vào cái nơi ma quỷ đó làm cái gì, muốn chết à? Diệp Phàm nói. Sau đó cầm tờ chi phiếu 60 triệu đô la của Phác gia, cáo từ. Tuy Phác gia cũng rất đau lòng việc này, nhưng có hợp đồng trong tay, nếu không trả mà truyền ra ngoài thì ảnh hưởng đến danh tiếng. Thứ hai là thân thủ của Diệp Phàm cũng khiến cho Phác gia tương đối kiêng nể, nếu trêu chọc thì hắn có thể đập phá đại viện của Phác gia. Thứ ba là Phác Tín Đông bị trọng thương như ngày hôm nay sống chết vẫn chưa rõ, Phác Nguyên Thông tuy cũng bị thương rất nặng, nhưng tinh thần chắc chắn đã tốt hơn rồi. Hơn nữa, Phác Tín Đông vẫn chưa chết,
một khi thương thế của hắn khỏi thì có lẽ sẽ có phiền phức. Không chừng đến lúc đó vẫn phải dựa vào đại sư họ Diệp này. Vì thế không thể làm hỏng mối quan hệ này được, phải để cho con đường sau này nữa. Chương 3272, không chịu nổi một đấm. Bởi vậy, trước khi Diệp Phàm rời đi, Phát Nguyên Thông còn tập hợp người nhà tiến xuống tận chân núi. Nghi thức tương đối long trọng này đã là rất nể mặt Diệp Phàm rồi. Mấy người Diệp Phàm chạy thẳng đến Kim Gia ở núi Đông Tháp Hàn Quốc. Năm xưa Diệp Phàm vì việc của con gái Trương Đạo Lâm đã tìm đến Kim Gia. Kết quả là thiếu chút nữa đã bị lão gia của Kim Gia Kim Duệ Thiên đánh cho tàn phế. Rốt cuộc vẫn là huyết mai mạt của Hồng Cực Yến Phi Phi khiến cho Kim Duệ Thiên kiêng nể mà buông tha cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, Lạc Bảo Kim Tiền có mấy viên lại bị Kim Duệ Thiên lấy mất. Diệp Phàm đã thề sẽ lấy lại. Bây giờ thực lực của Diệp Phàm đã lớn mạnh, đương nhiên phải đến Kim Gia một lần nữa để rửa nỗi nhục trước kia rồi. Ngô Tuấn đã đến sớm một ngày để tìm hiểu tình hình. Mấy người Diệp Phàm vừa đến Ngô Tuấn đã nghênh đón ở khách sạn. Kim Gia lầu vẫn ở đó, tòa lầu 10 tầng. Hơn nữa, nhân khẩu đông đúc, nghe nói bên đó tài nguyên cũng rất nhiều. Nói về Kim Duệ Thiên, không rõ lão có ở trong Kim Gia lầu hay không. Nếu nói là đã chết thì chắc không thể. Bây giờ công lực đã đến cảnh giới nào rồi, chúng tôi cũng không rõ. Ngô Tuấn nói, mặc kệ đi, sáng ngày mai trực tiếp đi là được rồi. Tin là một Kim Gia cũng chẳng thể làm được gì chúng ta. Diệp Phàm hừ nói, 9 giờ sáng ngày hôm sau, đoàn người Diệp Phàm đến trước Kim Gia lầu. Tuy nhiên đã bị hai bảo vệ chặn lại. Bảo Kim Tinh Hiền ra đây, bọn ta muốn gặp hắn. Đường Thành vẻ mặt khí thế nói bằng tiếng Hàn Quốc. Láo sược, gia chủ Kim Gia chúng ta để ngươi thích gọi là gọi hay sao? Tát vào mồm. Người bảo vệ mặc áo đen bình thường cũng rất kiêu ngạo, bước lên giơ tay tát vào mặt Đường Thành. Bốp một tiếng, người bảo vệ mặc áo đen bị Đường Thành đạp một cái người đập vào khung cửa của Kim Gia lầu. Chắc là rất đau, nằm mãi mới bò lên được. Vị nào dám đến Kim Gia lầu dương oai thế, không muốn sống nữa có phải không? Một người của Kim Gia đi ra. Diệp Phàm vừa nhìn, gã này chẳng phải chính là tên đứng đầu trông cửa cho Kim Gia, mà là một hậu bối của người Thi Kiêu, tên là Kim Đức Minh hay sao? Mấy năm trước khi Diệp Phàm đến, gã này bị Phí Nhất Độ cho một trận rất thảm rồi. Vì thế Kim Đức Minh vừa nhìn thấy mấy người Diệp Phàm chợt sửng sốt, chân vô định bước lùi về phía sau mấy bước. Có lẽ là đã nhận ra Diệp Phàm, tuy đã mấy năm rồi, hình dáng Diệp Phàm ngoài đã già đi thì chẳng có thay đổi gì nhiều. Hơn nữa, Diệp Phàm có gương mặt đồng tử của Tuyết Gia. Cơ bản không thay đổi bao nhiêu. Năm đó người thanh niên này đã bị chủ nhân Kim Tinh Hiền đánh cho rất thảm, may là lão gia Kim Duệ Thiên vừa mới đi xa trở về đã dạy dỗ người thanh niên này. Đương nhiên, Kim Đức Minh đã liệt Diệp Phàm vào trong những loại người mà không thể trêu chọc. Là, Diệp tiên sinh, các người đến đây làm gì? Khẩu khí của Kim Đức Minh có chút cung kính, hỏi. Chủ nhân Kim Tinh Hiền đâu? Diệp Phàm hỏi, bởi vì Kim Đức Minh là người TQ, đương nhiên biết nói tiếng TQ nên không cần đến chuyên gia phiên dịch Đường Thành. Ở trong lầu, Diệp tiên sinh muốn gặp ông ta. Kim Đức Minh hỏi, đâu cần phải nhiều lời, bảo chủ nhân của cá ngươi ra nói chuyện. Vẻ mặt Sa Thiên đanh lại, hừ nói. Kim Đức Minh vừa nhìn thấy Sa Thiên không quen, tuy nhiên, gã đi theo Diệp Phàm đến thì không thể chậm trễ, vì thế Kim Đức Minh không dám nhiều lời nữa, vội vàng gọi điện thoại. Không lâu sau, Kim Tinh Hiền dẫn theo mấy người xuất hiện trước cửa lớn. Mấy năm rồi không gặp, Diệp tiên sinh càng ngày càng có phong thái đấy. Kim Tinh Hiền tỏ vẻ rất khách khí, tuy nhiên, ngữ khí lại rất lạnh lùng. Chúng tôi cũng không cần phải nhiều lời, lần này tôi đến là muốn lấy lại đồ của mình. Diệp Phàm nói, ngươi có thứ gì ở chỗ bọn ta, mau cút đi, bằng không. Con trai của Kim Tinh Hiền trước kia chưa từng gặp Diệp Phàm, nghe nói theo học một vị cao nhân nào đó. Hơn nữa, nhà có tiền, công phu của lão gia tử lại cao, đương nhiên đại ca này không hề khách khí với Diệp Phàm. Kim Đức Minh đứng bên cạnh dùng mình một cái, thầm nói chết rồi. Còn Kim Tinh Hiền đương nhiên cũng ý thức được điều này, vội vàng bước lên chặn phía trước để bảo vệ con mình. Tuy nhiên, rõ ràng tốc độ của lão không bằng một bán tiên thiên cường giả như Sa Thiên. Một luồng sức mạnh bắn ra, bốp một tiếng, Kim Đạt Trạch bị Sa Thiên cách không đấm một quyền khiến cả người bay vào trong đại sảnh. Hơn nữa, mồm vừa khéo cắn vào giày của một đệ tử Kim gia, thổi không thể ngửi được. Chờ khi Kim Đạt Trạch ngẩng đầu lên,
mọi người phát hiện, dường như môi đã sưng lên gấp 3 lần vừa nãy. Hơn nữa, tím ngắt, chắc là do sung huyết trương lên. Các người làm gì thế, muốn kiếm chuyện có phải không, người đâu? Kẻ gác cổng như Kim Đức Minh cũng phải mạnh dạn đứng lên, hét to, chợt vù, vù một lúc thì hơn chục đệ tử Kim gia đứng xung quanh đều đứng chân chân nhìn đám người Diệp Phàm. Sắc mặt của Kim Tinh Hiền cũng rất khó nhìn, tuy nhiên, lão đã kiềm chế được. Bởi vì lão có thể cảm thấy được công lực của Sa Thiên cao hơn mình. Cho nên vừa rồi tay của mình không nhanh bằng hắn. Diệp tiên sinh đến đây là muốn dương oai có phải không? Năm đó gia phụ đã tha cho ngươi. Không ngờ ngươi lại muốn đến đây kiếm chuyện, thực sự cho rằng Kim gia Hàn Quốc bọn ta là thứ chẳng ra gì có phải không? Kim Tinh Hiền hừ nói, sau đó dường như đã đưa ánh mắt ra hiệu. Một tên vội vàng chạy vào bên trong. Ta đến muốn lấy lại đồ của mình, còn vừa rồi các người không dạy được tên tiểu tử này thì ta dạy dỗ hắn một chút cũng là bình thường. Nếu người của ngươi không ra gì thì để bọn dạy dỗ. Loại tiểu tử không biết lý lẽ, không tu dưỡng này không dạy dỗ làm sao mà được. Diệp Phàm hừ nói. Sắc mặt Kim Tinh Hiền tức giận thiếu chút nữa thì tái đi, hừ nói. Người của Kim gia bọn ta không cần Diệp tiên sinh phải đến dạy dỗ, người hãy lo cho mình trước đi. Đạt Trạch, có chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói rất bình thản truyền đến. Diệp Phàm phát hiện có một người trung niên vội vàng bước ra từ hậu đường. Nhìn có vẻ không già, khoảng hơn 40 tuổi. Sư phụ, con bị người ta đánh, chính là tên khốn kia. Kim Đạt Trạch tỏ vẻ cho rằng đã có chỗ dựa, sư phụ đến rồi mà. Lập tức lao đến thiếu chút nữa thì phát khóc. Hắn đã dùng tay nào để đánh con? Người trung niên hừ nói, mắt nhìn Sa Thiên. Tay trái. Kim Đạt Trạch chỉ Sa Thiên nói. Thế thì vi sư sẽ giữ lại cánh tay trái của hắn cho con chơi. Trong mắt của người trung niên kia muốn chặt tay người ta hình như là việc rất bình thường. Tay đột nhiên dựng lên thành trưởng đao hướng tới chém Sa Thiên. Mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn thấy cũng yên tâm. Quả nhiên, Sa Thiên vung rộng tay ra phía trước, giống như là đang đánh bóng chảy vậy. Trưởng khí lợi hại của người trung niên kia bị Sa Thiên đánh ngược trở lại hướng về phía đệ tử Kim Đạt Trạch chém tới. Hơn nữa, luồng lực của Sa Thiên rất mạnh, người trung niên đột nhiên mặt xanh mét, muốn thu trưởng đao lại, nhưng đã bị Sa Thiên khống chế nên không thể ra buông tay được. Mắt nhìn thấy trưởng đao sắp chém đến người đệ tử, người trung niên hoảng hốt vội vàng hét lên. Đạt Trạch mau tránh đi. Tuy nhiên, Kim Đạt Trạch lúc này giống như thằng ngốc, cứ đơ ra chân không bước nổi. Còn Kim Tinh Hiền nhìn thấy cũng sợ hãi. Vội vàng một trưởng chém tới, vừa lúc va đập rất mạnh với trưởng đao của người trung niên. Bốp một tiếng, Kim Tinh Hiền bị bắn văng vào đám đệ tử Kim gia đứng phía sau, nhất thời 7, 8 người quấn lại với nhau thành một đống. Còn quần áo của Kim Tinh Hiền thì đột nhiên kêu lên những tiếng toạc. Chiếc quần đã bị trưởng đao chém rách thành hai mảnh dính ở trên người, để lộ ra một màu xanh ở bên trong. Tuy nói không có chuyện gì lớn, nhưng thực ra không phải như vậy. Người trung niên tức giận đến cực điểm, giơ chân lên đạp về phía Sa Thiên. Mẹ kiếp, có phải ngươi cho rằng ta chỉ là con mèo ốm đúng không? Sa Thiên tức giận, cũng tung cước tới. Rắc, tiếng xương gãy rất rõ ràng vang lên. Người trung niên đã bị Sa Thiên một cước đạp bay đi hơn chục mét nằm kêu lên thảm thiết như một con chó bị tàn phế. Chợt hơn chục người của Kim gia cầm gậy gộc bao vây tấn công. Lúc này đến lượt Ngô Tuấn và Đường Thành xuất trận, đối diện với những gã ngũ, lục đẳng, hai người quyền đấm cước đá. Không lâu sau hơn chục tên đó đã lăn lộn hết dưới đất của đại đường Kim gia. Hỗn xược! Đột nhiên một giọng nói vang lên như chuông, trong không trung đại đường đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một trưởng trong không trung đưa ra giống như tay Phật mở ra chụp xuống đầu Sa Thiên. Nhất thời, áp lực khí trong đại đường tăng lên. Một luồng áp khí rất mạnh khiến cho đám đệ tử Kim gia đều cảm thấy khó thở. Diệp Phàm biết rằng, đây chính là một vòng áp khí do lão gia của Kim gia Kim Duệ Thiên ép xuống từ trên không. Tuy nhiên, Diệp Phàm không hề động đậy, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn Kim Duệ Thiên ở trên không. Bởi vì vòng áp khí của Kim Duệ Thiên nhiều lắm thì cũng chỉ là thực lực ở giai đoạn bắt đầu của bán tiên thiên, cũng không hơn gì Sa Thiên. Nhìn thấy vòng áp khí này của Kim Duệ Thiên sắp đập xuống người của Sa Thiên, đột nhiên một bóng người vụt qua. Sa Thiên thì trượt đi, hai vai mở ra, giống như một đôi cánh đột nhiên mở ra, vừa bay Sa Thiên đã bay lên trên đầu của Kim Duệ Thiên. Tên Sa Thiên này thật lợi hại, phản đòn đánh xuống một trường. Giống như là phối hợp với Kim Duệ Thiên ép vòng áp khí kia xuống người của đám đệ tử Kim gia. Kim Duệ Thiên nhìn thấy chợt tức giận đến đỏ mặt,
bởi vì không nhìn thấy Sa Thiên ở phía dưới nữa, vội vàng muốn chuyển vòng áp khí kia trách sang đập xuống mấy người Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại ra tay. Cơ thể hắn như không động đậy, chỉ là nội khí từ mấy cái đan điền trong cơ thể đột nhiên dũng mãnh phóng ra, chợt hình thành một bức tường băng bao bọc lấy chỗ vị trí của ba người Ngô Tuấn và Đường Thành. Vòng áp khí của Kim Duệ Thiên hung hăng đập xuống bức tường băng đó, đây chính là bức tường băng của Diệp Phàm. Đương nhiên, Kim Duệ Thiên cảm thấy dường như đập vào sắt vậy, hơn nữa, Diệp Phàm còn chưa động đậy, nội công đột nhiên tăng mạnh, bắn ra ngoài. Vòng áp khí của Kim Duệ Thiên bị bắn ngược trở lại, còn lúc này vòng khí của Sa Thiên cũng bay tới. Tấn công từ hai phía. Kim Duệ Thiên tối tăm mặt mũi, cuối cùng vòng áp khí rất mạnh kia hung hăng đập vào người đám đệ tử của Kim gia ở dưới đất. Còn Kim Duệ Thiên vì để giảm đi lực đánh vào đám đệ tử đã thu nội công về, phì một tiếng, Kim Duệ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đột nhiên nhũn đi như bị người ta rút hết sức lực. Còn hơn chục tên đệ tử Kim gia vẫn còn bị vòng áp khí kia ép xuống, bọn họ vốn đã bị thương chợt lại như bị mấy nhát búa tạ đập. Chương 3273, trả tiền tiền lại cho ta. Tên nào cũng kêu la thảm thiết, miệng phun máu tươi, đại đường Kim gia chợt đầy máu tươi. Ha ha, trưởng lực của Kim lão gia, tuy nhiên đánh người nhà mình thì đâu cần phải mất sức như thế chứ. Việc này, có phải là có chút không đáng không? Diệp Phàm cười ba tiếng nói một câu, thiếu chút nữa thì khiến cho Kim Duệ Thiên tức chết. Bởi vì lão ta cũng hiểu tiếng Hoa. Đồ tiểu nhân đê tiện. Sau một lúc Kim Duệ Thiên mới thốt lên. Kim lão gia, Diệp Phàm tôi bị ổi khi nào? Ông xem tôi đã đứng lên động thủ chưa? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Không phải ngươi thì làm sao lại như thế được? Kim Duệ Thiên nói. Bù. Một quyền của Sa Thiên sắp đến, Kim Duệ Thiên giơ quyền nghênh đón. Tuy nhiên, vì đã bị thương, cho nên bị Sa Thiên đánh trúng liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững lại được. Hơn nữa, máu tươi lại chảy ra từ khóe miệng. Ngay cả một người cùng trình độ như tôi mà ông cũng không đánh nổi thì có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo. Lập tức đem Lạc Bảo Kim tiền ra đây, bằng không, Diệp Phàm tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Diệp Phàm nói, giơ ngón tay lên chỉ. Xì xì mấy tiếng. Cơ thể của Kim Duệ Phong run lên, một khối ngọc khảm trên tường trong chính đường Kim gia chợt rơi xuống vỡ tan. Ngươi làm gì thế? Tất cả người của Kim gia đều phẫn nộ, ngọc bích chính là lão tổ tiên của Kim gia để lại, nghe nói đã có lịch sử hàng nghìn năm rồi. Nếu vẫn không đưa ra thì tiếp theo sẽ đến lượt cái cửa này. Diệp Phàm giơ ngón tay lên chỉ về phía cửa lớn. Đem Lạc Bảo Kim tiền ra. Kim Duệ Thiên đột nhiên hét lên. Phụ thân, việc này. Kim Tinh Hiền vẫn còn muốn giữ thể diện. Bốp một tiếng, bị Kim Duệ Thiên tát một cái rất mạnh ngã nhào xuống đất. Người của Kim gia nhìn thấy chợt sợ hãi rùng mình. Không lâu sau người chạy như bay cầm một chiếc hộp ra, Diệp Phàm mở ra nhìn. Việc của chúng ta kết thúc tại đây, đi. Mấy người Sa Thiên bước nhanh theo Diệp Phàm. Phụ thân, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng thế được? Kim Tinh Hiền hỏi. Các ngươi đi ra trước đi. Kim Duệ Thiên khoát tay, đám đệ tử của Kim gia tất cả đều đi ra ngoài. Tinh Hiền, ta bị ám toán rồi. Đã bị họ Diệp kia đâm mấy chỉ, nhanh đỡ ta à phía sau núi để vận công. Làm sao có thể? Kim Tinh Hiền vừa đỡ cha vừa tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn mạnh hơn ta có thể cảm thấy được. Nếu đánh nữa thì nhà chúng ta sẽ bị hắn phá hủy. Kim Duệ Thiên vẻ mặt tối sầm. Chỉ bằng gọi mấy tay súng bắn tỉa đi theo xử lý hắn, Kim gia chúng ta không thể bỏ qua như thế được. Trên mặt Kim Tinh Hiền lóe lên một tia tàn nhẫn. Khốn khiếp, một Diệp Phàm cùng trình độ với chúng ta mà không có cách nào tóm được, ngươi còn muốn làm gì hả? Hơn nữa, ta đã bị thương. Việc này để sau này nói, thù này đương nhiên phải trả. Tuy nhiên, phải chờ thời cơ. Kim Duệ Thiên chửi. Kim Duệ Thiên, tiền của tôi đâu? Lúc này... Một giọng nói tức giận từ trên núi vang xuống cùng với đó là một cô gái tóc bện hai bên. Nhìn cô gái có lẽ mới chỉ khoảng 20 tuổi, tuy nhiên, bởi vì trang điểm ngây thơ, có chút cảm giác như giả thiếu nữ. Cô gái này lại là em gái ruột nhỏ nhất của Kim Duệ Thiên Kim Đại Nguyệt. Đại Nguyệt, tiền đã đưa cho người ta rồi, ôi, ta không có bản lĩnh, sau này lại đưa em đi tìm có được không nào? Vẻ mặt già nua 70 tuổi của Kim Duệ Thiên lại lộ ra nụ cười như một đứa trẻ. Bởi vì Kim Đại Nguyệt tuy bây giờ đã 40 tuổi rồi, nhưng chỉ số thông minh của cô có vấn đề. Đó là chỉ số thông minh của đứa trẻ mãi mãi không thể lớn được.
Kim Duệ Thiên đã đưa cô ta đi khám ở rất nhiều nơi, nhưng đều nói rằng chỉ số thông minh của cô ta chỉ ở mức 9 tuổi. Vì thế người của Kim gia đều xem cô như một đứa trẻ. Tuy nhiên, ai cũng thương yêu cô. Ai đã lấy tiền của em phải đánh chết hắn. Kim Đại Nguyệt òa khóc như một đứa trẻ, nước mũi nhỏ thẳng xuống tay của Kim Duệ Thiên. Đừng khóc nữa tiểu muội, chờ ta khỏe rồi lại tìm về cho em có được không? Kim Duệ Thiên vội vàng an ủi, hơn nữa, không dám buông tay, cứ để cho nước mũi của cô ta chảy lên tay, lên quần áo của mình. Được, được. Kim Đại Nguyệt nín khóc, cười, vỗ một cái lên vai của Kim Duệ Thiên. Sau đó vừa nhảy vừa hét lên. Ôi! Kim Duệ Thiên vẻ mặt buồn bã nhìn bóng của tiểu muội đi xa. Nhấc chân bước về phía trước. Phụ thân, chậm một chút, đừng để bị thương. Kim Tinh Hiền vội vàng bước nhanh đến định đỡ Kim Duệ Thiên. Đỡ cái gì, ta không sao. Kim Duệ Thiên nói, nhấc chân lên dậm một cái. Đột nhiên Kim Duệ Thiên bị tê liệt, lão cứ đứng ngơ ngác ở đó. Phụ thân sao thế? Kim Tinh Hiền vẫn cho rằng không biết phụ thân có phải đã bị đánh cho ngu ngơ rồi không? Sao lại thế này, vừa rồi ta cảm thấy bị chúng ám toán. Nhiều nơi kinh lạc bị khóa, ngay cả đi cũng không nhấc nổi chân, bước nửa bước cũng cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ cảm giác này lại không còn nữa, hình như còn rất thoải mái. Ngay cả nội thương trước kia gặp phải dường như trong nháy mắt cũng đã khỏi rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Duệ Thiên tỏ vẻ nghi ngờ, giơ tay đánh về phía trước, bùm một tiếng, một viên đá nặng chừng mấy trăm cân đã bị ông ta đánh vỡ vụn. Phụ thân đúng là đã khỏe rồi, lẽ nào họ Diệp kia hạ thủ lưu tình? Hoặc là nội kình của hắn chỉ có thể duy trì một chút? Vừa rồi chỉ là hù dọa người ta mà thôi. Kim Tinh Hiền cũng tỏ vẻ bực bội hỏi. Không giống như thế đâu, lẽ nào lại đúng là như thế? Kim Duệ Thiên lại trầm ngâm. Không thể nào, theo con thấy họ Diệp kia chính là một nhân vật gian xảo. Tuy ngoài mặt thì không giống như một sát thủ, nhưng phong cách hành sự thì rất sắc bén. Hơn nữa lần này hắn đến để báo thù, làm sao có thể bỏ qua cho người của Kim gia chúng ta được. Kim Tinh Hiền lắc đầu. Chính xác là như thế, Diệp Phàm cao thủ, phong cách hành sự lại như thế. Trên đời này làm gì có mấy người lương thiện, có lẽ chỉ có tìm thấy được ở trường mẫu giáo, tiểu học mà thôi, đứa nào cũng ngoan ngoãn học hành. Kim Duệ Thiên nói. Diệp đại ca, sao lại không cho lão vài phát nữa? Trước kia lão chẳng phải muốn đánh cho anh tàn phế sao? Không thể dễ dàng bỏ qua cho lão được. Đường Thành nói. Không sao, ta đã chiếu cố cho lão rồi. Diệp Phàm cười một tiếng. Ồ, tôi nói mà, lẽ nào? Tuy nhiên, Diệp đại ca, anh đã chiếu cố Kim lão gia của chúng ta như thế nào thế? Đường Thành cảm thấy tò mò. Chỉ thế này thôi mà. Diệp Phàm giơ tay điểm chỉ, chợt chỉ kình đâm xuyên qua một thân cây lớn cách đó hơn 100 mét. Đường Thành chợt giật mình, kêu lên. Lợi lại. Hơn 100 mét đấy. Nếu mà đâm trúng người thì chẳng phải sẽ lập tức thành một cái lỗ máu hay sao? Tôi nghĩ tiên sinh chắc là dùng chỉ kình để phong bế Kim Duệ Thiên, từ đó về sau kinh lạc của lão sẽ không thông và trở thành một người tàn phế. Đáng thương cho Kim lão gia, một bán tiên thiên cường giả lại bị tàn phế. Sa Thiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ cảm thông. Đáng đời. Đường Thành nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất. Nếu Kim Duệ Thiên có thể tìm được người có thực lực mạnh hơn ta thì có khả năng sẽ đả thông được kinh lạc. Nếu không tìm được thì mãi mãi là một người tàn phế. Phải xem số mạng của lão thế nào. Diệp Phàm cười ha hả, bước đi nhẹ nhàng, vẻ mặt ba người phía sau nể phục Diệp Phàm như thần thánh. Đột nhiên, cơ thể Diệp Phàm rung động. Hắn lập tức xoay người, tuy nhiên không phát hiện ra tình hình gì. Chỉ là vừa quay người lại thì lại có cảm giác giống như có hai con mắt đang theo dõi mình. Diệp Phàm xoay người liên tiếp 3 lần, hơn nữa tìm kiếm một lượt xung quanh kết quả cũng chẳng thu hoạch được gì. Mẹ kiếp, gặp ma à, chẳng lẽ Kim gia cũng có cao thủ chết rồi để lại mặt người thái cực huyết hay sao? Cơ thể Diệp Phàm cảm thấy có chút ớn lạnh, vội vàng dẫn ba người đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đi đến vương gia ẩn náu. Diệp đại, vừa rồi là... Đường Thành cuối cùng không nhịn được hỏi. Các cậu có cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta không? Diệp Phàm hỏi. Không có. Ba người Sa Thiên lắc đầu rất dứt khoát. Đúng là kỳ lạ, ta luôn cảm thấy phía sau có hai mắt cứ nhìn chúng ta. Cho nên đã quay người lại, tuy nhiên, chẳng phát hiện ra gì cả. Diệp Phàm nói. Thần kinh có vấn đề rồi. Đường Thành cười nói. Thôi,
không nghĩ nữa, nhanh chóng về nước ăn Tết thôi. Diệp Phàm nói. Ba người thuê taxi đi. Lúc này, một bóng người đứng trên cành cây nhìn chiếc xe của ba người Diệp Phàm đi xa. Bóng người đó tỏ ra không bằng lòng lẩm bẩm nói. Trả tiền tiền cho ta, tiền tiền của ta, người đã lấy tiền tiền của ta, trả cho ta, trả cho ta. Lạc Bảo Kim tiền này đúng là rất đẹp, đúng là tiền cổ sao? Đường Thành cầm Lạc Bảo Kim tiền của Diệp Phàm hỏi. Tiền thật thì chắc chắn không phải, đây được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt. Là cổ nhân dựa theo đồng tiền để chế tạo thành thứ binh khí tấn công. Lạc Bảo Kim tiền quay tròn một vòng trong xe rồi quay trở lại, rất biết nghe lời. Đúng là bảo bối. Hai mắt của Đường Thành vụt sáng lên. Tặng cho cậu đấy, đối với ta nó đã không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Diệp Phàm cười rồi tặng cho Đường Thành 8 đồng Lạc Bảo Kim tiền. Cái này làm sao tôi dám lấy, đây là bảo bối của Diệp Đại Anh mà. Đường Thành ngại ngùng, không dám giơ tay đón nhận. Thứ vũ khí tấn công này khi ta còn ở trình độ thấp thì rất có tác dụng, nhưng bây giờ đã không dùng được nữa rồi. Thuận tay nhặt thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí tấn công. Một viên đá trong tay ta thì uy lực cũng tương đương với vũ khí đồng tiền này. Diệp Phàm cười nói, rúi Lạc Bảo Kim tiền cho Đường Thành. Nói cũng đúng. Dựa vào cảnh giới của Diệp tiên sinh thì có thể bỏ bớt đi một số vũ khí không cần thiết. Tuy nhiên, nếu Diệp tiên sinh đã không cần dùng nữa thì vì sao còn phải phí sức đi kim ra đòi lại? Ngô Tuấn hỏi. Ha ha, đây chỉ là vì lấy lại chút thể diện mà thôi. Trước kia thiếu chút nữa thì bị kim ra đánh cho tàn phế, đương nhiên bây giờ phải lấy lại thể diện rồi. Trên thực tế, Lạc Bảo Kim tiền này đối với ta mà nói đã trở thành vô dụng. Ý nghĩa tượng trưng phần lớn thuộc về ý nghĩa thực tế. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, lần này đi phát ra kiếm được 4 tỷ, các cậu lấy 10 triệu đi. Xem như là tiền lì xì của Diệp Phàm ta cho các cậu. Không cần đâu. Ba người Đường Thành cùng lắc đầu. Có phải là ít không? Diệp Phàm hỏi. Không phải, lần trước đã được chia hơn 10 triệu, tiền này lấy nhiều dùng việc dùng đến cũng không lớn. Mà quần đảo Duy Cơ Tư đang cần tiền. Vẻ mặt Đường Thành nghiêm chỉnh nói. Không sai, chúng tôi đi theo tiên sinh bây giờ cũng đã trở thành triệu phú rồi. Tiền tuy là thứ tốt, nhưng quá nhiều cũng không tốt. Sa Thiên nói. Đúng vậy, Diệp Đại chẳng phải nói chuẩn bị thành lập Diệp Môn sao. Nếu thực sự là như thế thì sau này chúng tôi nhất định phải tìm một nơi rộng lớn để làm cơ sở của Diệp Môn. Sau này việc cần đến tiền vẫn còn rất nhiều. Ngô Tuấn đột nhiên nói. Chương 3274. Tuyết Lý Hồng có thể thu phục rồi. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, tạm thời vẫn chưa thích hợp. Có những việc làm mà quá vướng mắt thì sẽ có người cướp mất. Hơn nữa bây giờ quan hệ bạn bè kiểu này của chúng ta cũng rất tốt mà, như thế cũng chẳng có ai bàn tán gì về chúng ta có phải không nào. Diệp Phàm lắc đầu nói. Nếu thành lập Diệp Môn thì nhất định phải xem xét rất nhiều vấn đề. Diệp Đại ca làm việc cho nhà nước, thân phận không giống nhau. Đừng để cho người ta đàm tiếu ở sau lưng, cái gì dã tâm, những lời khó nghe đều sẽ có. Tôi cảm thấy mối quan hệ bằng hữu thoải mái này vẫn là tốt nhất. Người khác muốn đàm tiếu cũng chẳng có cơ sở. Bằng không, anh thành lập Diệp Môn. Mọi người sẽ chỉ trích đây là dã tâm lớn của Diệp Đại muốn thành lập bang hội gì đó, muốn làm việc gì hay sao, có phải thế không nào? Đường Thành nói. Có lý. Sa Thiên nói. Hơn nữa, biệt thự Hồng Diệp bảo lớn như thế. Bên trong mấy trăm phòng. Cũng đủ để bạn bè của Diệp Đại ca ở cùng trong đó. Và lại, chẳng hề ảnh hưởng đến những thứ khác. Đường Thành nói. Đúng rồi, cô gái mà Thập Tam Thanh Y gọi là Tuyết Lý Hồng bây giờ tình hình thế nào rồi? Diệp Đại phải thu phục được cô gái này. Nghe nói cô gái này có thân thủ đỉnh cao của thập đẳng, nữ tướng dưới tay Diệp Đại vẫn còn hơi ít. Phải thu phục thêm một ít nữa, tiện cho việc bảo vệ gia quyến có phải thế không nào? Ngô Tuấn hỏi. Khi ấy không có nhà có ba người, hai người đã được tôi đưa người thu phục. Bây giờ đã nhập vào đội rồi. Chỉ còn Tuyết Lý Hồng vì Diệp Đại nói muốn giữ lại. Hơn nữa, cô gái này công lực quá cao tôi cũng không thể thu phục được cô ta. Cho nên, cho đến tận bây giờ vẫn chưa dám động thủ. Tuy nhiên, tôi đã phái người theo dõi cô ta. Đường Thành nói. Đồng chí Đường Thành, cậu đã đưa vào được hai đội viên, cung đầu vui vẻ quá rồi phải không? Diệp Phàm cười nói. Đó là đương nhiên, Đường Thành tôi là người thế nào chứ? Cung đầu nói thời gian thích hợp có thể sẽ đề bạt đại tá.
Đường Thành cười nói. Đúng rồi, Tuyết Lý Hồng bây giờ đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Cũng đang muốn nói với anh việc này, cô gái này cũng là nghe phong thanh gì đó. Biết được Thập Tam Thanh Y đã xong đời rồi. Tuy nhiên, có lẽ cô ta cho rằng Thập Tam Thanh Y bị công an bắt. Cho nên bây giờ đã chạy đến Ngao Môn rồi. Hơn nữa, có lẽ cô gái này trước kia cũng đã có chuẩn bị. Sớm đã biến mình thành người Bồ Đào Nha rồi. Cô ta cho rằng làm như thế có thể thoát thân, tuy nhiên, số cô ta không may mắn, gặp phải Diệp Đại. Tôi đã mời cao thủ luôn theo dõi cô ta. Mấy ngày nay, Tuyết Lý Hồng vẫn ở Song Bạc Hồng Đô của Ngao Môn. Thực ra tôi cũng đã điều tra rồi. Tuyết Lý Hồng đã có cổ phần ở Song Bạc này. Cô ta chiếm 3 phần. Còn Tuyết Lý Hồng công lực cao, khi chơi bài đương nhiên là cao thủ. Thời gian này cô ta đã kiếm được mấy chục triệu. Về cơ bản đến Sòng Bạc Hồng Đô chẳng có mấy người có thể thắng được tiền. Đương nhiên, Tuyết Lý Hồng thủ pháp cao minh, cũng không phải là nói lúc nào cũng thắng, thỉnh thoảng cũng sẽ cố ý để thua để câu khách. Đường Thành cười nói, chẳng trách được, trong Sòng Bạc Hồng Môn cũng có cao thủ bảo vệ. Người đến từ Tam Giáo Cửu Lưu, nhân tài gì cũng có, những bảo vệ bên cạnh ông chủ lớn như thế có lẽ thân thủ cũng không yếu có phải không nào. Nếu Tuyết Lý Hồng làm quá đáng thì không bị người ta đập cho mới lạ. Diệp Phàm hỏi. Đây chính là điểm lợi hại của Tuyết Lý Hồng, cô ta làm rất bí mật, hơn nữa thủ pháp cao minh. Kỹ thuật đánh bài của cô gái này vốn là rất khá mà. Đường Thành nói. Ha ha, vừa khéo, chúng ta chạy thẳng đến Ngao Môn, đi đánh bạc một chuyến xem thế nào. Diệp Phàm cười nói. Đúng, việc quá cảnh bên đó để tôi giải quyết. Đường Thành cười nói. Bốn người chẳng nghĩ gì nữa mà chạy thẳng đến Hồng Môn. Qua hải quân, Ngao Môn là một thành nhỏ có phong cách Bồ Đào Nha. Trên những con phố cổ đều có phong cách nước ngoài. Còn ngành sòng bạc ở Ngao Môn rất phát triển, có mấy sòng bạc chuyên nghiệp rất lớn. Những sòng bạc này có xe buýt chuyên dụng đón khách từ cửa khẩu hải quan, anh chỉ cần đi qua là có thể miễn phí lên những chiếc xe buýt xa hoa này. Đánh bạc xong sẽ đưa cho anh một tấm vé, để có thể miễn phí ngồi xe trở về. Hơn nữa, trong sòng bạc có cả cửa chuyên đổi tiền. Ví dụ đổi từ nhân dân tệ sang đô la Hồng Kông hay tiền gì đó đều rất thuận tiện. Những cái này đều được bố trí rất thuận tiện, còn bên trong những khách sạn cao cấp cũng có sòng bạc. Những người giàu có đều tiêu tiền như nước ở đây. Ở đây có vận may thì một đêm thành tỷ phú, nhưng phần nhiều là những kẻ không may một đêm đã phá sản, tan mộng tỷ phú. Sòng bạc Hồng Đô chỉ là một sòng bạc hạng trung, nhưng cũng có một phòng chuyên nghiệp. Bốn người Diệp Phàm rất dễ dàng đi vào sòng bạc. Trước tiên là ngồi uống nước ở một phòng cà phê được bố trí trong sòng bạc. Hai người Đường Thành và Ngô Tuấn đi loanh quanh khắp nơi. Sòng bạc Hồng Đô có 8 tầng, ngầm dưới đất còn có 2 tầng. Nếu anh mà đi lên càng cao thì tiền đặt cược càng lớn. Còn tầng 2 chủ yếu là chơi đặt to nhỏ. Bên cạnh cũng có rất nhiều máy chơi tiền xu. Ngô Tuấn và Đường Thành cầm một ít thẻ đi đâu cũng đặt, thắng thua không quan trọng, thực ra chỉ là ngụy trang. Không lâu sau, Đường Thành đụng phải một người thần bí, đi về bên cạnh Diệp Phàm lẩm bẩm một hồi. Kiểu người thần bí này trên thực tế cũng là một nguồn tài nguyên tự có mà tổ viên của tổ A nắm được, có thể nói đây là người chỉ điểm. Trong tay của mỗi một tổ viên của tổ A đều có vài người chỉ điểm như thế này, những người chỉ điểm này chuyên cung cấp các tin tức cho các tổ viên. Đương nhiên, những tin tức này cũng có thể nói là tình báo. Dựa theo mức độ tin tức mà người chỉ điểm có thể nhận được thù lao. Hơn nữa, có những lúc để thuận lợi cho nhiệm vụ, đội viên sẽ phải bỏ tiền ra để thuê cao thủ về một phương diện nào đó để đi làm việc. Những người này thực tế chẳng có một chút liên quan gì với tổ A, hơn nữa, bọn họ cũng không hiểu có bộ đội thần bí này của tổ A. Bọn họ chỉ nhận tiền và làm việc. Hôm nay không nhìn thấy Tuyết Lý Hồng đến. Đường Thành đặt mông ngồi xuống rồi nói. Chẳng phải cậu nói có cao thủ chuyên theo dõi cô ta hay sao? Diệp Phàm hỏi. Có theo dõi, nói là nhìn thấy Tuyết Lý Hồng đã đi vào sòng bạc. Hơn nữa, cũng chưa thấy cô ta đi ra. Đường Thành nói, tên chỉ điểm đó của cậu có đáng tin hay không? Sa Thiên Hừ nói, tuyệt đối đáng tin, chúng tôi hợp tác đã mấy năm rồi. Hơn nữa, người này chẳng có bản lĩnh nào khác, nhưng công phu khinh công và kỹ thuật theo đuôi thì chắc chắn là nhất. Có khi trong tổ của chúng ta cũng khó mà tìm được người là đối thủ của hắn. Đường Thành nói, cậu thổi phồng lên thôi, có thực lực như thế mà không sớm bị xếp cung đưa vào trong tổ mà lại để cho hắn tiêu dao ở bên ngoài đấy hả? Diệp Phàm cười nói. Ha ha,
là thổi phồng một chút thôi, nhưng người này thực sự là lợi hại. Đường Thành nói, nếu sòng bạc Hồng Đô này có 3 phần cổ phần của Tuyết Lý Hồng, thế thì cô ta cũng là một trong những cổ đông lớn. Chúng ta cứ đi đập phá sòng bạc, đến lúc đó cô ta chẳng phải sẽ phải xuất hiện hay sao? Ngô Tuấn nói, đập phá sòng bạc không phải hay lắm, làm như thế chúng ta cũng không dễ thoát thân. Sa Thiên nói, cậu đúng là ngốc, đập phá sòng bạc không phải là bảo cậu dùng tay để đập phá, mà là dùng trí tuệ. Ví dụ như Diệp Đại vừa ra tay đã thắng được một đống tiền của sòng bạc, cuối cùng ép cho Tuyết Lý Hồng không xuất hiện để giải hòa với Diệp Đại cũng không được. Đây chính là một cách đập phá sòng bạc. Hơn nữa, dựa vào năng lực đặc biệt của Diệp Đại, hoàn toàn có thể cảm thấy được đối phương ra quân bài gì. Sau đó khéo léo lợi dụng một số thủ đoạn cao minh để đổi bài, đây gọi là kế trừu lão thiên cự long đảo. Thường hay có người làm như thế trong sòng bạc, chúng ta gọi là phản trừu lão thiên. Đường Thành cười nói, cách này có vẻ không tồi. Thật ra là lần đầu Sa Thiên nghe qua việc này, rất mới mẻ. Kỹ thuật đánh bài của ta cũng rất kém, đến lúc đó đừng để lộ chân tướng là được. Diệp Phàm khẽ lắc đầu cười. Chúng ta đánh 3 cây với anh ấy, chỉ 3 lá bài. Đến khi đó sau khi bài đến tay Diệp Đại chỉ cần dùng năng lực đặc biệt có thể đếm được số điểm ở bài của đối phương thì chúng ta sẽ theo mạnh vào. Nếu ít thì bỏ đi. Đường Thành cười nói. Bài cửu chỉ có 2 cây thì chẳng có ý nghĩa, thế thì 3 cây đi. Diệp Phàm cười nói. 3 cây thực ra cũng không khác gì bài cửu, chỉ 3 cây. Dựa vào u là lớn nhất, sau đó còn có đồng sắc, đôi cây, liêng, để đấu. Cuối cùng, khi cái gì cũng không có thì tính điểm trên bài, ai to hơn thì thắng. Đối với vấn đề này Diệp Phàm chẳng hiểu một chút gì cả, tuy nhiên, hắn có thân thủ cao tuyệt nên cũng đủ mạnh dạn để chơi rồi. Vậy tầng nào thì cược lớn nhất? Diệp Phàm hỏi. Tầng 6, thấp nhất một lần cược đều phải 200.000. Đương nhiên, sòng bạc cũng có quy định, đối với ông chủ lớn thì có thể chăm sóc đặc biệt. Ví dụ, có thể do anh chọn hình thức đánh bạc nào? Đường Thành nói, gã thật giống như một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Làm sao mới có thể trở thành ông chủ lớn? Diệp Phàm hỏi. Quy định của sòng bạc Hồng Đô chính là... Nếu anh một lần mà đổi đến 5 triệu nhân dân tệ tiền thẻ thì có thể yêu cầu hình thức tiến hành đánh bạc. Đường Thành cười nói. Đổi trước 1 triệu, muốn chơi thì chơi lớn một chút. Diệp Phàm vung tay lên. Ngô Tuấn lập tức rút ra từ trong hộp ra một điếu xì gà Cuba, loại lớn. Sau đó gã cung kính châm lửa cho Diệp Phàm. Hôm nay Diệp Phàm mặc bộ vest đặt may, lại thêm sự tham mưu cao minh của Ngô Tuấn, Đường Thành đóng vai chân chạy phục vụ hậu cần. Vẻ mặt lạnh lùng của vệ sĩ Sa Thiên. 4 người hợp lại thật đúng là một đội. Đương nhiên trong tay Đường Thành xách một cái vali ra lớn, bên trong chứa mấy triệu đô la. 4 người ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi thẳng lên tầng 6. Những tên bảo vệ nhìn thấy khí thế của 4 người đã đón tiếp rất lịch sự, chào hỏi 4 người Diệp Phàm. Nói với ông chủ của các ngươi một tiếng, Diệp Tổng của bọn ta muốn đánh lớn. Ngô Tuấn tỏ ra rất có dáng vẻ. Diệp Tổng, mời. Lưng của người tiếp đón tầm hơn 30 tuổi kia cong xuống gần sát đất, đối với hắn đây là một việc tốt. Nếu khách lớn quan tâm đến khi đó nếu thua nhiều thì hắn còn được thưởng phần trăm. Không lâu sau đến tầng thứ 6, phát hiện trên tầng bàn được bày không nhiều. Chỗ này cá cược chất lượng chứ không cần số lượng. Người dẫn đường bước lên nói chuyện với quản lý của tầng 6, không lâu sau, một người trung tuổi mặc vest, giày da, đeo kính bước tới. Bỉ nhân là Trần Thu Thiên. Quản lý tầng 6 của Hồng Đô. Không biết Diệp Tổng có yêu cầu gì đặc biệt xin cứ nói. Quản lý Trần nói. Đặt một phòng lớn, đổi trước cho ta 1 triệu đô la Mỹ tiền thẻ. Ta đây thích 3 cây. Được rồi, như vậy đi. Và gọi một người chia bài xinh đẹp một chút đến. Diệp Phàm tỏ vẻ khí phách. Quản lý Trần cứ thế đi sắp xếp. Chương 3275, cược lớn thắng lớn. Không lâu sau bước vào một phòng VIP, tương đối rộng. Một cái bàn dài khoảng 2 mét rưỡi đặt giữa phòng. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, chiếc bàn dài này được làm toàn bằng kính. Trong phòng còn có một quầy bar hình chữ L, bên trong đặt loại rượu đỏ quý. 2 cô gái đứng phục vụ với thân hình nóng bỏng. Cúc áo ngực dường như sắp bị 2 tòa núi đôi làm cho bật ra. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy được thịt ở chỗ đó đang phải chịu sức ép rất lớn. Hơn nữa, còn là 2 cô gái Tây. Diệp Tổng, để công bằng. Bàn của chúng tôi tất cả đều được làm bằng kính chịu lực. Ông có thể nhìn một cái là có thể thấy rất rõ tất cả tình hình.
Hơn nữa, nhằm vào khách quý, chính tôi còn cố ý mời đến chuyên gia của Sở Công chứng Cương Hùng nổi tiếng ở Ngạo Môn chúng tôi đến tiến hành hoạt động giám sát. Hồng Đô chúng tôi ở đây đã kinh doanh được hơn 10 năm rồi, danh tiếng chắc chắn là số 1. Chúng tôi sẽ làm cho mỗi quý khách đến với Hồng Đô chúng tôi mãn nguyện khi đến vừa lòng khi đi. Bởi vì ở đây tất cả đều công bằng, rõ ràng. Quản lý Trần đúng là biết nói. Ha ha, nếu hôm nay mỗi quý khách đều thua nhẵn túi, lẽ nào cũng vừa lòng ra đi sao? Diệp Phàm cười nói. Quản lý Trần chợt ngẩn người, tuy nhiên, gã cũng tương đối lão luyện, cười nói. Thắng thua đều phải chờ xem vận may và kỹ thuật đánh bài, kỹ thuật của ông không bằng người khác thì không nói. Còn về sự công bằng của Hồng Đô thì tất cả quý khách đều mãn nguyện. Hơn nữa, thua tiền thực ra cũng là một cách hưởng thụ có phải không nào? Chí ít cũng đã được trải qua một quá trình kích thích đặc biệt mà. Ha ha ha, bớt nói xàm đi, hôm nay ai đấu với tôi vài tay? Diệp Phàm cười nói. Diệp Tổng đặt thấp nhất là bao nhiêu? Quản lý Trần hỏi. Lấy 10.000 đô la làm cược thấp nhất có được không? Diệp Phàm hỏi, Đường Thành lại cố ý vỗ vỗ vào cái vali ra đựng tiền của gã. Sau đó đặt lên trên bàn, khiến cho nhiều người phải mê mẩn. Đặt xuống dưới, đừng làm vướng mắt ta. Diệp Phàm lại càng ra oai, Đường Thành danh ma đặt chiếc cặp đựng mấy triệu đô la xuống đất, tỏ vẻ như đây chỉ là cặp đựng giấy vụn vậy. Hồng Lý, cậu lại đây. Quản lý Trần nháy mắt với một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu hồng. Người này là một trong ba tam đại trang của tầng 6, kỹ thuật đặc biệt tốt. Đường Thành lẩm bẩm nói thầm vào tai Diệp Phàm. Đừng có nhắc đến kỹ thuật trước mặt ta, ông đây đã lúc nào thua đâu. Diệp Phàm tỏ vẻ tức giận vung tay một cái. Đường Thành cũng giả vờ theo, gã loạn choạng thiếu chút nữa thì ngã vào người chia bài đang đứng ở giữa bàn. Người chia bài này là một cô gái, hơn nữa, thân hình cũng rất bốc lửa. Và lại mặc một chiếc váy hở cổ màu xanh, khe ngực sâu cứ như đại dương vậy. Hơn nữa, lỗ nguyên nửa bầu ngực ra ngoài, mép trên chiếc váy như sắp chỉ còn treo đầu quả dương mai nữa mà thôi. Một khi khom lưng chia bài thì sẽ nhìn thấy hết bên trong. Diệp Phàm cứ nhìn lơ đãng, chẳng hề tỏ ra háo sắc. Quản lý Trần nhìn thấy, mỹ nhân kế này có lẽ chẳng có hiệu quả gì. Biết là hôm nay có lẽ là gặp phải cao thủ rồi. Đối diện với nhân viên chia bài đứng đầu của tầng 6 mà không có thèm nhút nước bọt. Mà vị Diệp Tổng này lại nhìn như không, chứng tỏ Diệp Tổng kiến thức rộng rãi. Những cô gái đã từng lên giường có lẽ cũng ít, bởi vì chỉ có những cao thủ đã từng trải qua tình trường mới có thể chẳng có cảm xúc gì khi nhìn một cô gái như thế. Cô gái trộn bài một cách thuần thục, động tác đó giống như của những thần bài biểu diễn trên TV. Sau đó lần lượt chia bài cho hai bên. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy 100.000 đô la ra đặt cược. Sau đó tỏ vẻ như chẳng để ý đến cứ lật lật bài. Vừa nhìn, thầm nói ván này thật sự là nhỏ. Bài được 6 điểm, tuy nhiên, Diệp Phàm đương nhiên là cao thủ, mắt chim ưng đã mở, biên bức cũng sớm đã bay đến bên phía đối thủ Hồng Lý, vừa nhìn, chợt thiếu chút nữa thì bật cười. Đối phương còn nhỏ hơn mình 5 điểm. Diệp Phàm chợt rất tự tin, lại cược thêm 100.000. Tuy nhiên, đối phương không theo. Ván này Diệp Phàm lập tức kiếm được 100.000 đô la. Ván thứ hai, Diệp Phàm tiếp tục gặp may, đồng hoa thuận, còn đối phương là bão. Ván thứ hai này bắt đầu đặt cược, cuối cùng Diệp Phàm đặt 500.000 đô la Mỹ khiến cho đối phương toát mồ hôi và thua cuộc. Sau đó cục diện ban đầu nếu đối phương điểm to thì về cơ bản Diệp Phàm đã phải nhường 100.000 đặt cược ban đầu cho đối phương rồi. Chỉ cần đối phương điểm nhỏ hơn là Diệp Phàm tấn công mạnh mẽ ngay. Gần một tiếng đồng hồ, Diệp Phàm đã thắng được 2 triệu đô la Mỹ, khiến cho quản lý Trần tức giận bảo Hồng Lý đứng lên để tự ông ta chơi. Tuy nhiên, đích thân quản lý Trần ra chặn giường như hiệu quả cũng chẳng hơn gì. Đều là thua nhiều thắng ít, cuối cùng, lão cũng đã thua 2 triệu khiến cho toàn thân lão vã mồ hôi, có lẽ giống như là vừa nhảy xuống nước vậy. Diệp Tổng, nghỉ ngơi một chút nhé. Quản lý Trần hỏi. Được, nghỉ một chút đi, lấy một chai hồng tửu. Diệp Phàm gật đầu nói. Tiếp sau đây chúng ta phải cược lớn hơn, thấp nhất là 500.000 đô la Mỹ, thế nào? Việc này, mức cược quá lớn, tôi phải đi hỏi ông chủ một chút đã. Quản lý Trần do dự một chút rồi nói. Ha ha, sòng bạc hồng đô này cũng chẳng có gì. 500.000 cũng đã sắp không chịu được rồi sao? Diệp Phàm châm biếm nói. Ai nói là không chịu nổi nữa, bản cô nương sẽ đấu mấy tay với ngươi.
Lúc này, một tiếng cười vang lên như chuông truyền đến. Diệp Phàm ngước mắt nhìn, thầm nói quả nhiên cô đã xuất hiện. Đương nhiên, xuất hiện chính là cô nương Tuyết Lý Hồng cao quý của chúng ta. Tuyết Lý Hồng hôm nay ăn mặc rất đẹp. Chiếc áo khoác cổ rộng có hoa to màu đỏ, bên trong là áo cao cổ màu đỏ. Bộ ngực tầm trung cũng đang vươn lên. Phía dưới là quần bò màu tím hồng, chân đi giày da màu đỏ, rất giống với tinh linh màu đỏ trên thảo nguyên. Đúng là hợp với cái danh hiệu Tuyết Lý Hồng của cô ta, toàn thân dường như là một màu đỏ. Tuy nhiên, không hề khiến cho người ta nhức mắt, mà là một kiểu màu đỏ chất phác. Nhìn từ người cô ta có thể thấy được hương vị của tuổi thanh niên TQ chúng ta. Hơn nữa, thân hình Tuyết Lý Hồng tương đối cao, ít nhất cũng khoảng 1m75, còn đôi mắt thì lại có màu xanh của người châu Âu. Có lẽ là con lai. Cặp lông mày sau khi được tô vẽ đã rất dài, cong vút sang hai bên, giống như là hai chiếc thuyền nhỏ cong cong uốn trên đôi mắt của Tuyết Lý Hồng. Hơi giống với nhân vật Đông Phương Bất Bại trong TV. Cô nương là... Diệp Phàm dùng ánh mắt bất cần nhìn từ ngực xuống đến cặp đùi của Tuyết Lý Hồng. Khiến cho người ta cảm thấy gã này chính là một tên háo sắc. Bọn họ gọi ta là Hồng Lý Tuyết, ông cũng có thể gọi ta như vậy. Tuyết Lý Hồng đảo ngược tên mình lại. Hồng Lý Tuyết, ha ha, ta chỉ nhìn thấy một màu đỏ chứ chẳng thấy hương vị của tuyết đâu cả. Diệp Phàm hơi ngẩng đầu lên bình luận. Ha ha ha, đó là do ông vẫn chưa thử qua tuyết có hương vị lạnh như băng. Tuyết Lý Hồng cười ầm lên, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ồ, màu đỏ này của cô cũng đã khiến cho người ta cảm thấy nóng hừng hực rồi, làm sao lại biến thành tuyết trong hàn băng chứ? Diệp Phàm nhẹ nhàng nhả khói của điếu xì gà, sau đó hấp một ngụm hồng tửu. Rất đơn giản, chờ chút nữa ông bị ta lột hết rồi thì đương nhiên trong lòng sẽ thấy ớn lạnh như băng thôi. Vì thế mọi người gọi ta là Hồng Lý Tuyết, một màu đỏ của ta đây có chứa sát khí. Đương nhiên nếu Diệp Tổng không dám cược thì bây giờ có thể rời khỏi đây. Hồng Lý Tuyết dùng kế khích tướng. Ha ha ha, không dọa được ta đâu. Vẻ mặt Diệp Phàm điềm tĩnh, ánh mắt lại dừng lại ở ngực của Hồng Lý Tuyết. Cười nói. Tuy nhiên, ta cũng có một đam mê, đặc biệt là thích trêu đùa với những cô gái mặc màu đỏ. Chúng ta muốn cược thì phải cược lớn một chút, cả người và tiền cũng cược. Ngươi, Tuyết Lý Hồng có lẽ đã tức đến mức định chửi rồi. Tuy nhiên, sau đó nghĩ đến thân phận của Diệp Phàm là khách quý, chờ chút nữa còn phải tặng tiền cho mình, đương nhiên đã kìm nén cơn giận lại, ha ha cười nói. Được, Diệp Tổng muốn cược cả tiền và người cũng được. Bản cô nương sẽ tháp tùng, Diệp Tổng muốn cược bằng cách nào? Tất cả trong chiếc vali này của ta cộng thêm số tiền vừa nãy thắng được không dưới 10 triệu đô la Mỹ, chỉ cần cô nương có bản lĩnh có thể lấy hết. Tuy nhiên, nếu không lấy được thì phải tiếp tục cược với ta. Hơn nữa, phải cược cho đến khi nào ta thấy đủ thì mới thôi. Bằng không, nếu cô nương muốn dừng lại thì phải đem người thế vào. Đi theo ta chơi một thời gian là được. Những lời của Diệp Phàm khiến cho nhân viên của Hồng Đô đều tỏ ra phẫn nộ. Ha ha ha, tiếng cười lanh lảnh lại lần nữa vang lên, hơn nữa, lần này cười còn rất tươi. Tuy nhiên, tiếng cười đó cũng rất chói tai, chấn động khiến cho cả đèn treo trên trần cũng như đang rung lên. Được. Nếu hôm nay bản cô nương lột hết tiền của ngươi, còn có một điều kiện nữa. Tuyết Lý Hồng cười xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có lẽ cũng đang tức giận. Tuyết Lý Hồng dù sao cũng là cao thủ nên cũng có tính cách của cao thủ. Nói. Diệp Phàm hừ nói. Cởi hết đồ cút khỏi Hồng Đô cho bản cô nương ta, hơn nữa, bao gồm tất cả đám thủ hạ đi theo ngươi phải bỏ ra khỏi đây. Tuyết Lý Hồng lạnh lùng nói. Cô nương phải nghĩ cho kỹ. Đến khi thua tiền còn phải thua cả người đấy, không sai đâu. Diệp Phàm nói, chỉ cần Diệp Tổng có khả năng cược cho đến khi bản cô nương nhận thua, bản cô nương không nói hai lời, chính là người của Diệp Tổng ngươi. Tuy nhiên, phương thức cược lần này do bản cô nương chọn. Tuyết Lý Hồng nói, nghe xem, cách cược thế nào. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô ta. Chúng ta chọn một cách cược khác, ném bài lên không trung. Chúng ta sẽ tùy ý bắt lấy hai lá bài khi chúng đang rơi xuống trên không trung, dùng phương thức bài cửu để phân định thắng thua. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có bản lĩnh bắt được bài tốt thì bản cô nương cũng chẳng nói được gì nữa. Tuyết Lý Hồng nói, chúng ta cược từ triệu là thấp nhất, 500.000 vẫn quá ít. Cược đi. Diệp Phàm cười. Vận may của ta trước đến giờ không tồi, nếu nói chụp bài thì càng tuyệt. Hai bên chuẩn bị một chút, đặt cược ban đầu là 1 triệu.
Người chia bài ném cả bộ bài lên không trung, đột nhiên, những lá bài poker bay loạn lên. Diệp Phàm và Tuyết Lý Hồng đứng ở dưới chụp bài. Ván thứ nhất, Diệp Phàm cố ý chụp được 9 điểm, phát hiện Tuyết Lý Hồng chẳng hề thi triển nội công, mà là dùng kỹ thuật chụp bài, chụp được 2 lá bài, Diệp Phàm dùng mắt chim ưng sớm đã nhìn thấy, là 2 cây 8 màu đỏ. Có lẽ ánh mắt của Tuyết Lý Hồng cũng không tồi, chắc cũng đã sớm nhìn thấy điểm của bài mình rồi. Hai bên đặt bài lên bàn. Chương 3276, mày dở trò. Có thêm cược nữa không? Tuyết Lý Hồng hỏi. Thêm 1 triệu. Diệp Phàm nói, Ngô Tuấn lập tức đẩy thẻ ra. Tuyết Lý Hồng còn cố ý nhíu mày suy nghĩ rồi mới đặt thêm 1 triệu. Còn muốn thêm nữa không? Tuyết Lý Hồng hỏi. Tạm đủ rồi, mở bài đi. Diệp Phàm nói, ván thứ nhất Diệp Phàm đã thua 2 triệu đô la Mỹ. Diệp Tổng có mang đủ tiền không? Tuyết Lý Hồng tỏ vẻ khinh miệt hỏi. Không đủ thì có chi phiếu mà, yên tâm. Bổn ra hôm nay chắc chắn không thể bị lột hết đâu. Diệp Phàm hừ nói. Ván thứ hai bắt bài, bắt đầu. Ván này lại thua rồi, Diệp Phàm hiểu được. Khi mình bắt bài thì Tuyết Lý Hồng đã sớm phát hiện số điểm trên bài của mình rồi. Sau đó cô ta mới bắt bài điểm chỉ hơn mình một chút thôi. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, khi bắt bài Tuyết Lý Hồng có dùng miệng để thổi cho bài bay lên không? Bởi vì nội công của cao thủ nội kình thổi ra, lá bài bị thổi bay lên không trung thời gian dừng lại ở trên không trung rất dài. Đương nhiên, những động tác này người bình thường rất khó phát hiện ra. Hai ván Diệp Phàm đã thua 5 triệu, không những thua hết số tiền vừa nãy thắng được mà tiền trong vali cũng đã phải lấy ra 1 triệu. Dường như Diệp Phàm đã bực mình rồi, mặt biến sắc mở tờ chi phiếu 1 triệu đô la Mỹ ra đưa cho đối phương kiểm tra, xác nhận đó là thật xong liền đặt lên bàn. Ván thứ ba lại thua, Diệp Phàm tức giận, đặt liền 10 triệu, Tuyết Lý Hồng chẳng nghĩ ngợi gì, đặt theo 10 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn khinh thường hỏi, còn muốn cược tiếp không? 10 triệu trước đã. Diệp Phàm tỏ vẻ dường như trong lòng hơi chút chột dạ. Việc này, đương nhiên là Diệp Phàm đang bắt đầu thả câu. Không lâu sau, bài lại bay trên không trung. Còn Tuyết Lý Hồng phải thắng cho bằng được ván này, thế thì phải bắt cho được hoàng đế trong tay. Hoàng đế trong bài cửu là do lá bài quốc vương của poker cộng thêm 3 điểm hợp thành. Quả nhiên, Tuyết Lý Hồng vừa liếc mắt nhìn đã thấy quốc vương. Miệng của cô ta cố ý cười, thực ra đã bị Diệp Phàm phát hiện là cô ta đang dùng nội khí để thổi giữ lấy lá bài quốc vương đó. Tuy nhiên, nhìn quốc vương sắp đến rồi khi trong lòng Tuyết Lý Hồng đang mừng rỡ định đưa tay chụp lấy thì lúc này Diệp Phàm đột nhiên hắt hơi một cái rất mạnh. Xẹt một tiếng, quốc vương đã bị cái hắt hơi của Diệp Phàm thổi bay hướng xuống dưới đất. Tuyết Lý Hồng không kịp phòng bị, còn quốc vương thì sắp rơi xuống dưới đất rồi. Đang rơi trước mắt Tuyết Lý Hồng là 2 cây quy đỏ. Đây cũng là do Diệp Phàm cài bẫy, Tuyết Lý Hồng vừa nhìn thấy, liền không để ý đến quốc vương đã rơi xuống đất kia nữa mà chuyển sang chọn 2 lá thiên bài do 2 cây quy đỏ hợp thành gọi là thiên thiên đối, to thứ 2 trong bài cửu. Tuyết Lý Hồng tin tưởng, quốc vương đã rơi xuống đất rồi thì Diệp Phàm không thể đi nhặt lại được. Còn Diệp Phàm lớn nhất thì chỉ có thể bắt được đôi địa vương mà thôi, cũng là một đôi 2 đỏ. Hơn nữa, Tuyết Lý Hồng còn cố ý chơi xấu, thi triển nội khí đẩy 2 lá 2 đỏ bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa nhìn thấy đương nhiên vui mừng, với tay bắt một cái lây lá 2 đỏ. Đây gọi là địa đại đối. Hơn nữa thủ đoạn của Tuyết Lý Hồng còn không dừng lại ở đó. Còn cố ý đẩy một lá thiên bài bay xuống dưới đất. Khiến Diệp Phàm lầm tưởng rằng thiên bài đã rơi xuống đất rồi thì địa đối của mình nhất định là lớn nhất rồi. Trên thực tế Tuyết Lý Hồng đã dùng nội khí đã hút thiên bài dừng lại, chỉ là thủ pháp rất nhanh, người bình thường khó mà phát hiện ra mà thôi. Vẻ mặt hai bên bình tĩnh ngồi xuống vị trí, úp bài lên trên mặt bàn. Diệp Tổng, có muốn cược thêm nữa không? Tuyết Lý Hồng tỏ vẻ mặt căng thẳng, Diệp Phàm hiểu rằng cô ta cũng đang thả câu. Đương nhiên chúng ta sẽ câu ngược lại. Còn lại bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi Đường Thành. Ông chủ, chỉ còn lại không đến 5 triệu. Đường Thành mở vali ra. Đặt cái vali lên trên bàn cho ta, lúc đến bảo các ngươi mang nhiều thêm một chút các ngươi không nghe. Vô dụng, chơi chưa đã lắm. Diệp Phàm quát lên kiêu ngạo. Diệp Tổng có thể dùng chi phiếu để thay thế mà, ở đây chúng tôi có chuyên gia. Tuyết Lý Hồng không hề chớp mắt. Cược tiếp, ta xuống tiếp 20 triệu đô la Mỹ. Diệp Phàm tức giận, lại rút ra một tờ chi phiếu 20 triệu đô, được chuyên gia công chức kiểm chứng là chi phiếu thật.
Còn muốn thêm nữa không? Tuyết Lý Hồng càng tỏ ra điềm tĩnh. Các ngươi còn tiền theo sao? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi cược thêm vào 30 triệu đô la Mỹ, ông còn có không? Tuyết Lý Hồng hừ nói. Theo. Diệp Phàm nói, Ngô Tuấn lại lấy ra 30 triệu để cược thêm. Lúc này tổng cược của hai bên đã lên đến 65 triệu đô la, đúng là canh bạc lớn. Những người ở đây thiếu chút nữa thì ngạt thở, tiền nhiều như vậy thật sự khiến mọi người sáng mắt. Ha ha ha, mở nhé. Tuyết Lý Hồng hỏi. Không được, còn phải thêm cược nữa. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Diệp Tổng, tôi thấy thế cũng đủ rồi. Tuyết Lý Hồng nói. 50 triệu đô la. Diệp Phàm nói. Thêm. Tuyết Lý Hồng nói, lại đặt thêm một đống nữa. Thêm tiếp 80 triệu. Diệp Phàm lại hô lên, Ngô Tuấn chỉ lo việc rút chi phiếu ra. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt Tuyết Lý Hồng có chút khó coi. Suy nghĩ rồi nói. Diệp Tổng, nhất thời chúng tôi không thể rút ra một khoản tiền lớn như thế. Chúng ta lấy số hiện có trên bàn làm chuẩn có được không? Ha ha, 80 triệu ta đặt cược. Nếu không đủ, lúc trước chẳng phải đã thương lượng rồi sao? Cô dùng người để cược là được. Xem, bổn gia rất coi trọng cô. 80 triệu đô la Mỹ cơ mà, cô có dám cược không? Nếu không dám thì bổn gia phải rút về 80 triệu thôi. Diệp Phàm cười nói. Được Diệp Tổng đã nể Hồng Lý Tuyết tôi như vậy, tôi cược ván này. Tuy nhiên, 80 triệu này là cược người Hồng Lý Tuyết tôi. Vì thế, đến khi đó, nếu tôi may mắn thắng, ngoài phần trăm của ván cược ra thì 80 triệu này tất cả sẽ thuộc về một mình tôi. Trần Tổng, ông hỏi ông chủ xem, có phải là như thế không? Tuyết Lý Hồng hừ nói. Ha ha, tôi đồng ý. Lúc này, một người khoảng hơn 50 tuổi cũng là ngậm một điếu xì gà nổi tiếng dẫn theo 5-6 người đi vào. Ông chủ của sòng bạc Hồng Đô, biệt hiệu À Lãnh Cẩu, có thể nhìn thấy sự đáng sợ ở người này. Ông chủ, đem đổi hết số thẻ cược bên phía các ông thành tiền mặt. Tôi thích nhìn thấy tiền. Diệp Phàm hừ nói. Đổi đi. Lãnh Cẩu liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nhân viên sòng bạc không lâu sau mang vào rất nhiều đô la. Xếp hết lên mặt bàn, thật sự khiến cho người ta rung động. Mở. Diệp Phàm cười lạnh lùng một tiếng, hai lá bài xẹt một tiếng bị hắn lật dính trên mặt bàn. Sao lại thế được? Đồng thời nghe thấy tiếng kêu đau khổ của tất cả nhân viên sòng bạc Hồng Đô và cả ông chủ của họ. Hai mắt Tuyết Lý Hồng nhìn đăm đăm, rồi chớp chớp mắt, chắc chắn là không dám tin. Mặt cô ta chợt đỏ bừng lên, đúng là Tuyết Lý thấu hồng rồi. Họ Diệp, người dở trò. Rõ ràng ta nhìn thấy quốc vương đã rơi xuống đất, làm sao lại có thể xuất hiện trong tay ngươi? Hôm nay không nói rõ, ngươi đừng ưởng sẽ ra được khỏi Hồng Đô. Tuyết Lý Hồng đột nhiên đứng dậy đập một cái xuống bàn. Trên khuôn mặt lạnh lùng ánh lên vẻ hung tợn, dường như muốn cắn người. Dở trò, cô đem chứng cứ ra là được. Nếu đã mở được sòng bạc, thì phải có khả năng nói với chồng, xin ly hôn. Những người làm chứng, các người nói có phải không nào? Diệp Phàm vẫn ngồi với vẻ mặt điềm tĩnh, miệng thoải mái nhả khói thuốc. Hai công chứng viên đã thực sự trở thành công chứng viên rồi, đứng dậy tỏ ra rất công minh nói. Việc này, tôi thấy các vị hay là cứ ngồi xuống bàn bạc đã. Dù bên phía sòng bạc nghi ngờ cho rằng Diệp Tổng dở trò. Việc này hay là cứ điều tra một chút trước đã. Như thế tiền cá cược của hai bên tạm thời giữ lại không cần trả cho đối phương. Chờ sau khi phòng công chứng chúng tôi điều tra rõ ràng thì sẽ quyết định, thế có được không? Điều tra cái mẹ gì, ngươi là công chứng hay là giúp cho sòng bạc? Đường Thành thô tục, hung hăng trợn mắt với hai công chứng viên. Được rồi, các người đã không thừa nhận, thì gói tiền lại đưa cho bọn họ đi. Hồng Đô chúng ta trước giờ đều là công chứng công bằng. Việc này nhất định phải điều tra, nhưng cứ trả tiền trước cho khách quý là tông chỉ của chúng ta. Lãnh Lang khoát tay. Ha ha, nói như thế còn có thể chấp nhận được mà. Diệp Phàm cười nhạt. Diệp Tổng, từ giờ trở đi Tuyết Lý Hồng tôi chính là người của ông rồi. Tuyết Lý Hồng lúc này lại nở nụ cười xinh tươi, tiến sát lại Diệp Phàm. Không phải chứ, chẳng phải cô là Hồng Lý Tuyết sao? Sao mới đó đã lại đổi tên thành Tuyết Lý Hồng rồi? Vẻ mặt Diệp Phàm tỏ ra kinh ngạc. Từ giờ trở đi tôi đổi tên rồi, đi theo ông thì tên là Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng cười rồi đi đến bên cạnh Diệp Phàm, sau đó tỏ ra vô ý liếc mắt nhìn ông chủ Lãnh Lang, hai người trao đổi ánh mắt. Muốn ám toán ta hả, ngươi còn kém lắm, trong lòng Diệp Phàm cười nhạt. Nào,
thu lại, chúng ta đi. Diệp Phàm cười ra hiệu vừa nắm lấy cổ tay của Tuyết Lý Hồng, sau đó hai người giống như một đôi tình nhân, cũng giống như là ông chủ Diệp dẫn người tình của mình đi vậy. Ông chủ, lẽ nào cứ để như thế? Diệp Phàm vừa đi ra, Trần Tổng ghé tai Lãnh Lang nói. Có Hồng Lý Tuyết thì sợ cái gì, ngươi cho rằng cô ta chỉ có sắc thôi sao? Bằng không ngươi đi thử xem sao? Lãnh Lang cười thần bí, tỏ ra rất bình tĩnh. Không dám, không dám, thế chẳng khác nào đi tìm cái chết. Quản lý Trần gật đầu nói, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bởi vì, gã đã từng tận mắt chứng kiến một vị khách đã thắng rất nhiều tiền muốn giở trò với Hồng Lý Tuyết, kết quả trên đường Hồng Lý Tuyết đi theo về, hắn đã bị biến thành một người thực vật. Hắn chẳng tỉnh lại được nữa. Ở Ngao Môn Tuyết Lý Hồng vẫn rất bình thản, bốn người Diệp Phàm đem gửi tiền vào ngân hàng xong, sau đó đi vui thú, dạo khắp một lượt Ngao Môn. Gần đến tối thì qua cửa khẩu về bên Trúc Hải. Còn Tuyết Lý Hồng thì cứ như một cô gái nghe lời đi dạo phố cùng với bốn người Diệp Phàm, hơn nữa, Ngao Môn trở thành một người dẫn đường miễn phí cho đám người Diệp Phàm, tham quan những điểm nổi tiếng như đền thờ Đại Tam Ba, pháo đài Đông Dương. Tuyết Lý Hồng đúng là biết đóng kịch, lúc này xem ra cô hoàn toàn chẳng giống như thân phận của mình chút nào, giờ đây cô đang sắm vai người tình của một đại gia. Diệp Tổng, anh đã tới Trúc Hải bao giờ chưa? Tuyết Lý Hồng hỏi. Chưa từng, làm sao, có nơi nào thú vị sao? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, cho Tuyết Lý Hồng một cơ hội ra tay. Lòng dạ của người con gái này Diệp Phàm cũng đã cơ bản rõ ràng rồi, chắc là thừa cơ tối nay sẽ ra tay. Chương 3277, biết nói chuyện. Mộc Tháp Tự có lẽ anh chưa nghe qua. Tuyết Lý Hồng nói. Chưa, trên mạng có nghe qua về Vịnh Hải Tuyền, đảo Hà Bao, đảo Đông Úc, còn Mộc Tháp Tự thì đúng là chưa từng nghe qua, làm sao, lẽ nào có gì đặc biệt hay sao? Diệp Phàm hỏi. Mộc Tháp Tự tuy không phải là một địa điểm tham quan ở Trúc Hải, cũng chẳng có mấy danh tiếng. Nhưng, Mộc Tháp Tự lại đang cung cấp xá lợi tử của Cao Tăng Tuyết Y. Hơn nữa, đứng ở trên đỉnh núi của Mộc Tháp Tự quan sát cảnh về đêm của Trúc Hải thì rất đẹp, rất khoái chí. Tuyết Lý Hồng nói, xá lợi tử có gì hay, cũng chỉ là những nốt xương không thể bị hỏa thiêu của những hòa thượng sau khi tỏa hóa mà thôi. Cũng có người nói là một dạng hóa thạch, không có ai biết rõ. Chẳng qua là nói cho thần bí thôi, thực chất chẳng phải thế. Ngô Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, đương nhiên là để chọc tức thêm Tuyết Lý Hồng. Người đúng là tri thức uyên bác đấy, tuy nhiên, người chỉ biết một mà không biết hai. Cao Tăng Tuyết Y là đến từ Ấn Độ. Đầu tiên là đến Thiếu Lâm Tự, sau đó mới về trụ trì ở Mộc Tháp Tự. Theo truyền thuyết Cao Tăng Tuyết Y thích mặc áo tăng y màu trắng, cho nên gọi là Cao Tăng Tuyết Y. Cao Tăng một đời theo đuổi Phật học, sau đó đạt được Phật Pháp. Mấy tháng không cần ăn chỉ uống một chút nước là có thể sinh tồn. Cũng có người nói Cao Tăng Tuyết Y tọa hóa căn bản vẫn không chết, mà là hóa thành tiên bay về trời. Người đi lễ bái Cao Tăng nếu có thể được sự chấp nhận của Cao Tăng, thì nhất định mang đến may mắn. Tuyết Lý Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Buồn cười, có may mắn gì? Đường Thành nói chen vào. Kéo dài tuổi thọ, có thể khiến cho cơ thể ngươi cảm thấy tinh thần hưng phấn lên rất nhiều. Tôi đã đến đấy 3 lần. Lần cuối cùng mới có thể cảm thấy được sự thống khoái của tinh thần này. Tuyết Lý Hồng tỏ ra rất thần bí nói. Đương nhiên, nghe nói để được sự chấp nhận của Cao Tăng là rất khó. 100 người đã là tốt rồi. Lừa đảo mà thôi, chuyện thần thánh bây giờ rất dễ mê hoặc. Nhất định là hòa thượng ở Mộc Tháp Tự đang nói dối để kiếm tiền mà thôi. Cô cho rằng các hòa thượng đại sư là thuần khiết có phải không nào? Ngô Toán lắc lắc đầu. Không tin thì thôi. Hai người các ngươi đúng là tục tằng. Tuyết Lý Hồng có chút bực tức. Ta tục tằng, cô. Đường Thành tức giận nói không ra lời. Ngươi không tục tằng thì ai? Tuyết Lý Hồng thêm vào. Ta là thượng tích tối cao. Đường Thành nói. Diệp Phàm liếc nhìn gã, cười nói. Tuyết Lý Hồng nói cậu tục tằng thì tục tằng mà, cậu ấy à, chẳng hiểu chút gì về Phật đạo. Một nghĩa khác của từ tục tằng này chính là bình thường có biết không? Chúng ta đều là người bình thường, tuy nhiên chúng ta đi xem, để cho ngươi cảm thấy một chút cái gì gọi là Phật Pháp. Tất cả cùng đi. Sao mà xa như vậy chứ? Đường Thành lẩm bẩm nói. Xa thì có làm sao, có xe cậu sợ gì? Tuyết Lý Hồng cãi lại. Diệp Tổng, đã muộn thế này rồi mà đi ra ngoài thì có nguy hiểm không? Hay là về khách sạn thì an toàn hơn, nếu đi đến một nơi hẻo lánh chúng ta lại không phải người bản địa.
Ngô Tuấn phối hợp tham mưu diễn kịch nói. Sợ gì, mấy người các cậu đều có một chút thân thủ. Đối phó với mấy tên trộm cướp thì cũng sợ à. Diệp Phàm hừ một tiếng, tỏ ra rất khí thế, Ngô Tuấn không dám nói nữa. Xe đi được chừng 30 phút mới có thể đến chân núi Mộc Tháp Tự. Xe không chạy lên được trên đó, phải đi men theo đường bậc thang đá. Tuyết Lý Hồng nói. Diệp Phàm gật đầu, bốn người xuống xe sau đó cùng đi lên núi. Không thể không nói, không khí ở đây thực sự không tồi. Một con đường bậc thang đá rộng chừng 2 mét ẩn giữa rừng cây rậm rạp. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì Ngô Tuấn kêu không chịu nổi nữa. Cuối cùng bị Tuyết Lý Hồng chọc cho mấy câu, sau đó Diệp Phàm đồng ý cho gã xuống dưới đợi trước. Thực ra gã đã sớm tìm kiếm mục tiêu ở hai bên rồi. Tuy nhiên, trên đường không hề phát hiện mục tiêu khả nghi nào. Ba người Diệp Phàm yên tâm đi theo Tuyết Lý Hồng lên Mộc Tháp Tự. Tuy là đã tối, nhưng vẫn có nam, nữ đang thành khẩn quỳ lạy. Trụ trì của các người đâu? Tuyết Lý Hồng hỏi một hòa thượng. Thí chủ tìm trụ trì của chúng tôi có việc sao? Hòa thượng hỏi. Chúng tôi muốn thăm viếng xá lỵ của Tuyết Y Đại Sư. Tuyết Lý Hồng nói. Thí chủ biết quy định chứ? Hòa thượng hỏi. Đã đến qua ba lần rồi, đương nhiên hiểu quy định. Tuyết Lý Hồng nói. Hòa thượng đưa tay mời. Ba người Diệp Phàm cùng liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nói hòa thượng ở Mộc Tháp Tự có vấn đề. Nhưng ba người là cao thủ to gan, đi theo vào. Đường Thành gọi điện thoại cho Ngô Tuấn, bảo gã ẩn nấp trong tự tìm có tình hình gì không. Thực ra chỉ cần không phải là súng bắn tỉa thì ba người Diệp Phàm chẳng sợ gì cả. Hơn nữa, dựa vào năng lực mắt chim ưng của Diệp Phàm thì khả năng phát hiện ra những tay bắn tỉa cũng khó. Rẽ mấy vòng. Lúc này phát hiện có hai hòa thượng đang bảo vệ bên một cây to gốc bằng cả 4-5 người ôm. Trước cây to có một hòn đá được chế thành một hòm công đức. Quái lạ, lẽ nào lại bái cây hay sao? Hay là đồng bọn của Tuyết Lý Hồng ẩn nấp trong cây? Ba người Diệp Phàm liếc nhìn nhau, cảm thấy chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng cẩn thận cảnh giác, còn Sa Thiên sớm đã lùng sục xung quanh khắp nơi trong vòng 20 mét. Tin tức Ngô Tuấn truyền đến nói là không có điểm khả nghi. Diệp Tổng, Tuyết Y Đại Sư đã tọa hóa ở trong gốc cây này. Không gian bên trong không hề nhỏ, thờ cúng Phật thân xá lỵ của Đại Sư. Vào đây tham viếng đều là những người biết được Phật Pháp của Đại Sư. Nhưng để bảo vệ xá lại Phật thân của Đại Sư. Cho nên quy định mỗi người vào trong tham viếng đều phải góp công đức 300.000 tệ. Thể hiện sự thành kính đối với Đại Sư. Chúng ta có 4 người, anh xem. Tuyết Lý Hồng hỏi. Một chút tiền lẻ này có đáng gì, Đường Thành, đưa cho bọn họ 1,2 triệu. Diệp Phàm khoát tay. Lúc này, Cao Tăng dẫn đường rất thành kính giúp Đường Thành bỏ 1,2 triệu vào trong hòm công đức. Sau đó vung tay lên, hai người hòa thượng tản ra hai bên. Hòa thượng dẫn đường hướng lên thân cây đẩy một cái, một mảng vỏ cây bị hòa thượng đẩy sang hai bên, dường như hai miếng vỏ cây được chế tạo như cửa vậy. Bên trong lộ ra một cửa động hình vòng cung, một người khom lưng có thể đi vào. Tuy nhiên, bên trong rất tối. Sao lại không có đèn? Diệp Phàm hỏi. Không thể bật đèn là không thành kính. Mộc Tháp Tự viếng thăm kim thân xá lỵ của Đại Sư đều như thế này. Anh có thể hỏi mọi người quanh đây, tuyệt đối không sao. Hơn nữa, sau khi anh vào có thể nhìn thấy cái gì, cảm nhận thấy cái gì, tự mình biết là được. Dùng cơ thể và tâm hồn để cảm nhận Phật Pháp của Đại Sư. Hòa thượng dẫn đường nói, tỏ ra rất thần bí. Còn lúc này Ngô Tuấn cũng xuất hiện thở hổn hển, gật đầu với Diệp Phàm, tỏ ý xung quanh đều không có nhân tố nào không an toàn. Sau đó miệng mới giải thích nói không yên tâm cho Diệp Tổng, sau đó đã đuổi theo lên. Thế là Diệp Phàm bảo Đường Thành đưa thêm 300.000 nữa, như vậy 5 người đã có thể tham viếng Tuyết Y Đại Sư rồi. Diệp Phàm tương đối bực bội trong lòng, truyền âm nhập mật cho ba người Sa Thiên, yêu cầu khi vào trong cẩn thận một chút. Ta vào trong trước. Diệp Phàm nói. Quyết định vào trong quan sát một chút, mình có biên bức, có mắt chim ưng. Hay là tôi vào trước đi? Đường Thành nói. Các người đừng tranh nhau, tôi vào trước. Tuyết Lý Hồng nói, Diệp Phàm gật gật đầu. Tuyết Lý Hồng vào trong, Diệp Phàm thả biên bức vào theo. Dưới mắt chim ưng, phát hiện bên trong 4 bề đều là trống trơn. Mặt chính diện giường như có một chiếc giường, biên bức nhìn, phát hiện nó được làm từ đá ngọc thạch. Trên chiếc giường khắc một pho tượng bằng gỗ, người này có đặc điểm của người Ấn Độ, tai to mặt lớn, có phần giống với Phật Như Lai trong Tây Du Ký.
đây chắc là tượng gỗ của Tuyết Hy đại sư, vấn đề không lớn. Còn trong tay Tuyết Hy đại sư cầm một cái bát gỗ màu đen tuyền, trong chiếc bát dường như có vài thứ như xương cốt, có lẽ chính là cái gọi là xá lị thần bí kia. Tuyết Lý Hồng vẫn tỏ ra thành kính, khấu đầu bái lạy. Sau đó yên lặng quỳ xuống đất rất lâu, giống như đang nghe đại sư giảng Phật kinh vậy. Diệp Phàm cho rằng cô ta đang diễn kịch. Không lâu sau, Tuyết Lý Hồng đi ra. Đường Thành đi vào trong, gã nhìn ngó xung quanh xem xét, cuối cùng khom lưng tượng trưng rồi đi ra ngoài. Tiếp theo là Sa Thiên đi vào, Sa Thiên cũng là người Ấn Độ, rất thành kính đối với những cao tăng từ Ấn Độ đến, nên cũng cúi đầu bái lạy. Đúng lúc này, biên bức của Diệp Phàm đột nhiên rung lên. Cảm thấy được dường như phía trước có sóng dao động. Diệp Phàm phát hiện, xá lị trong chiếc bát gỗ kia đang dần dần phát sáng. Sau đó lóe lên một luồng hào quang màu vàng mà mắt thường có thể nhìn thấy được ở trên người của Sa Thiên. Sa Thiên nhẹ nhàng nghe, đứng yên một lúc rồi mới bái lại rồi đi ra. Vừa rồi hình như có động tĩnh. Diệp Phàm truyền âm nhập mật hỏi. Dường như tôi nghe thấy một giọng nói rất mờ ảo nói cái gì đó với tôi. Tuy nhiên, nghe không hiểu. Sau đó đến khi giọng nói đó không còn nữa thì tôi rời đi. Tuy nhiên, thực sự là cảm thấy về tinh thần tốt lên rất nhiều. Xá lị này thực sự là có tác dụng đấy. Sa Thiên nói. Ngô Tuấn vào trong. Gã vừa bái ba bái thì đột nhiên bùm một tiếng vang lên. Diệp Phàm phát hiện ba hạt xá lị cùng phát sáng. Hơn nữa, trong gốc cây đột nhiên như có một luồng uy lực phát ra. Biên bức của Diệp Phàm đang muốn tiến lên để xem xét sự thay đổi của xá lị. Bốp một tiếng, tai người bình thường khó mà nghe thấy âm thanh đó truyền ra, Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, chợt hắn sợ hãi. Bởi vì, Diệp Phàm phát hiện biên bức vô hình của mình dường như bị một chưởng ném thẳng từ trong gốc cây ra. Diệp Phàm vội vàng thu biên bức lại, trong lòng thầm nói Tuyết Hy đại sư chẳng lẽ cũng là cao thủ, hồn khí của ông ta còn tồn tại ở trong xá lị. Hơi giống như Tam Hóa đại sư, Tuyết Hy chẳng nhẽ cũng là một cao thủ thoát thần cảnh hay sao? Thời gian Ngô Tuấn vào trong lâu nhất, ước chừng một tiếng mới đi ra. Hơn nữa, vừa đi ra đã thấy vẻ mặt vui vẻ. Hắn ghé tai Diệp Phàm nói. Vị cao tăng này thật sự là đã hiển linh, hạt xá lị bay lên, sau đó ba luồng hào quang đã giúp tôi. Giống như một thứ dinh dưỡng cao cấp giúp đỡ tôi vậy. Không lâu sau, tôi đã đột phá lên đỉnh cao của thập nhất đẳng. Đáng tiếc là không thể đột phá lên được thập nhị đẳng, chỉ thiêu một bước nữa thôi. Tuyết Hy cao tăng có nói gì không? Diệp Phàm hỏi. Không, chỉ giống như có nghe thấy tiếng niệm kinh ở nơi rất xa. Ngô Tuấn nói. Cuối cùng đến lượt Diệp Phàm vào trong, hắn vốn là muốn thôi. Nhưng vì vừa rồi biên bức của mình vào trong có lẽ là sai quy tắc nên Tuyết Hy cao tăng đã ném ra ngoài. Bây giờ mình vào có bị gì hay không cũng khó nói.